Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 11. Chương 270, đơn gia. Trương Huyền nhìn hai nàng, cùng với vây quanh ở nàng hai bên người nam nhân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tìm cái xinh đẹp lão bà, phải tiếp thu chính mình lão bà mị lực đại sự a. Đối với loại chuyện này, Trương Huyền đều dần dần thói quen. Lão bà, các ngươi tại đây a, tìm các ngươi nửa ngày. Trương Huyền đi ra phía trước, lớn tiếng chào hỏi. Lão bà hai chữ, làm vây quanh ở Lâm Thanh Hạm cùng Milan bên người tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Bọn họ tuy rằng không biết Trương Huyền kêu lão bà là ai, nhưng này hai cái mỹ nữ, vô luận cái nào, đều không phải cái này nhìn qua phổ phổ thông thông tiểu tử có thể xứng đôi đi. Liêu xong rồi, Lâm Thanh Hạm gương mặt tươi cười xinh đẹp nhìn Trương Huyền, nàng nụ cười này, làm người chung quanh, không tự giác lộ ra heo ca giống nhau biểu tình. Này đó tuổi trẻ tuấn kiệt, không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng bọn họ thấy được những cái đó mỹ nữ, không một cái có thể cùng Lâm Thanh Hạm so sánh với. Liêu xong rồi, quá mệt mỏi a. Trương Huyền hướng ao cá bên ngồi xuống. Cái này cũng chưa tính mệt đâu, chờ lần sau có cái gì đại hình tụ hội, mới là thật sự mệt. Milan rất có kinh nghiệm cấp Trương Huyền nói. Trương Huyền có chút vô ngữ, xem ra Milan, cũng là trải qua quá như vậy sự a, bất quá hai người cũng liền phun tào một chút, cũng không có quái Tiêu Sơn cái gì, phải biết rằng, bọn họ chào hỏi mệt, Tiêu Sơn giới thiệu lên càng mệt, hết thảy còn đều là vì bọn họ hảo. Trương Huyền ngồi ở chỗ này, cùng Lâm Thanh Hạm còn có Milan tùy tiện hàn huyên chút đề tài. Những cái đó nguyên bản tới chào hỏi tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều bị lượng ở một bên. Này đó tuổi trẻ tuấn kiệt, gia cảnh đều giàu có thực, mỗi người đều là tiêu tiêu chuẩn chuẩn phú nhị đại, ngày thường đi đến nào, kia đều là bị người vây quanh, hiện tại loại này không bị người để vào mắt cảm giác, làm cho bọn họ phá lệ không thoải mái. Trong đó một người lưu trữ tề mi tóc dài thanh niên hướng Trương Huyền đưa ra một chương danh thiếp, anh em, nhận thức một chút, ta kêu đơn trang, hào tím điền sản. Nga, Trương Huyền tiếp nhận danh thiếp, xem cũng không xem liếc mắt một cái, tùy tay phóng tới trong túi, ta là Trương Huyền. Trương Huyền, đơn trang nhìn Trương Huyền động tác, bất mãn nói, anh em, ngươi là khinh thường ta. Không có, Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn không phải khinh thường cái này đơn trang, mà là thực minh bạch. Cái này đơn trang cùng chính mình chào hỏi là vì cái gì, đối phương mục đích, hiển nhiên không phải tưởng nhận thức chính mình, càng có rất nhiều bởi vì Lâm Thanh Hạm cùng Milan, đối với loại người này, Trương Huyền tự nhiên không thể cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem. Hơn nữa, đối với Trương Huyền cá nhân thân phận tới nói, đơn trang ở trước mặt hắn, thật sự liền cái rắm đều không tính. Nếu là tới giao bằng hữu, Trương Huyền đương nhiên hoan nghênh, nếu là tới cùng chính mình bãi tư thái khoe ra, loại người này, còn không xứng ở Trương Huyền trước mặt tới khoe ra. Lão công, nơi này ngồi hảo nhàm chán a, chúng ta đi bên trong đi dạo đi, cũng ăn vài thứ. Lâm Thanh Hạm vào lúc này ra tiếng, nàng cũng bị những người này làm đến không chê phiền lụy. Hành, nghe ngươi, Trương Huyền gật gật đầu tiên là đứng dậy, cấp Lâm Thỉnh Hạm đáp bắt tay, theo sau chiều hội sở nội đi đến. Milan đi theo hai người phía sau, phát tiết chính mình bất mãn, ta nói hai ngươi, còn có hay không điểm nhân tính a, liền đem ta ném kia. Trương Huyền, lão bà ngươi là nữ nhân, ta liền không phải. Cũng không biết đỡ ta một chút, liền ngươi như vậy còn tiến ta ra môn, tin hay không ta cho ngươi mặc giày nhỏ. Ách, lần sau đỡ. Milan trợn trắng mắt, không có hé răng. Đơn trang đứng ở bên ngoài, nhìn Trương Huyền bóng dáng, oán hận nói, cho ta hỏi thăm một chút, đây là cái thứ gì, còn có cái kia tóc dài nữ nhân, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu. Lần này hội sở tụ hội chọn dùng cái loại này tiệc đứng vũ hội hình thức, trên lầu còn có chút tư nhân cây tivi gì đó, cùng các tân khách tùy ý sử dụng. Trương Huyền ba người ngồi ở một cái bàn nhỏ thượng, lấy chút cơm điểm, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Còn không có ăn mấy khẩu đâu, lưu trữ tề mi tóc dài đơn trang lại đã đi tới, Trương Huyền, nguyên lai là Tiêu tổng con nuôi, nói như vậy, hôm nay mới tiến cái này vòng A. Không thể không nói, là một cái tập đoàn lão tổng con nuôi. Người hành vi, thật đúng là có thể coi như là kiêu ngạo ương ngạnh đâu. Ta không như vậy cảm thấy. Trương Huyền lắc lắc đầu, tiếp tục ăn trước mặt mâm đồ vật, đơn tiên sinh, người có chuyện gì sao? Không gì sự, đơn trang lắc lắc đầu, ta chính là coi trọng lão bà ngươi, nghĩ tới tới cùng lão bà ngươi trò chuyện, như thế nào, người có ý kiến sao? Đơn trang cố ý hướng Trương Huyền nhướng mày, khiêu khích nói. Trương Huyền chính gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn, ngẩng đầu nhìn đơn trang. Hơi hơi mỉm cười,
ngươi tính cái thứ gì? Đi ngươi sao? Đơn Trang mãnh vùng tay lên, đem Trương Huyền trước mặt mâm đồ ăn toàn bộ huy đến trên mặt đất, phát ra một trận bùm bùm vỡ vụn thanh. Tại đây đồng thời, Đơn Trang phía sau, đứng ra vài danh thanh niên, tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn Trương Huyền, này đó thanh niên, đều là phú nhị đại, hiện tại hiển nhiên cùng Đơn Trang là một đám. Trước không đề cập tới Trương Huyền này một cái tiêu sơn con nuôi thân phận, liền tìm như vậy một vị mỹ nữ đương lão bà, đưa tới bọn họ đấu kỵ, chỉ là Đơn Trang thân phận, khiến cho bọn họ đứng ở Đơn Trang bên này. Từ xưa dân không cùng quan đấu, lại lợi hại thương nhân, cũng không phải làm chính trị đối thủ. Đơn Trang, thị cục trưởng nhi tử, hào tím điền sản, cái này mấy tỷ sản nghiệp, bất quá là Đơn Trang món đồ chơi mà thôi. Có thể ở hàng thị loại này đô thị cấp 1, lên làm cục cảnh sát trường, kia bối cảnh không phải giống nhau ngạnh, hơi chút một thâm đào, là có thể từ Đơn Trang phía sau phát hiện ra không ít làm người kính sợ thế lực. Đơn Trang nhìn Trương Huyền, mắng, người hắn sao hỏi lão tử tính thứ gì? Lão tử hôm nay còn muốn hỏi hỏi ngươi là cái thứ gì? Lão tử cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe đúng không, hôm nay lão tử khiến cho ngươi quỳ xuống. Bên này khiến cho ầm ĩ, lập tức liền hấp dẫn đám kia trưởng bối lực chú ý. Tiêu Sơn vừa thấy Đơn Trang nói, thế nhưng là Trương Huyền, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh đã đi tới, Đơn công tử, đây là làm sao vậy, đâu ra lớn như vậy hỏa khí a? Tiêu thị tập đoàn tuy rằng đại, nhưng cũng chính là gần mấy năm tân khởi xí nghiệp, có thể nói là không hề nội tình. Căn bản vô pháp cùng Đơn Trang loại này quan gia con cháu so sánh với. Đối mặt Tiêu Sơn, Đơn Trang một chút cũng không khách khí, Tiêu Tổng, đây là ngươi con nuôi, hỏi hắn sao ta là thứ gì? Ngươi nếu sẽ không dạy người, ta đây tới giúp ngươi giáo. Đơn Trang này buổi nói chuyện, làm phía trước Tiêu Sơn cấp Trương Huyền giới thiệu những cái đó trưởng bối, cũng đều kinh ngạc một chút, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, có loại nói không nên lời hương vị. Trong đó một người càng là nhỏ giọng nói, cái này Trương Huyền, cho rằng nhận Tiêu Sơn đương cha nuôi, liền dám vô pháp vô thiên. Không có biện pháp, loại này bành trướng người, thấy nhiều, chọc đơn ra người, xem hắn làm sao bây giờ. Tiểu Huyền, đây là có chuyện gì? Tiêu Sơn hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm giác sự tình có chút xử lý không tốt, rốt cuộc đơn ra, là liền chính mình đều không thể trêu vào, càng đừng nói Trương Huyền. Không có việc gì, Trương Huyền lắc lắc đầu, cùng vị này Đơn công tử tâm sự mà thôi. Ta đi ngươi sao tâm sự, Đơn Trang cầm lấy một cái không bàn, trực tiếp nện ở Trương Huyền trên người. Chương 271, đột nhiên nổ mạnh. Nguyên bản hội sở nội nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, đều bởi vì bên này phát sinh sự ngừng lại. Đủ rồi, Lâm Thanh Hạm đột nhiên một phách cái bàn, nàng tuy rằng không biết cái này Đơn Trang sau lưng có cái gì thân phận, nhưng xem Tiêu Sơn thái độ, cũng có thể đoán được một ít, Đơn công tử đúng không, hôm nay sự... Là ngươi năm lần bảy lượt tìm chúng ta phiền toái, chúng ta tuy rằng là tiểu nhân vật, nhưng cũng không phải nhậm người khi dễ, hôm nay sự, chúng ta sẽ thảo một cái công đạo, lão công, chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền tay, liền chuẩn bị chiều hội sở ngoại đi đến. Đi, Đơn Trang cười lạnh một tiếng, một phen ngăn lại Lâm Thanh Hạm, ta cho các ngươi đi rồi sao? Ta nói cho ngươi, lão tử hôm nay chính là muốn ngủ ngươi, ta nhìn xem ai hắn sao có thể đi. Đơn công tử, xin bớt giận. Vĩnh Thái Điền Sản Phương Tổng đi tới, hôm nay là cái ngày lành, đại gia uống hai ly, xin bớt giận, tới, ta kính đại gia một ly. Nói, Phương Tổng liền cầm lấy chén rượu, cho chính mình đổ tràn đầy một ly, Lãng Thịnh nói, tới, đại gia, đều nâng chén, ta trước làm a. Mọi người cũng đều có thể nhìn ra Phương luôn là tới giảng hòa, tất cả đều dơ lên chén rượu. Uống ngươi sao đâu, lăn. Đơn Trang một tay đem Phương Tổng trong tay chén rượu vỗ rớt, rượu sái Phương Tổng một thân đều là. Đối này, Phương Tổng chỉ là cười nịnh một tiếng, không nói thêm gì. Tiêu Sơn lúc này xuất khẩu, Đơn công tử, ta này con nuôi phải có cái gì làm không đúng địa phương, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Ngươi cho ta xin lỗi. Đơn Trang liếc liếc mắt một cái Tiêu Sơn, chỉ vào Milan, ngươi lấy cái gì cho ta xin lỗi. Cái này là ngươi nữ nhi đúng không? Ngươi làm nàng hiện tại đem quần áo cởi, liền tại đây cho ta nhảy đoạn múa cột, ta liền tiếp thu ngươi xin lỗi, thế nào? Tiêu Sơn sắc mặt một chút liền tối sầm đi xuống, Đơn công tử, ngươi nói như vậy, có phải hay không có điểm quá mức? Quá mức, ngươi hắn sao dám nói ta quá mức, lão tử hôm nay, khiến cho ngươi trông thấy cái gì kêu lên phân. Đơn Trang vén tay áo, hướng Lâm Thanh Hạm một lóng tay, đem nàng cho ta bắt lại.
đứng ở đơn trang phía sau vài tên thanh niên, tất cả đều duỗi tay chiều Lâm Thanh Hạm chộp tới. Đồng thời, đơn trang cũng duỗi tay, hướng Lâm Thanh Hạm trước người chộp tới. Một màn này xem còn lại người, là giận mà không dám nói gì, đơn trang phụ thân là thị cục một tay, ai dám chọc a? Mắt thấy một người thanh niên đã mau đem tay bắt được Lâm Thanh Hạm trên người, một trận tiếng nổ mạnh, đột nhiên vang lên. Mãnh liệt dòng khí, sẽ tự sở đại môn thổi quét mà đến, đứng ở hội sở chung người, đều bởi vì này cổ mãnh liệt dòng khí, đứng thẳng không xong. Trương Huyền ở trước tiên liền bảo vệ Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng, đãi cường chảy qua sau, một trận bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên bản xa hoa hội sở đại môn, trở nên rách mướp. Hội sở nội bố trí tinh tế trang trí, kia trước mắt ngọc đẹp mỹ thực, đều bởi vì kia cổ khí lưu rơi rụng đầy đất. Nổ mạnh, là nổ mạnh. Báo nguy a, mau báo cảnh sát a. Hội sở giữa, vang lên một trận tiếng thét chói tai. Đơn trang lúc này cũng bất chấp lại tìm Trương Huyền phiền toái, này đột nhiên nổ mạnh, ra ngoài mọi người dự kiến. Trương Huyền một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hội sở đại môn, ở sương khói tràn ngập chung, tổng cộng 8 đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, này 8 đạo thân ảnh, tất cả đều mang theo khăn trùm đầu, thấy không rõ bộ dáng, mỗi người trong tay, đều cầm một phen quản chế dụng cụ cắt gọt. Hội sở nội các doanh nhân, giờ phút này đều xúc tới rồi góc tường. Nơm nớp lo sợ nhìn này 8 gã mang theo khăn trùm đầu kẻ bắt cóc. 8 gã kẻ bắt cóc ánh mắt ở toàn bộ hội sở trung siêu tầm, cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định ở Tiêu Sơn trên người. Cầm đầu một người, phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm, Tiêu Thị Tập Đoàn, Tiêu Sơn. Chính là hắn. Kẻ bắt cóc nói, làm mọi người một chút liền minh bạch, hôm nay những người này, vì sao mà đến. Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm phía sau lưng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị đứng dậy, giải quyết này đó kẻ bắt cóc, liền nghe được chính mình phía sau chân tường ngoại, truyền đến rất nhỏ tích. Tích, thanh. Thanh âm này vang lên, làm Trương Huyền sắc mặt mãnh biến. Làm ở thương hỏa trung trưởng thành ra tới người, Trương Huyền phi thường minh bạch cái này tích tích thanh đại biểu cho cái gì. Bom hẹn giờ. Này bom hẹn giờ, cùng bọn họ, liền cách xa nhau một đạo tường, một khi nổ mạnh, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Thanh Hạm cùng Milan, bao gồm Tiêu Sơn, đều sẽ bị này bom ương cập đến, một khi bị ương cập, kết cục chỉ có một. Tình huống hiện tại, căn bản không phải do Trương Huyền lại đi đối phó này 8 gã đạo tặc, bởi vì hắn không biết, này phía sau bom, khi nào sẽ nổ mạnh, khả năng tại hạ một giây, nổ mạnh ánh lửa liền sẽ xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Trương Huyền phát hiện ở chính mình phía sau trên vách tường, có một cái xuất khẩu, căn bản không kịp chần chờ, Trương Huyền nhanh chóng đứng dậy. Dùng sức nhảy, cả người như một con linh vượn, từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Ở phía trước, Trương Huyền vừa đến cái này hội sở thời điểm, liền phát hiện cái này hội sở chung có vài tên cao thủ, ít nhất là cùng Dương Hải Phong tìm tới kia 3 người cùng cấp bậc. Loại này cao thủ ở chỗ này, đối phó mấy cái kẻ bắt cóc hẳn là không thành vấn đề, liền tính không đối phó được, Trương Huyền hiện tại cũng không kịp quản, xử lý bom, mới là quan trọng nhất. Trương Huyền nhảy cửa sổ cái này cách làm. Trong mắt mọi người xung quanh, đó chính là một mình một người chạy trốn. Mới vừa nhảy ra cửa sổ, Trương Huyền liền nhìn đến, có lưỡng đạo thân ảnh chính vặn đánh vào một khối, trong đó một người, mang theo mặt nạ bảo hộ, hiển nhiên là cùng bên trong những cái đó đạo tặc một đám. Mà mặt khác một đạo thân ảnh, tác cho người ta một loại mạnh mẽ mỹ cảm, là một nữ nhân. Trương Huyền chỉ nhìn thoáng qua, liền không đi nhiều quản, ánh mắt tỏa định ở đã bị trang bị ở trên tường kia viên bom hẹn giờ mặt trên. Tích tích thanh âm càng ngày càng dồn dập, đồng hồ đếm ngược thượng, biểu hiện thời gian, không đến 15 giây. Trương Huyền ngồi xổm xuống, nhìn chân tường thượng bom hẹn giờ, kia đường cong rậm rạp, chẳng sợ kinh nghiệm phong phú chuyên gia gỡ bom tới, cũng không dám tùy ý đi chạm vào, đây là một loại phi thường có mê hoặc tính bom, chỉ tiếc, gặp Trương Huyền. Ở sớm nhất bị mang nhập này một hàng thời điểm, Trương Huyền đã trải qua rất nhiều cực kỳ tàn ác huấn luyện, ở cái loại này huấn luyện chung. Mạng người căn bản sẽ không bị đương hồi sự, sở hữu thực chiến huấn luyện, đều là hai người lấy thương, chỉ có đối thủ chết, huấn luyện mới tính kết thúc. Bao gồm hủy đi đạn cũng là như thế, Trương Huyền ở 16 tuổi thời điểm, liền tinh thông các loại bom, hắn cưỡng bách chính mình nhớ kỹ mỗi một loại bom nguyên lý, bởi vì bọn họ huấn luyện phương pháp, chính là ở không có bất luận cái gì thi thố dưới tình huống, tay không hủy đi đạn, hơi có vô ý, liền sẽ rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Chỉ dùng 5 giây. Trương Huyền liền tìm tới rồi kia căn tuyến, đem này nhổ. Ở Trương Huyền nhổ hỏa tuyến nháy mắt,
bom thượng đồng hồ đếm ngược đột nhiên im bặt. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia vặn đánh vào cùng nhau hai người. Kia thân hình mạnh mẽ nữ tính hiển nhiên không phải mang theo khăn trùm đầu hắc y nhân đối thủ, đã ở vào hạ phong, bị mang theo khăn trùm đầu kẻ bắt cóc đánh kế tiếp bại lui, mắt thấy không địch lại. Chương 272, Cảnh Nhược Thiến, 6 càng. Cảnh Nhược Thiến là một cái thiên chi kiêu nữ, nàng xuất thân ưu việt, phụ thân là hàng thị thư ký thành ủy, diện mạo xinh đẹp, dáng người cực hảo, có thể nói, là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Như vậy nữ nhân, rất nhiều người đều sẽ đem này liên tưởng thành một cái tiểu thư khuê các. Nhưng Cảnh Nhược Thiến hoàn toàn tương phản, nàng từ nhỏ tinh thần trọng nghĩa bạo lều, thích một ít bạo lực đồ vật, ở nữ nhân khác đều đuổi theo bọt biển kịch thời điểm, nàng thích chính là tinh võ môn, ở người khác nhìn đài truyền hình game show, thích tiểu thịt tươi thời điểm, nàng xem chính là trung cực cách đấu loại này tiết mục. Cảnh Nhược Thiến phụ thân, muốn cho nữ nhi từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, nhưng Cảnh Nhược Thiến lại chỉ đối tê quân do cùng vật lộn một loại đồ vật cảm thấy hứng thú. Sau khi lớn lên, Cảnh Nhược Thiến không màng phụ thân phản đối, một đầu chát tới rồi hàng thị hình cảnh đội ngũ chung. Cảnh Nhược Thiến phụ thân thấy khuyên bất động chính mình nữ nhi, cũng chỉ có thể đáp lời nàng ý tứ đi, bất quá ở thị cục, Cảnh Nhược Thiến phụ thân cũng đánh hảo tiếp đón. Tuy rằng ở hình cảnh đội công tác, nhưng Cảnh Nhược Thiến trước nay đều không có làm qua một lần đại án tử, thị cục cục trưởng căn bản là không dám làm vị này tiểu công chúa chịu một chút thương. Như vậy cảm giác, làm Cảnh Nhược Thiến phi thường nghẹn khuất, nàng đương cảnh sát, vì chính là phá án, chào tặc. Nếu ở hình cảnh đội phá không được án, Cảnh Nhược Thiến liền quyết định, chính mình nghĩ cách phá án, nàng căn cứ chính mình quan hệ, nghe được một đám đạo tặc, ở sắp tới sẽ đối Tiêu thị tập đoàn Tiêu Sơn động thủ, vì chính là Tiêu Sơn trong tay một phần nghiên cứu tư liệu. Từ lúc tìm được tin tức ngày đó bắt đầu, Cảnh Nhược Thiến liền vẫn luôn trộm đi theo Tiêu Sơn, chờ đợi kia hỏa đạo tặc xuất hiện. Hôm nay, rốt cuộc làm Cảnh Nhược Thiến chờ tới rồi, đương nàng nhìn đến cái kia đạo tặc đang ở an trí bom hẹn giờ thời điểm, trực tiếp ra tay. Nhưng Cảnh Nhược Thiến phát hiện, chính mình có điểm quá xem trọng chính mình, vốn dĩ nàng cho rằng, một đám bình thường kẻ bắt cóc, chính mình đối phó hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình sợ sẽ đổ vật, thật sự quá ít, đặc biệt là ở thực chiến kinh nghiệm phương diện. Hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, chỉ là mấy chiêu qua đi, chính mình đã bị hoàn toàn đè nặng đánh. Thấy kẻ bắt cóc một chân chiều chính mình đá tới, Cảnh Nhược Thiến vội vàng duỗi tay ngăn cản, lại căn bản không nghĩ tới đối phương chỉ là hư hoảng một chút, chân chính sát chiêu ở trên tay, Cảnh Nhược Thiến không kịp phản ứng, bị người một tay đao thật mạnh chém vào cổ, tức khắc liền cảm giác đầu trầm xuống, một chút lực đều xử không thượng. Xong rồi. Đây là Cảnh Nhược Thiến trong lòng cuối cùng ý tưởng. Trên cổ truyền đến đau đớn, làm nàng liền phản ứng tốc độ đều đầy rất nhiều, đối mặt kẻ bắt cóc công kích, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Lại bị kẻ bắt cóc một chân đá tới, Cảnh Nhược Thiến quay người một trốn, thể lực tiêu hao thật sự quá lớn, làm nàng bước chân không xong, chiều phía sau đảo đi, này muốn thật ngã xuống, ở đối phương thế công hạ, rất khó ở đứng lên. Đúng lúc này, một đạo cường hữu lực cánh tay đỡ Cảnh Nhược Thiến lập tức muốn té ngã thân mình. Cảnh Nhược Thiến còn không có tới kịp xem là ai, liền nghe một đạo có chứa tử tính thanh âm vang lên, cùng nữ nhân đánh có ý tứ gì, hai ta tới đánh. Đang nói chuyện đồng thời, giọng nói chủ nhân, đem Cảnh Nhược Thiến đỡ ổn chạm hảo. Cảnh Nhược Thiến lúc này mới có cơ hội nhìn về phía người tới, đây là một cái ăn mặc thực bình thường thanh niên, bộ dáng xưng được với tiểu soái, chính là hắn kia một đôi mắt, như cuồn cuộn ngân hà giống nhau, làm người xem một cái, liền nhịn không được say mê trong đó. Người động tác thực nhanh chóng, lực đạo cũng không thể so hắn kém, chính là không có hắn tàn nhẫn, hắn dùng, là giết người chiêu, mà ngươi dùng, là bắt người chiêu. Trương Huyền nhìn mắt Cảnh Nhược Thiến, mở miệng nói, loại người này, ngươi muốn đánh bại hắn, thực dễ dàng, chỉ cần làm được, so với hắn tàn nhẫn là được, tựa như vậy. Dạng tự rơi xuống, Trương Huyền thân hình động, hắn thẳng đến kẻ bắt cóc mà đi, không có dư thừa hoa chiêu, chính là một quyền, thẳng chỉ kẻ bắt cóc mặt. Trương Huyền này một quyền nhanh chóng mà lực mãnh, mang theo mãnh liệt âm bạo thanh, đối mặt này một quyền, kẻ bắt cóc cũng chỉ có thể né tránh, nhưng Trương Huyền kinh nghiệm chiến đấu, lại há là cái này kẻ bắt cóc có thể so sánh với, chờ đợi cái này kẻ bắt cóc, là Trương Huyền đầu gối cùng khuỷu tay. Này hai cái địa phương, là nhân thể có thể mang đến đập lực mạnh nhất địa phương. Cơ hồ ở đồng thời, Trương Huyền khuỷu tay cùng đầu gối liền hung hăng đánh vào kẻ bắt cóc trên người. Nguyên bản còn hung ác kẻ bắt cóc, lần này liền bay ngược đi ra ngoài. Này một bộ động tác,
ở Cảnh Nhược Thiến xem ra, không thể nghi ngờ là tấn mãnh, trực tiếp. Vừa mới Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài tốc độ, cùng Cảnh Nhược Thiến không kém bao nhiêu, nhưng kết quả, lại là khác nhau như trời với đất, đây là kinh nghiệm chiến đấu khác nhau. Cảnh Nhược Thiến xinh đẹp mắt to trung lộ ra một mặt tinh quang, Trương Huyền động tác, cho nàng mở ra một phiến tân đại môn. Xem, ngươi nếu so với hắn tàn nhẫn, hắn liền không phải đối thủ của ngươi. Trương Huyền vỗ vỗ tay. Thụ giáo, Cảnh Nhược Thiến hướng Trương Huyền gật gật đầu, từ mảnh khảnh sau eo chỗ chịu bắt tay khảo ra tới, chiều kẻ bắt cóc bước đi đi. Kẻ bắt cóc bị Trương Huyền khuỷu tay cùng đầu gối đánh trúng, nằm trên mặt đất, cả người đều phát ra co rút, nhưng ở Cảnh Nhược Thiến tiếp cận kia một sát, kẻ bắt cóc co rút bộ dáng đột nhiên biến mất. Cẩn thận, Trương Huyền hét lớn một tiếng, nhưng lại thời gian đã muộn. Nếu là Trương Huyền bản nhân, khẳng định có thể phản ứng lại đây. Nhưng Cảnh Nhược Thiến hiển nhiên không có tưởng nhiều như vậy, liền thấy kẻ bắt cóc nhảy dựng lên, một khẩu súng lục từ hắn trong tay xuất hiện, thẳng tắp đỉnh ở Cảnh Nhược Thiến trán thượng. Lạnh lẽo súng lục, tản ra một cổ túc sát chi ý, tùy thời đều có thể mang đi người sinh mệnh. Cảnh Nhược Thiến căn bản là không nghĩ tới, ở Hoa Hạ, thế nhưng có người còn có thể cầm súng. Hắn sao, đạo tặc chửi ầm lên một tiếng, đứng vững Cảnh Nhược Thiến cái trán súng lục dùng sức, Cảnh Nhược Thiến theo bản năng lùi lại hai bước. Đạo tặc nhìn về phía Trương Huyền, mắng, tiểu tử, người hắn sao không phải thực có thể đánh sao, tới a, nhìn xem là ta thương mau, vẫn là ngươi nắm tay mau. Trương Huyền nhìn đạo tặc, cũng không có biểu hiện ra cái gì hoảng loạn cảm xúc, ngươi là mang theo nhiệm vụ tới, hôm nay khai thương, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được rớt. Thiếu hắn sao vô nghĩa, đạo tặc bắt lấy Cảnh Nhược Thiến bả vai, đem này che ở chính mình trước người, theo sau dùng thương chỉ một bên. Đi đem chiếc xe kia cấp lão tử khai lại đây, mau. Đạo tặc lời nói còn chưa nói xong, họng súng lại lần nữa để ở Cảnh Nhược Thiến trên đầu. Không vì đề, người muốn chạy, là chính xác lựa chọn, rốt cuộc tiền tới lại nhiều, có mệnh hoa mới được, đúng không? Trương Huyền một bên cấp đạo tặc làm tâm lý ám chỉ, vừa đi qua đi, đem kia chiếc ngừng ở hội sở biệt viện trung tiếp đãi xe phát động lên, loại này tiếp đãi xe, giống nhau chìa khóa đều ở trên xe. Thực mau. Này chiếc tiếp đãi xe bị Trương Huyền chạy đến đạo tặc trước mặt. Đạo tặc hướng Cảnh Nhược Thiến quát, mau, mở cửa xe, lên xe. Đừng hắn sao chọc lão tử phát hỏa, lão tử tức giận, đại gia ai đều đừng sống. Cảnh Nhược Thiến hít sâu một hơi, cố nén hoảng loạn tâm, mở cửa xe. Ở trên xe, đạo tặc mồm to thở hổn hển, đi. Lão tử làm ngươi như thế nào khai, ngươi liền như thế nào khai. Đừng ra vẻ. Không thành vấn đề. Ta đưa ngươi ra khỏi thành, Trương Huyền cố ý hướng đạo tặc cười một chút, giẫm hạ chân ga, đem xe vững vàng khai ra hội sở. Chương 273, ngu xuẩn. Hội sở chung, nổ mạnh bụi mù khởi. Tám gã kẻ bắt cóc dần dần chiều Tiêu Sơn bước đi. Nhìn góc chung Tiêu Sơn, có người lộ ra tiếc nuối biểu tình, lắc lắc đầu, có người còn lại là dưới đáy lòng giễu cợt hắn, như vậy long trọng giới thiệu chính mình con nuôi, vừa mới còn không tiếc vì cái này con nuôi đi đắc tội đơn trang. Kết quả cuối cùng là đâu, gặp được nguy hiểm, này con nuôi chạy nhanh nhất. Nhìn này tám gã kẻ bắt cóc, Tiêu Sơn chậm rãi đứng dậy, hắn thở sâu, ta biết các ngươi là vì cái gì mà đến, nhà tư bản dã tâm, liền như vậy trọng sao. Muốn đem hết thảy đều hủy trong một sớm. Ha ha, Tiêu Tổng, nếu ngươi biết, vậy ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra tới đi, ta tưởng, ngươi cũng không hy vọng ngươi nữ nhi đã chịu cái gì thương tổn, không phải sao. Cầm đầu tên kia kẻ bắt cóc. Đem ánh mắt phóng tới Milan trên người. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể cho các ngươi. Nếu Tiêu Tổng rượu mời không uống, vậy chỉ có thể cho ngươi uống rượu phạt, động thủ. Tên kia kẻ bắt cóc khẽ quát một tiếng, tám người đồng thời chiều Tiêu Sơn phóng đi. Đối mặt này tám bỏ mạng đồ, toàn bộ yến hội trong phòng không có bất luận cái gì một người dám động. Ba, cẩn thận, Milan đứng dậy, che ở Tiêu Sơn trước mặt. Không có việc gì. Tiêu Sơn hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Milan bả vai. Tại đây tám gã kẻ bắt cóc khoảng cách Tiêu Sơn còn có 4-5 mét khoảng cách khi, một bóng người đột nhiên từ mặt bên vọt lại đây, đem xông vào trước nhất mặt tên kia kẻ bắt cóc đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài. Đồng thời, hội sở bị tạc hủy trước đại môn, lại đi ra vài đạo thân ảnh, đem nắm tay niết tí tách vang lên, sắc mặt bất thiện nhìn về phía vài tên kẻ bắt cóc. Trong đó một người thanh niên dẫn đầu, thần sắc hờ hững nói. Nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Dương Hùng đều biết kỹ thuật tầm quan trọng, Tiêu Sơn lại sao có thể không biết. Ở Tiêu Sơn bên người,
cũng vẫn luôn có người bảo hộ. Hội sở ngoại, Trương Huyền ở tên kia kẻ bắt cóc dẫn đường hạ, một đường lái xe chiều ngoại ô chạy tới. Dừng xe làm gì, ai hắn sao làm ngươi dừng xe? Kẻ bắt cóc mắt thấy Trương Huyền tốc độ xe càng ngày càng chậm, lớn tiếng quát. Đại ca, này không phải ngươi xe, chính là không cần chờ đèn xanh đèn đỏ. Trương Huyền trợn trắng mắt, đem xe ngừng ở giao lộ, giao thông quy tắc ngươi đến tuân thủ đi. Tiến lên, lão tử làm ngươi tiến lên. Kẻ bắt cóc lấy thương hung hăng chống cảnh nhược thiến đầu, này xe mỗi ở nội thành nhiều đãi một giây, hắn tâm liền nhiều một phân hoảng loạn, một khi bị bắt được, kia cả đời này liền xong rồi. Có thể ở bên ngoài tiêu tiêu sái sái sống, ai nguyện ý đi trong nhà lao vượt qua cả đời. Hướng cái mau a hướng, Trương Huyền đột nhiên quay đầu lại răn dậy một câu, này một động tác, đừng nói cảnh nhược thiến có điểm ngốc, ngay cả kẻ bắt cóc đều là sửng sốt. Ta nói ngươi tới trói cá nhân, có hay không đầu óc a? Nhiều như vậy xe, ngươi làm ta sao hướng? Ra cái tai nạn xe cộ gì, giao cảnh không phải tới. Ta nói ngươi đầu óc có bệnh đi, an tâm ngồi, ta mang ngươi ra khỏi thành. Trương Huyền quát lớn song sau, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước. Chiếc xe giữa, lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Rõ ràng là kẻ bắt cóc uy hiếp Trương Huyền, kết quả hiện tại, lại thành Trương Huyền giáo dục kẻ bắt cóc. Đợi ước chừng có một phút, trước mặt đèn đỏ mới biến lục. Có thể đi rồi đi, kẻ bắt cóc mở miệng. Ở kẻ bắt cóc trong thanh âm, cảnh nhược thiến thế nhưng nghe ra một mạt cảm giác ủy khuất. Vô nghĩa, ta lại không hạt. Trương Huyền một câu dỗi trở về, lái xe chiều ngoại ô mà đi. Này chiếc xe ở trên đường phố xử bằng phẳng, cũng không có khiến cho người khác chú ý, dần dần ra nội thành, đi vào ngoại ô. Ngươi xem a, ngươi lại đi phía trước đi, liền thượng quốc lộ, đến lúc đó nên như thế nào chạy chính ngươi trong lòng có điểm số. Nhân gia này tiếp đãi xe khẳng định có định vị, ngươi đừng khai nghiện là được. Trương Huyền đem xe hướng một cái rộng lớn đại đạo thượng dừng lại, mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Trương Huyền đi đến hàng phía sau, gõ gõ hàng phía sau xe pha lê, ta nói, người nơi này cũng tới rồi, nên đem người thả đi. Như vậy xinh đẹp một cô nương, giết rất đáng tiếc, người không cần cho ta, ta cưới trở về làm tức phụ đâu. Trương Huyền cố ý nói này đó nói bậy. Chính là vì làm kẻ bắt cóc thả lỏng cảnh giác, tránh cho đối phương làm ra cái gì quá kích hành động tới. Trường hợp như vậy, Trương Huyền thấy được quá nhiều, cũng biết nên như thế nào ứng phó. Kẻ bắt cóc nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không có hé răng, hướng cảnh nhược thiến nói, mở cửa. Xuống xe. Có thể là bởi vì đã tới rồi ngoại ô duyên cớ, cũng có thể là Trương Huyền tâm lý ám chỉ khởi tới rồi hiệu quả, kẻ bắt cóc giờ phút này cảm xúc đã không có vừa rồi như vậy kích động. Cảnh Nhược Thiến bị thương chống lại cái gáy, chậm rãi đem cửa xe mở ra, chậm rãi đi xuống tới. Kẻ bắt cóc đi theo Cảnh Nhược Thiến phía sau, một chút cũng không dám thả lỏng, thẳng đến hoàn toàn xuống xe, Trương Huyền quan sát đến, kẻ bắt cóc căng chặt cơ bắp, thả lỏng rất nhiều, này chứng minh hắn tâm lý phòng tuyến cũng bắt đầu giảm xuống. Được rồi, người đi lái xe đi, phía trước mấy cái lộ nhậm ngươi tuyển. Trương Huyền đi lên trước hai bước, giữ chặt Cảnh Nhược Thiến cánh tay, người ta mang đi. Chúng ta tốt nhất không cần lại đụng vào mặt. Kẻ bắt cóc gật gật đầu, lùi về phía sau hai bước, họng súng rời đi cảnh nhược thiến cái gáy, tối om, làm người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hắn sờ đến chủ điều khiển then cửa tay. Theo ca một tiếng vang nhỏ, cửa xe bị kẻ bắt cóc mở ra. Kẻ bắt cóc chậm rãi chiều bên trong xe ngồi đi, ánh mắt vẫn luôn cũng chưa rời đi cảnh nhược thiến cùng Trương Huyền. Liền ở kẻ bắt cóc ngồi vào bên trong xe, xoay người trong nháy mắt. Cảnh Nhược Thiến hai tròng mắt lộ ra ánh sao, một cái đạp bộ tiến lên, chiều kẻ bắt cóc kia còn đặt ở ngoài xe, cầm súng lục tay chộp tới. Cảnh Nhược Thiến cái này động tác, ngay cả Trương Huyền cũng chưa nghĩ đến, ở trong lòng mắng thanh ngu xuẩn, Trương Huyền một bước bước lên trước, chiều Cảnh Nhược Thiến chộp tới. Thảo, tiện nhân, lão tử liền biết, kẻ bắt cóc phát ra một tiếng rít gào, lấy thương tay căn bản không có do dự, khấu động cò súng. Ánh lửa phun ra, tại như vậy trong nháy mắt. Cảnh Nhược Thiến chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, súng ống phát ra ngọn lửa, chính là tử thần lưỡi hái. Thời khắc mấu chốt, Trương Huyền bắt lấy Cảnh Nhược Thiến tay, đem nàng đột nhiên chiều bên cạnh lôi kéo, đồng thời chính mình cũng làm một cái nghiêng người xoay tròn. Viên đạn trên mặt đất đánh ra một cái hỏa tinh. Kẻ bắt cóc lại lần nữa nổ súng, Trương Huyền đột nhiên đem ghế sau cửa xe kéo ra, làm ngăn cản, nhìn chuẩn thời cơ, Trương Huyền bỗng nhiên đứng dậy nhảy lên, đồng thời một chân đá ra. Ở kẻ bắt cóc còn không có tới kịp đánh ra tiếp theo phát đạn trước,
một chân thật mạnh đá vào kẻ bắt cóc trên cổ tay. Răng rắc một thanh âm vang lên khởi. Có thể rõ ràng nhìn đến, kẻ bắt cóc thủ đoạn đã xảy ra bất quy tắc uốn lượn, súng lục theo tiếng mà phi. Ngồi ở bên trong xe kẻ bắt cóc, phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, liền ở vừa mới, cổ tay của hắn, bị Trương Huyền hoàn toàn đá chặt đứt. Trương Huyền bắt lấy kẻ bắt cóc đầu, dùng sức đem này lôi ra ngoài xe, ném trên mặt đất. Này một bộ động tác hoàn thành, Trương Huyền mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía bên cạnh đã bị dọa choáng váng Cảnh Nhược Thiến, có chút không kiên nhẫn nói, ngu xuẩn, lại đây đem người khảo thượng. Cảnh Nhược Thiến lúc này mới phản ứng lại đây, có chút chất phác gật gật đầu, nga, hảo, hảo. Chương 274, người nhu nhược tới. Cảnh Nhược Thiến lấy ra còng tay, mới vừa đi đến kẻ bắt cóc trước người, một chút phản ứng lại đây, mắt đẹp nhìn về phía Trương Huyền, người kêu ai ngu xuẩn đâu. Trương Huyền dựa vào cửa xe thượng, bĩu môi, ta còn có thể kêu ai. Ý tứ này còn có người khác. Ngươi, Cảnh Nhược Thiến quay hàm một cổ, lại không nói nữa, thành thành thật thật lấy ra còng tay, đem kẻ bắt cóc khảo trụ, đồng thời đem đối phương khăn trùm đầu tháo xuống, là một người Trương Huyền thực bình thường trung niên nam nhân, mau 40 tuổi. Trương Huyền tấm tắc hai tiếng, hướng Cảnh Nhược Thiến nói, này cũng chính là tuổi lớn a, nếu người khác lại tuổi trẻ 10 tuổi, liền ngươi này ngu xuẩn dạng sớm bị đánh chết. Cảnh Nhược Thiến lần này không bởi vì Trương Huyền đối chính mình xưng hô lại biểu hiện ra ngoài cái gì, nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải người nam nhân này, chính mình đã có thể thật sự thảm. Một giọt đỏ tươi, đột nhiên ấn nhập Cảnh Nhược Thiến trong mắt, nàng hai mắt bỗng nhiên căng thẳng, tiến lên một bước, vẻ mặt quan tâm hướng Trương Huyền nói, người bị thương. Người không vô nghĩa sao? Trương Huyền trợn trắng mắt, viên đạn đánh ngươi trên người ngươi không bị thương a? Trúng đạn. Cảnh Nhược Thiến đồng tử đột nhiên phóng đại, vừa mới chuẩn bị ra tiếng, bị Trương Huyền một cái tát chụp đến chán thượng. Trung cái gì trúng đạn, sát chảy ra mà thôi. Trương Huyền vén tay áo, ở cánh tay hắn thượng, có một đạo đỏ bừng miệng vết thương, còn mang theo một cổ tiêu hồ vị, đúng là vừa mới kéo ra Cảnh Nhược Thiến thời điểm sợ tạo thành. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương, nhưng cũng xem Cảnh Nhược Thiến trong lòng căng thẳng, đây là hắn vừa mới cứu chính mình tạo thành a, nếu thoáng lệch khỏi quỹ đạo một chút. Kia sẽ là cái dạng gì hậu quả, cái loại này thời khắc mấu chốt, ai có thể biết viên đạn đánh tới nơi nào. Nghĩ vậy, một cổ nồng đậm cảm kích chi tình, nảy lên Cảnh Nhược Thiến trong lòng. Trương Huyền nhìn mắt di động, muốn biết Lâm Thanh Hạm bên kia gì tình huống, di động thượng có Lâm Thanh Hạm phát tới tin tức, nói các nàng đã tới rồi cục cảnh sát, đang ở làm ghi chép, kẻ bắt cóc đều bị chế phục. Trương Huyền thu hồi di động, hướng Cảnh Nhược Thiến nói, ngu xuẩn. Người từ từ hồi cục cảnh sát nói mang ta đoạn đường A. Cảnh Nhược Thiến vẻ mặt ngạc nhiên, người như thế nào biết ta muốn đi cục cảnh sát? Nói người ngu xuẩn, thật sự không nói không? Trương Huyền một phách chán, người còng tay đều lấy ra tới, ta còn đoán người bắt người là muốn chơi điểm đa dạng không thành. Nếu Milan tại đây, nhất định có thể nghe ra Trương Huyền trong miệng nói đa dạng là chỉ cái gì, bất quá Cảnh Nhược Thiến là không nghe ra tới lời này càng sâu một tầng hàm nghĩa. Nàng có điểm ngượng ngùng, chính mình biểu hiện, thật là có điểm xuẩn. Nàng đã thông chi trong đội, làm trong đội dẫn người lại đây. Cảnh Nhược Thiến tuy rằng chỉ là một cái tiểu hình cảnh, nhưng nàng lão tử quan hệ, kia không phải giống nhau ngạnh. Hình cảnh đội trưởng vừa nghe Cảnh Nhược Thiến cùng kẻ bắt cóc vật lộn, đối phương còn có thương, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn cũng chưa, vội vàng buông đỉnh đầu sở hữu công tác, dẫn người chiều này tới rồi. Đang chờ đợi cảnh sát lại đây trong lúc, Cảnh Nhược Thiến phi thường tò mò nhìn Trương Huyền, ngươi là chuyên nghiệp bảo tiêu sao? Vẫn là lính đánh thuê, ngươi thân thủ là từ đâu ra? Ta có cái bằng hữu sống 130 hơn tuổi, hiện tại còn mỗi ngày hút thuốc uống rượu, sống tiêu tiêu sái sái, ngươi biết vì cái gì sao? Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Vì cái gì? Cảnh Nhược Thiến theo bản năng hỏi, nàng còn chưa từng có nghe nói qua sống 130 tuổi mỗi ngày còn hút thuốc uống rượu người đâu, chẳng lẽ người này thân thủ, cùng này đó có quan hệ? Bởi vì hắn chưa bao giờ xen vào việc người khác, Trương Huyền bĩu môi, lấy ra di động, mở ra một cái khôi hài phần mềm nhìn lên. Cảnh Nhược Thiến một sửng sốt, chợt giơ lên tiểu nắm tay, hướng Trương Huyền vẫy vẫy, xen vào việc người khác. Hắn nói ta xen vào việc người khác, thật là. Cảnh Nhược Thiến khí không được, lại không biết nên nói cái gì hảo, người này thật sự là quá vô lại. Này muốn đặt ở người khác, dám cùng Cảnh Nhược Thiến nói như vậy, Cảnh Nhược Thiến sớm dùng nắm tay tiếp đón. Nhưng cố tình là Trương Huyền, liền ở vừa rồi, Trương Huyền không riêng cứu Cảnh Nhược Thiến mệnh, còn giúp nàng bắt kẻ bắt cóc,
cùng với Trương Huyền biểu hiện ra thân thủ, đều làm Cảnh Nhược Thiến cảm thấy tò mò. Đối với Trương Huyền, nàng thật sự sinh không ra cái gì tức giận tới, thậm chí còn đối Trương Huyền sinh ra nùng liệt tò mò. Thực mau, mười mấy chiếc xe cảnh sát đánh còi cảnh sát, đi tới hiện trường. Xe cảnh sát dừng lại hạ, mỗi chiếc xe thượng đều lao xuống tới mấy người, trong đó cầm đầu một trung niên nhân, càng là sắc mặt có chút tái nhợt đi đến Cảnh Nhược Thiến trước người, quan tâm hỏi nàng có hay không cái nào địa phương bị thương. Ta không có việc gì, nhưng thật ra hắn, vì cứu ta, bị viên đạn chảy ra, nếu hôm nay không có hắn, các ngươi phỏng chừng liền không thấy được ta. Cảnh Nhược Thiến chỉ vào Trương Huyền. Nghe Cảnh Nhược Thiến nói như vậy, đã đến này đó cảnh sát, tất cả đều vẻ mặt cảm kích nhìn Trương Huyền. Cầm đầu cái kia trung niên, vội vàng đi đến Trương Huyền trước người, dùng đôi tay nắm lấy Trương Huyền tay phải, tiểu huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, dũng đấu ác đổ, cần thiết đến ban phát tốt đẹp thị dân thưởng A. Nói, ngươi là cái nào đơn vị, chúng ta thị cục lập tức làm mặt cờ thưởng cho ngươi đưa đi. Ở cái này trung niên hỏi Trương Huyền là cái nào đơn vị thời điểm, Cảnh Nhược Thiến ở một bên cũng dựng lỗ tai nghe, muốn biết. Ta chính là tới du lịch. Quá hai ngày liền đi rồi, lão bà của ta còn ở thị cục, các ngươi mang ta đi đi. Hảo hảo, không thành vấn đề. Trung niên vội vàng gật đầu, người ngồi đầu xe, ngồi đầu xe. Đứng ở một bên Cảnh Nhược Thiến, nghe tới Trương Huyền có lão bà thời điểm, trong lòng hơi hơi có cổ không thoải mái cảm giác, nhưng cũng không quá lớn phản ứng. Có xe cảnh sát mở đường, kia tốc độ bay nhanh, thực mau Trương Huyền liền đến cục cảnh sát. Hôm nay lầu 19 hội sở đã xảy ra như vậy khủng bố tập kích án kiện, ở thị cục cũng khiến cho rất lớn hưởng ứng, phải biết rằng, kia hội sở chung, nhưng đều là bổn thị nổi danh doanh nhân A, thật muốn ra cái không hay xảy ra, mặt trên truy cứu xuống dưới, cũng không phải là kiện việc nhỏ. Đương Trương Huyền theo tới thị cục thời điểm, nhìn thấy những cái đó các doanh nhân đều đứng ở chỗ này. Tiêu Tổng, không phải ta người này nhiều chuyện, người cái kia con nuôi, không đáng tin A. Thời điểm mấu chốt ném xuống ngươi liền chạy, loại người này, thuộc về bạch nhãn lang cái kia loại hình. Chính là A Tiêu Tổng, bụng người cách một lớp da, ngươi xem người nhưng đến xem cẩn thận, đừng làm một ít chật vật hạng người, đem ngươi lừa. Có vài tên lão tổng, đối Tiêu Sơn nói. Các ngươi không cần nói bậy, ta lão công không phải loại người như vậy. Lâm Thanh Hạm đứng ở Tiêu Sơn bên người mở miệng, bênh vực kẻ yếu, theo nàng đối Trương Huyền hiểu biết. Trương Huyền căn bản không phải cái loại này nhìn thấy nguy hiểm liền chạy người. Ha ha, có phải hay không cái loại này người, ai nói chuẩn đâu, mỹ nữ, ngươi nói ngươi lão công ném xuống ngươi liền chạy, này nhiều làm người khó chịu a, không bằng theo ta thế nào. Đơn Trang từ một bên đi tới, hắn bưng một ly cà phê, một chút đều không có vẻ câu nệ, này thị cục, nhưng chính là hắn địa bàn. Ta nói, ngươi là thứ gì, lại cùng lão bà của ta nói như vậy, chớ có trách ta xé lạn ngươi miệng. Trương Huyền từ một bên đi tới, đứng ở Lâm Thanh Hạm cùng Đơn Trang chi gian, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đơn Trang. Chương 275, trước chảo. Đối người khác tới nói, Đơn Trang thân phận cao quý, vô pháp tùy ý trêu chọc, nhưng đối Trương Huyền bản nhân tới nói, trên thế giới này, còn không có hắn Trương Huyền không dám động người. Trương Huyền đã đến, làm chung quanh người đầu tới một trận châm chọc ánh mắt. U, này người nhu nhược hiện tại tới. Vừa mới chạy nhanh như vậy chính là ai a, cùng cái con khỉ giống nhau. Miệng còn rất ngạnh, những cái đó cùng Đơn Trang giao hảo trẻ tuổi, sôi nổi ra tiếng. Một ít thế hệ trước người, cũng đều đối với Trương Huyền, chỉ trỏ trỏ, không biết đang nói chút cái gì, phỏng chừng cũng chính là cùng loại nói, rốt cuộc lúc ấy Trương Huyền phiên cửa sổ chạy trốn, mọi người đều xem ở trong mắt. Đơn Trang khinh thường cười, ta nói, người có cái gì dũng khí ở trước mặt ta nói ra loại này lời nói. Ở vừa mới, căn cứ ngươi chạy trốn thời cơ, ta có lý do hoài nghi ngươi cùng những cái đó kẻ bắt cóc là một đám, tới vài người, đem hắn cho ta khảo trụ. Đơn Trang một tiếng giống to. Nguyên bản còn ở làm công cảnh sát, đều theo bản năng ngừng tay chung động tác. Đơn Trang lại giống một tiếng, đem người này, cho ta bắt lấy, đừng làm cho hắn chạy. Những cái đó cảnh sát qua lại đối diện vài lần, theo sau chiều Trương Huyền đi tới. Đơn Trang lộ ra một mặt cười lạnh. Không chút nào kiêng kỵ hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, không nhìn xem đây là nơi nào, không hỏi thăm lão tử là đang làm gì. Ta đảo muốn nhìn, ngươi lấy cái gì xé ta miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vãn bối, ngươi chọc phải sự A, quá cao điệu, thật sự không tốt. Một người cùng Tiêu Sơn quan hệ còn tính không tồi lão tổng,
đối Trương Huyền nhỏ giọng nói, tiếc nuối lắc lắc đầu. Một người cảnh sát lấy ra còng tay, đương trường liền phải chiều Trương Huyền trên tay khảo tới. Các ngươi làm gì, dựa vào cái gì bắt ta lão công? Lâm Thanh Hạm hô to một tiếng, che ở Trương Huyền trước người, các ngươi thân là chấp pháp nhân viên, còn có hay không một chút phương pháp? Phương pháp, cô bé, ta nói cho ngươi, ta chính là này vương pháp. Đơn Trang không chút khách khí nói, muốn cho ngươi lão công bình yên vô sự, cũng có thể, chỉ cần ngươi hôm nay buổi tối, ngoan ngoãn bỏ lên trên ta giường, ta bảo đảm hắn không có việc gì, thế nào? Đơn Trang liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, trong mắt toàn là dục vọng. Lâm Thanh Hạm chăn Đơn Trang nói khí xanh cả mặt, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Ha ha, Đơn Trang ngả ngớn cười nói, ngươi nếu không nguyện ý, vậy làm ngươi lão công chịu đi, nói cho ngươi, ta có vô số loại phương pháp, đùa chết hắn. Cho ta khảo lên. Tên kia cầm còng tay cảnh sát, đương trường liền đem còng tay chiều Trương Huyền trên cổ tay mang đi. Đơn công tử, này chỉ sợ có chút không hợp lý đi, ta này con nuôi, hiển nhiên cùng những cái đó đạo tặc không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính muốn bắt người, cũng đến có cái chứng cứ mới được đi. Vẫn luôn đều không có nói chuyện Tiêu Sơn, lúc này không hề trầm mặc. Ta nói Tiêu Tổng, ngươi là đầu óc không hảo xử sao, liền như vậy một cái mặt hàng, ngươi còn che chở hắn. Đơn Trang bĩu môi cười, đã quên hắn phía trước là như thế nào bỏ xuống ngươi chạy. Nói thật, ta dưỡng một con chó, đều so với hắn muốn hộ chủ. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, nói, Đơn công tử, ta này con nuôi là cái dạng gì người, chúng ta tạm thời không đề cập tới, hắn không phạm pháp, ngươi liền không có quyền chảo hắn. Đối với Trương Huyền phẩm tính, Tiêu Sơn thật sự không hiểu biết, hắn chỉ biết, năm đó, đây là một cái phi thường chọc người yêu thích hài tử, hiểu chuyện, có lễ phép, không thích cho người ta thêm phiền toái, nhưng 10 năm đi qua, người đều sẽ biến, hiện tại Tiêu Sơn, không hề xác định Trương Huyền hay không năm đó như vậy, hiểu chuyện thiện lương, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn Trương Huyền xảy ra chuyện, nếu Trương Huyền có chuyện gì, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Đơn Trang cười cười, Tiêu Tổng, người nói ta không quyền chảo hắn, kia ai có quyền lợi, đừng quên, ta đồng dạng là một người cảnh sát, ta hiện tại phải bắt hắn, ai dám ngăn cản ta. Đơn Trang hướng một bên duỗi tay, phân phó nói, đem ta cảnh sát chứng, cấp vị này Tiêu Tổng hảo hảo xem, bắt tay khảo cho ta. Một người cảnh sát chạy chậm lại đây, lấy ra một người cảnh sát chứng, này giấy chứng nhận chủ nhân, thình lình chính là Đơn Trang. Đồng thời, tên kia cầm còng tay cảnh sát, đem còng tay giao cho Đơn Trang trong tay. Đơn Trang cầm còng tay, ha hả cười, trực tiếp khảo ở Trương Huyền trên cổ tay. Đối này, Trương Huyền trốn cũng không trốn. Lâm Thanh Hạm cùng Milan, còn có Tiêu Sơn, ba người đều vẻ mặt nôn nóng. Đơn công tử, chuyện này, ta cần thiết muốn đưa ra khiếu nại. Tùy tiện, nếu các ngươi có thể chứng minh hắn vô tội, tùy thời có thể dẫn hắn đi. Đơn Trang thực không sao cả nói, chẳng qua hiện tại sao, đem hắn cho ta nhốt lại, hảo hảo chiếu cố. Đối với chiếu cố hai chữ, Đơn Trang cắn thực trọng, ở đây người, trong lòng đều cùng gương sáng dường như, thật muốn làm Đơn Trang đem người mang đi. Trở lại đem người vớt ra tới thời điểm, không chừng người này đều bị tra tấn thành cái dạng gì, kia Đơn Trang, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ a. Nhưng hiện tại, có biện pháp nào? Nói đến cùng, đây là một người ăn người xã hội, đại gia thân phận địa vị ở kia bãi, ai có dám trêu Đơn Trang? Tiêu Sơn sắc mặt, phá lệ khó coi, trong lòng cũng ở tự trách, nếu hôm nay không phải chính mình đem Trương Huyền gọi tới, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng này một chốc một lát, Tiêu Sơn thật sự nghĩ không ra có cái gì hảo biện pháp, hôm nay này mệt, là ăn định rồi a. Trong đám người, vang lên một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Đội trưởng hảo, đội trưởng tới. Những cái đó cảnh sát, bởi vì một người đã đến, tất cả đều đứng dậy vấn an. Một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân xuất hiện, người này Trương Huyền vừa mới liền gặp qua, ngay cả tới cục cảnh sát, đều là người ta đưa tới. Hàng thị cục đội điều tra hình sự đội trưởng, Cường Duyên. Cường Duyên tại đây một hàng làm hơn 20 năm, xưng được với là lão tư lịch, ở thị cục cũng có rất cao lời nói quyền, phá án năng lực rất mạnh, thực chịu coi trọng. Hôm nay này án tử tình huống như thế nào? Có hay không người bị thương? Cường Duyên nhìn lướt qua, thấy được Đơn Trang, lại không có cùng người khác giống nhau đi lên chào hỏi, quang hỏi án tử sự. Không có người bị thương, tám gã đạo tặc tất cả đều kiềm giữ dụng cụ cắt gọt. Truy tra thổ chất thuốc nổ một quả, tài sản tổn thất còn ở tính ra chung. Hành,
ta này có quan trọng sự xử lý, có cái gì lại cùng ta hội báo. Đơn Trang nhìn Cường Duyên, há miệng thở dốc, tuy rằng không có ra tiếng, nhưng cũng có thể thông qua khẩu hình phân biệt ra hắn nói chính là cái gì. Đơn Trang là nói, lão Đông Tây. Hiển nhiên, đối với cái này không cho chính mình mặt mũi Cường Duyên, Đơn Trang cũng phi thường bất mãn, chỉ là hắn dám đối với người khác bừa bãi, đối Đơn Trang một chốc một lát còn vô pháp lấy ra bộ tịch tới. Sốt cuộc, ở ngày thường sinh hoạt thượng, Cường Duyên là cùng Đơn Trang hắn lão tử ngang hàng luận giao, quan hệ cũng không tồi. Cường Duyên nguyên bản chuẩn bị đề chân đi rồi, kết quả bị người gọi lại. Tiêu Sơn bước nhanh đi hướng Cường Duyên, Cường đội trưởng, ta cảm thấy chuyện này, các ngươi cảnh đội làm có chút không hợp lý. Những cái đó xí nghiệp lão tổng nhìn Tiêu Sơn hành vi, đều vì Tiêu Sơn cảm thấy không đáng giá, vì một cái bạch nhãn lang, này Tiêu Sơn thật sự chuẩn bị được ăn cả ngã về không sao. Cường Duyên bị Tiêu Sơn nói sửng sốt, Tiêu Tổng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Các ngươi cảnh đội, có thể không có chứng cứ, tùy tiện bắt người sao? Tiêu Sơn thuận tay một lóng tay. Cường Duyên đem ánh mắt xem qua đi, một chút liền thấy được đã bị khảo thượng thủ khảo Trương Huyền. Chương 276, ai dám bắt người? Trương Huyền bị mang lên còng tay bộ dáng, làm Cường Duyên trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, đây là tình huống như thế nào? Cường Duyên buông đỉnh đầu sự, chiều Trương Huyền đi qua đi, hỏi hướng những cái đó cảnh sát, ai khảo người? Cho ta cởi bỏ. Một chúng cảnh sát ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có ra tiếng. Ta chảo, Đơn Trang thanh âm từ một bên vang lên, làm sao vậy, Cường đội, ta thân là cảnh đội một viên, chảo cá nhân vẫn là có thể đi. Cường Duyên mày nhăn lại, bắt người, lý do đâu? Hoài nghi, Đơn Trang khóe miệng một liệt, ta hoài nghi hắn có vấn đề, có thể chứ? Cường Duyên nhìn Đơn Trang vài giây, nếu là khác cảnh sát làm ra việc này, hắn đã sớm khai mắng, nhưng cố tình là Đơn Trang, cục trưởng con trai độc nhất. Sau một lúc lâu, Cường Duyên mới mở miệng, Đơn Trang, nếu không có gì đại mâu thuẫn nói, thả người đi. Dựa vào cái gì, Đơn Trang nhướng mày. Nhìn Đơn Trang như vậy, Cường Duyên mày nhăn lợi hại hơn. Đơn Trang người này có bao nhiêu nhị thế tổ, Cường Duyên phi thường rõ ràng, sự tình một khi cùng hắn nhắc lên quan hệ, vậy không hảo giải quyết. Cường Duyên nghĩ nghĩ, đi đến Đơn Trang trước người, thấp giọng nói, người thả đi, thả đối ai đều hảo, một khi nháo lớn, này không hảo giải quyết a. A, Đơn Trang phát ra khinh thường tiếng cười, không hảo giải quyết, chỉ bằng hắn. Đối với Trương Huyền, Đơn Trang là phi thường khinh thường, ở hắn xem ra, đây là một cái muốn ăn cơm mềm tiểu tử, bằng không nào dùng đến nhận cha nuôi. Hắn loại người này, cái gì làm, còn nháo lớn, hắn có thể tìm ai nháo đại, liền hắn kia cha nuôi. Cường Duyên nghe Đơn Trang nói như vậy, tiếp tục khuyên nhủ, Đơn Trang, đừng náo loạn đi, việc này liền đi qua. Không có khả năng, Đơn Trang khoát tay, Cường đội, này hẳn là không phải ngươi phụ trách phạm vi đi. Đơn Trang này cường ngạnh thái độ, làm Cường Duyên thở dài, hành đi, nếu ngươi quyết định, ta cũng không thể nói gì hơn. Cường Duyên lắc lắc đầu, chiều một bên đi đến. Tiêu Sơn thấy Cường Duyên đều đi rồi, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến, này còn có ai có thể hỗ trợ a? Lâm Thanh Hạm cùng Milan cũng là cấp không được, đây là hàng thành, Lâm Thanh Hạm một chút lực lượng đều xử không thượng, bao gồm Milan cũng là, đối mặt này hết thảy, bọn họ trừ bỏ nhâm mệnh, mau chóng tìm người vớt ra Trương Huyền ngoại, một chút biện pháp khác đều không có. Cường Duyên đi đến một cái không ai địa phương, lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, uy, nếu Thiến A, ta là ngươi Cường Thúc, Nga, cũng không gì sự, liền hỏi hạ, ngươi cùng hôm nay cái kia người trẻ tuổi quan hệ như thế nào, ai, hắn cũng không biết cùng Đơn Trang kia tiểu tử náo loạn gì mâu thuẫn, chăn Đơn Trang khảo thưởng. Khảo thưởng, Cảnh Nhược Thiến thanh âm kích động từ trong điện thoại vang lên, ở đâu? Liền tại đây đại sảnh, đều tại đây làm ghi chép đâu, người đến xem đi. Lập tức đến. Cường Duyên cắt đứt điện thoại, Cảnh Nhược Thiến này thái độ, làm hắn đại khái minh bạch. Đơn Trang tuy rằng bối cảnh ngạnh, nhưng cùng Cảnh Nhược Thiến loại này chân chính đại tiểu thư so sánh với, còn kém rất nhiều a. Cục cảnh sát đại sảnh, Đơn Trang xô đẩy Trương Huyền, la lớn, mang đi. Đem người cho ta mang đi. Hai gã cảnh sát áp Trương Huyền, chuẩn bị đem Trương Huyền chiều phòng thẩm vấn áp đi. Trương Huyền vẫn luôn đều không có hé răng, ở trong lòng hắn, đã có chuẩn bị, một khi Lâm Thanh Hạm bọn họ rời đi, cái này Đơn Trang, thần tới cũng cứu không được hắn. Một cái phòng thẩm vấn, quan không được Trương Huyền. Thiên đại thân phận, cũng cứu không được Đơn Trang.
Nếu hiện tại làm cho Lâm Thanh Hạm mặt liền trở mặt, xảy ra chuyện, Lâm Thanh Hạm khẳng định sẽ đã chịu liên lụy, tuy rằng ở chính mình che chở hạ, Lâm Thanh Hạm cũng không sẽ có chuyện gì, nhưng về muốn sát Lâm Thanh Hạm người kia, cũng nhất định sẽ cảnh giác. Yến Kinh họ Tô, cùng Chessia tuyệt đối không có quan hệ. Trương Huyền vừa mới bị áp đi mấy mét, liền nghe một đạo khẽ kêu vang lên. Ai dám bắt người, đem người cho ta thả. Này một tiếng khẽ kêu, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn lại, đây là một cái thân cao 1m7 nữ nhân, dáng người bảo dưỡng cực hảo, tóc dài sau đầu chát khởi, tinh lượng đôi mắt lộng lẫy như tinh, cao thẳng mũi, môi hồng răng trắng, thiên tư giật mạo, ở cái này nữ nhân trên người, mang theo một cổ hình dung không ra khí chất, nói là tú khí, nàng cố tình cho người ta một loại oai hùng cảm giác, muốn nói oai hùng, lại có loại tiểu thư khuê các khí chất ở bên trong. Ở cục cảnh sát, ai đều biết Cảnh Nhược Thiến cái này danh nhân, đương nhìn đến là nàng đang nói chuyện khi, những cái đó cảnh sát cũng không dám hé răng, lúc này đây, chính là hai vị đại nhân vật chi gian sự a. Vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh đơn trang, ở nhìn đến Cảnh Nhược Thiến thời điểm, cũng là sắc mặt biến đổi, hắn tuy rằng thân phận cao, nhưng cùng Cảnh Nhược Thiến so sánh với, vẫn là kém không ít. Muốn nói cục cảnh sát, đơn trang nhất không dám chọc người, chính là Cảnh Nhược Thiến. Đối với Cảnh Nhược Thiến đã đến, Trương Huyền cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, tuy rằng hắn lúc trước xem những cái đó cảnh sát thái độ, đã đoán được cô nàng này thân phận không thấp, nhưng hiện tại xem ra, này nơi nào là không thấp a, dám ở trong cục như vậy có nắm chắc nói chuyện, thân phận còn chờ cân nhắc. Cảnh Nhược Thiến đi nhanh đi vào Trương Huyền trước người, nhìn Trương Huyền trong tay còng tay, lớn tiếng nói, ai chảo người, cho ta cởi bỏ. Cảnh Nhược Thiến mắt đẹp nhìn quét một vòng, những cái đó bị Cảnh Nhược Thiến chỗ đã thấy cảnh sát, đều theo bản năng đem ánh mắt phóng tới đơn trang trên người. Ngươi làm chảo người, ai cho ngươi quyền lợi? Cảnh Nhược Thiến trực tiếp chất vấn nói, một chút mặt mũi cũng chưa cấp đơn trang lưu. Ta, đơn trang hít sâu một hơi, đĩnh đĩnh ngực, hôm nay lầu 19 hội sở bị tập kích, người này ở đạo tặc đã đến thời điểm trước tiên chạy trốn, ta có lý do hoài nghi, hắn cùng đạo tặc là một đám, nội ứng ngoại hợp, muốn bắt điều tra. Có thể nhìn đến, đơn trang thái độ rõ ràng thay đổi. Cường Duyên hỏi đơn trang vì sao bắt người, đơn trang giải thích đều không giải thích, mà hiện tại, đơn trang muốn tìm một cái thích hợp lý do. Người hoài nghi hắn cùng kẻ bắt cóc có liên hệ, Cảnh Nhược Thiến khẽ cười một tiếng, người tận mắt nhìn thấy đến hắn đối mặt kẻ bắt cóc chạy trốn rồi. Cảnh Nhược Thiến nghe đơn trang nói, đều nhịn không được muốn cười. Hôm nay chính mình cùng kẻ bắt cóc vật lộn, bị kẻ bắt cóc lấy thương hiếp bức, Trương Huyền không sợ đối phương súng lục, sinh sôi đem kẻ bắt cóc chế phục. Còn đối mặt kẻ bắt cóc chạy trốn. Hơn nữa Cảnh Nhược Thiến còn chú ý tới, cái kia kẻ bắt cóc còn đâu hội sở ngoại bom, chính là bị Trương Huyền dỡ bỏ, nếu hắn lúc ấy chạy trốn rồi, những người này ai còn có thể còn đứng ở chỗ này, tất cả đều đến ở kia viên bom hạ hôi phi yên diệt. Đối mặt Cảnh Nhược Thiến chất vấn, đơn trang cổ một ngạnh, ta đương nhiên thấy được, ta liền ở hiện trường. Hảo, hảo thật sự, Cảnh Nhược Thiến liên tục gật đầu, hảo một cái ngươi liền ở hiện trường, đơn trang. Nếu ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi ở cảnh đội cũng tạm giữ chức đi. Thân là một người cảnh sát nhân dân sát, ở nhân dân đã chịu sinh mệnh uy hiếp thời điểm, ngươi nói cho ta, ngươi hôm nay làm cái gì? Ta, đơn trang bị Cảnh Nhược Thiến hỏi á khẩu không trả lời được. Chung quanh những cái đó cảnh sát, đều âm thầm đối Cảnh Nhược Thiến dựng ngón tay cái, chỉ có vị này đại tiểu thư, dám cùng vị kia công tử ca nói như vậy. Chương 277 hắn cứu mọi người. Tuy rằng Cảnh Nhược Thiến cùng đơn trang đều là quan nhị đại, nhưng ở này đó cảnh sát trong lòng, tất cả mọi người là thiên hướng với Cảnh Nhược Thiến. Đừng nhìn Cảnh Nhược Thiến tại thân phận thượng viễn siêu đơn trang, nhưng nàng ở ngày thường đối người phương diện, đều hòa ái dễ gần, một chút cũng chưa tự cao tự đại, trái lại đơn trang, ai muốn dám để cho hắn không thoải mái, ngày hôm sau căn bản là không cần tới, phía trước còn nghe nói, một cái cảnh giáo mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, chăn đơn trang coi trọng. Kia tiểu cô nương không đồng ý buổi tối cùng đơn trang đi khai phòng, ngày hôm sau đã bị đơn vị khai trừ, còn có lẽ có cho cái xử phạt. Nói ngắn lại, đơn trang bản nhân ở cục cảnh sát, là phi thường không được ưa chuộng. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi hôm nay làm cái gì? Cảnh Nhược Thiến một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đơn trang. Ta làm cái gì, cùng lần này án tử không có bất luận cái gì quan hệ, ta hiện tại nói chính là hắn. Đơn trang cố lấy một hơi. Chỉ vào Trương Huyền, hắn cùng kẻ bắt cóc một đám. Ha ha, Cảnh Nhược Thiến cười lạnh hai tiếng, lý do đâu?
ở kẻ bắt cóc đã đến thời điểm, hắn trước tiên liền tìm đến chạy trốn địa phương, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Đơn Trang nắm chết lấy cớ này, đồng thời đối những cái đó hướng hắn giao hảo nhị thế tổ nhóm liên tiếp xử ánh mắt. Đúng vậy, tiểu tử này chạy nhưng nhanh. Không sai, ta hoài nghi hắn đều diễn tập quá vô số lần. Một người lại một người sôi nổi ra tiếng, đều giúp đỡ Đơn Trang nói chuyện. Cảnh Nhược Thiến mắt đẹp quét một vòng, gật gật đầu, khó trách trên mạng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đối cảnh đội không tốt ngôn luận, đều là ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh xuất hiện, mới đưa đến cảnh đội thành như vậy. Đơn Trang, ta minh xác nói cho ngươi, cũng nói cho các ngươi. Cảnh Nhược Thiến chỉ này ở đây những cái đó làm ghi chép người, cuối cùng đem ngón tay ở Trương Huyền trên người, nếu không có hắn, hôm nay các ngươi không có bất luận cái gì một người, còn có thể đứng ở chỗ này. Lúc ấy kẻ bắt cóc tập kích lầu 19 hội sở thời điểm, ta liền ở biệt viện, một người kẻ bắt cóc muốn kíp nổ còn đâu hội sở trên vách tường bom hẹn giờ, kia cái bom, còn thừa không đến 10 giây liền sẽ kíp nổ thời điểm, bị hắn, hủy đi xuống dưới. Cảnh Nhược Thiến nói 10 giây, là nói có sách mách có chứng, ở bắt giữ kẻ bắt cóc sau, nàng chuyên môn làm người đi lấy được bằng chứng, nghe được người hội báo nói này bom hẹn giờ kíp nổ thời gian chỉ có không đến 10 giây thời điểm, Cảnh Nhược Thiến đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Giờ phút này, Cảnh Nhược Thiến nói, ở trong đám người, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bom hẹn giờ bốn chữ, mang theo một cổ cường đại lực đánh vào, tràn ngập mọi người tâm. Một quả bom hẹn giờ có bao nhiêu đáng sợ, những người này tuy rằng không ở trong hiện thực gặp qua, nhưng điện ảnh cũng xem qua. Chính mình thế nhưng, liền như vậy ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, còn cái gì cũng không biết. Hơn nữa, vẫn là Tiêu Sơn cái này con nuôi đem bom hủy đi. Không có khả năng, hắn loại này người nhu nhược, sao có thể hủy đi bom? Đơn Trang đương trường phát ra không tin lời nói. Bao gồm ở đây những cái đó doanh nhân, cũng có chút không tin, bọn họ thật sự nhìn không ra tới, Trương Huyền như vậy một cái phổ phổ thông thông người, có cái gì hủy đi bom năng lực? Người nhu nhược, Cảnh Nhược Thiến ha hả cười, Đơn Trang, người nói cái này người nhu nhược, ở phía trước không lâu, mới đem ta từ một người cầm súng kẻ bắt cóc trong tay cứu tới, hơn nữa đem này bắt giữ. Thậm chí thiếu chút nữa bị viên đạn đánh trúng, ngươi nói hắn là người nhu nhược, vậy còn ngươi? Ngươi thân là cảnh sát, ở kẻ bắt cóc hành hung thời điểm, tránh ở đám người giữa, không hề làm. Cảnh Nhược Thiến này buổi nói chuyện, lại lần nữa khiến cho một trận sóng to gió lớn. Cái này Trương Huyền, chế phục kẻ bắt cóc, cứu thư ký thành ủy nữ nhi. Lần này, trong lòng mọi người xem như minh bạch, khó trách này cảnh đại tiểu thư như vậy hộ Trương Huyền đâu, còn có. Này Trương Huyền đều không phải là đại gia tưởng như vậy chạy trốn, mà là đi làm càng chuyện quan trọng a. Nếu không có hắn hủy đi bom, căn bản không cần kia 8 gã kẻ bắt cóc động thủ, mọi người đều công đạo. Đã biết sự tình tiền căn hậu quả, Tiêu Sơn trên mặt cũng lộ ra vui mừng biểu tình, quả nhiên, Tiểu Huyền vẫn là lúc trước cái kia Tiểu Huyền, đều không phải là thời điểm mấu chốt ném xuống người khác một mình chạy trốn. Chính mình lão công được đến làm sáng tỏ, Lâm Thanh Hạm cũng cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Vừa mới những người đó kêu Trương Huyền là bạch nhãn lang linh tinh nói, làm nàng nội tâm phá lệ nghẹn khuất, nàng thực hiểu biết Trương Huyền tính cách, tuyệt đối là một cái có tình có nghĩa nam nhân. Đơn Trang nơi nào nghĩ đến, cái này Trương Huyền thế nhưng ở vừa mới làm như vậy nhiều chuyện, càng là cứu trước mắt này đại tiểu thư một mạng, chính mình nếu muốn động hắn, nghĩ đến hôm nay là không có khả năng. Trầm mặc vài giây, Đơn Trang kia âm ngoan biểu tình biến đổi, hướng Trương Huyền cười cười, nga, nguyên lai là một hồi hiểu lầm. Kia này thuyết phục thì tốt rồi, huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ta là cảnh sát đâu, ta cũng là giữ nghiêm bản chức cương vị sao. Đơn Trang một bên cười, một bên đem Trương Huyền trên cổ tay còng tay mở ra. Cảnh Nhược Thiến hừ lạnh một tiếng, Đơn Trang, ngươi đừng cho ta chơi cái gì đa dạng. Sao có thể chứ, Đơn Trang cười hắc hắc, chỉ là ở đây, không ai tin tưởng, Đơn Trang có thể cứ như vậy tính, người này tì vết tất báo tính cách, mọi người đều thực hiểu biết. Có Cảnh Nhược Thiến xuất hiện, nơi này sự tình thực mau liền giải quyết, mọi người đối Trương Huyền hiểu lầm cũng đều giải trừ, một đám đi lên nói lời cảm tạ. Lão Tiêu, người này con nuôi nhận được hảo A, thật hâm mộ ngươi. Ta phải có cái như vậy ưu tú con nuôi, nhà ta kia tiểu tử, ta bóp chết đều nguyện ý đâu. Phía trước khuyên can Tiêu Sơn cùng Trương Huyền đoạn tuyệt quan hệ những người đó, lại đi tới nói tương phản nói. Đối với loại này trường hợp, Tiêu Sơn hiển nhiên đã thấy nhiều. Cười liền ứng phó rồi qua đi. Đối mặt này đó đại nhân vật, cục cảnh sát cũng không có hoa quá nhiều thời giờ làm ghi chép,
đương đại gia từ thị cục đi ra ngoài thời điểm, hôm nay còn không có hoàn toàn đêm đen đi. Ai, việc này nháo, cơm cũng không hảo hảo ăn, Tiểu Huyền, đi, cha nuôi thỉnh ngươi ăn cơm. Tiêu Sơn vỗ vỗ Trương Huyền bả vai. Lâm Thanh Hạm đi ở Trương Huyền bên người, vẻ mặt quan tâm nhìn Trương Huyền, ngươi cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Đối phương còn động thương, có hay không bị thương, nếu không chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem đi. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nghe tới Trương Huyền cùng kẻ bắt cóc vật lộn lúc sau, Lâm Thanh Hạm liền cảm thấy một cổ hoảng hốt, hoàn toàn không có tự hỏi khác vấn đề. Trương Huyền là giúp cảnh sát chào tặc, nếu bị thương, cảnh sát cũng sẽ trước tiên đem hắn đưa đến bệnh viện trị liệu. Ta nói rõ Hạm, người cũng đừng quan tâm hắn, người xem hắn này sinh long hoạt hổ bộ dáng, giống bị thương sao. Milan trợn trắng mắt, người hẳn là hỏi hắn, cùng kia nữ gì quan hệ, nhân gia có hay không thích thượng hắn. Đừng ngày nào đó chính mình nam nhân bị đoạt đi rồi đều ngây ngô. Lâm Thanh Hạm bị Milan nói mặt đẹp đỏ lên, mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Huyền, không nói gì. Trương Huyền gãi gãi đầu, lão bà, ta liền hủy đi bom thời điểm vừa vặn thấy nàng cùng kẻ bắt cóc đánh nhau đâu, liền giúp một phen, thậm chí liền nàng tên gọi cái gì cũng không biết. Lâm Thanh Hạm nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Trương Huyền cười khổ một chút, này trước kia không phát hiện. Lâm Thanh Hạm thật đúng là sẽ ghen a. Chương 278 Dương Hùng xảy ra chuyện. Trương Huyền mấy người tìm cái bình thường quán ăn khuya, muốn chút cay bạo tiểu xào. Tiêu Sơn lại muốn hai bình ướp lạnh bia, cùng Trương Huyền uống thượng mấy khẩu. Đồ ăn chậm rãi thượng bàn. Milan hỏi ra nghi hoặc một buổi trưa vấn đề, ba, hôm nay những người đó làm gì tìm ngươi, còn nói thứ gì? Việc này a, Tiêu Sơn cười cười, kỳ thật cũng không gì. Theo ta cùng Vĩnh Phong Dương Tổng làm điểm hạng mục, này không, khiến cho người khác mơ ước. Gì hạng mục a? Milan khó hiểu hỏi, này làm buôn bán còn đem sát thủ làm ra tới. Tiêu Sơn nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, một cái có thể đem thủy biến thành nguồn năng lượng hạng mục. Cái gì? Ở Tiêu Sơn nói ra này hạng mục sau, Milan cùng Lâm Thanh Hạm, cơ hồ cùng thời gian phát ra kinh ngạc thanh. Đem thủy biến thành nguồn năng lượng, Tiêu Thúc, người này hạng mục. Thật sự có thể thành. Lâm Thanh Hạm có điểm không thể tin được, này phải làm thành, chính là tạo phúc toàn nhân loại sự a. Tiêu Sơn uống lên ly bia, thành một chút, cụ thể bước đi còn không có ra tới, còn thừa một ít đồ vật, rất khó nghiên cứu. Milan nhíu nhíu mày, này hạng mục càng là làm người kinh ngạc, liền chứng minh Tiêu Sơn tình cảnh hiện tại càng nguy hiểm. Ba, thật muốn quá nguy hiểm, cũng đừng làm, tiền cùng mệnh so sánh với, hiển nhiên mệnh càng quan trọng a. Tiêu Sơn không để bụng lắc lắc đầu, không có việc gì, người không thấy được sao, ta này bên người có người che chở đâu. Trương Huyền ở một bên, nghe có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn mở miệng, cha nuôi, người này hạng mục, là ai trước nói ra? Đại khái ở khi nào? Vĩnh Phong Dương Hùng chủ tịch, là ở 3 tháng trước đi. Trương Huyền duỗi tay, ngón tay không quy luật gõ ở trên bàn. 3 tháng trước, còn không phải là chính mình lúc trước đi trước Vương Sẽ Nhật Tử. Kỹ thuật này ở 3 tháng trước xuất hiện, chẳng lẽ, là trùng hợp? Này không khỏi Trương Huyền liên tưởng chút những thứ khác, hỏa tinh tồn tại, có thể ảnh hưởng thế giới cách cục, đủ để thấy nguồn năng lượng tầm quan trọng. Đem thủy hóa thành nguồn năng lượng, lúc trước Quang Minh Đảo cũng lợi dụng hỏa tinh nghiên cứu một ít, xem như có không nhỏ thành quả. Tiêu Sơn nói ra chuyện này, tạp ở Trương Huyền trong lòng, làm hắn gấp không chờ nổi muốn làm rõ ràng, này Vĩnh Phong nghiên cứu hạng mục, rốt cuộc là từ đâu tới? Là chính mình khai phá, vẫn là sau lưng có khác một thân. Trương Huyền nghĩ nghĩ, hướng Tiêu Sơn nói, cha nuôi, như vậy đi, trong khoảng thời gian này, ta lưu lại bảo hộ ngươi, vừa vặn ta có cái bằng hữu là làm phương diện này nghiên cứu, ta làm nàng tới giúp ngươi nhìn xem. Không cần như vậy phiền toái. Tiêu Sơn vẫy vẫy tay. Ba, ngươi khiến cho Trương Huyền bảo hộ ngươi đi, có hắn bảo hộ, ta liền an tâm rồi. Milan nói. Tiêu Sơn đầy mặt ý cười nhìn chính mình nữ nhi, mễ nhi, nhìn không ra tới, người đối Tiểu Huyền như vậy có tin tưởng. Kia khẳng định a, người không biết, hắn hôm nay chạy nhân tài trung tâm giám định, chỉ là an bảo phương diện này, nhân tài trung tâm liền cấp ra 100 triệu 6.000 vạn lương một năm, ta không yên tâm hắn yên tâm ai a. Milan trợn trắng mắt, 100 triệu 6.000 vạn, Tiêu Sơn bị này con số hoảng sợ, người kia mới trung tâm hắn cũng biết, đến ra kết luận là phi thường quyền uy. Tiêu thị tập đoàn bên trong, liền có rất nhiều nhân tài là từ kia chiêu,
còn chưa từng có nghe nói qua 100 triệu 6.000 vạn năm tân giá cao đâu. Tiêu Sơn một lần nữa xem kỹ Trương Huyền một lần, gật gật đầu, Tiểu Huyền, nhiều năm như vậy, thật đúng là khổ ngươi. Tiêu Sơn chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn biết rõ, một người ở trưởng thành trên đường muốn trả giá nhiều ít chua xót, Trương Huyền có thể được đến như vậy đánh giá giá cả, khẳng định không phải ngủ một giấc lên liền cái gì đều sẽ. Cũng không gì, cha nuôi, trong khoảng thời gian này, ta cùng Thanh Hạm, liền nhiều hơn quấy rầy ngươi. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, ngươi trụ ta này, ta là 100 hoan nghênh, ha ha, tới, lại đi một cái. Tiêu Sơn giơ lên chén rượu. Này rượu mới uống 2 ly, cơm còn không có ăn mấy khẩu, Tiêu Sơn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tiêu Sơn tiếp khởi điện thoại, cũng không biết điện thoại kia đầu người đều nói chút cái gì, làm Tiêu Sơn sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ba, làm sao vậy? Chờ Tiêu Sơn mới vừa đem điện thoại cắt đứt, Milan liền vẻ mặt quan tâm hỏi. Vĩnh Phong Dương Tổng, biến mất, Tiêu Sơn thần sắc có vẻ thực ngưng trọng. Biến mất, ngươi là nói, Milan nói một nửa, liền minh bạch Tiêu Sơn là có ý tứ gì. Hôm nay đám kia người, vì bắt được kia hạng kỹ thuật, liền bom cùng thương đều dùng tới, trói cá nhân đối bọn họ tới nói, đều không phải là không có khả năng. Tiêu Sơn cau mày, liền đánh vài cái điện thoại đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy, theo Tiêu Sơn điện thoại đánh ra, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Cha nuôi, đây là làm sao vậy? Trương Huyền dò hỏi một tiếng. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, nói, các ngươi không biết, bởi vì cái này nghiên cứu sự tình quan trọng đại, ta cùng Dương Tổng vẫn luôn đều rất coi trọng, chính là vì tránh cho nghiên cứu tư liệu bị người cướp lấy, ta cùng Dương Tổng một người cầm một nửa, hơn nữa vẫn là lấy giấy chất hình thức, lớn nhất trình độ sợ bị người trộm cướp, nhưng hiện tại, một nửa kia nghiên cứu hoàn toàn không có, nếu không có Dương Tổng kia một nửa nghiên cứu thành quả, lần này hạng mục, rất khó lại tiến hành đi xuống A. Tiêu Sơn đang nói đâu, hắn điện thoại lại lần nữa vang lên, ở nhìn đến điện báo người nháy mắt, Tiêu Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kia điện báo người ghi chú, đúng là Dương Hùng. Tiêu Sơn tự hỏi vài giây, tiếp nổi lên điện thoại, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe trong điện thoại truyền đến nôn nóng thanh âm. Tiêu Tổng, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đem ngươi trong tay nghiên cứu tư liệu, toàn bộ đều đưa lại đây, tính ta Dương Hùng cầu ngươi. Tiêu Sơn trầm ngâm vài giây, hảo, Dương Tổng ngươi nói. Đệ tam đại đạo, có cái sướng yêu quán ba, ngươi đem tư liệu phóng tới kia cửa là được, lần này nghiên cứu, chúng ta là tiến hành không nổi nữa a. Dương Hùng nói chung, tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Sơn cắt đứt điện thoại. Vừa mới Dương Hùng lời nói, Trương Huyền mấy người đều nghe được một ít, minh bạch này bữa cơm là ăn không vô nữa. Lão bà, người cùng Milan về trước ra đi, ta bồi cha nuôi đi một chuyến. Trương Huyền đứng lên, nói một tiếng. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, cũng minh bạch chính mình cùng Milan cùng qua đi chỉ biết thêm phiền toái. Vậy các người chú ý an toàn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, an toàn mới là quan trọng nhất. Yên tâm đi, Trương Huyền gật gật đầu, theo sau hướng Tiêu Sơn nói, cha nuôi, tư liệu ở đâu? Liền ở nhà. Mấy người vừa vặn tiện đường, trước đem Milan cùng Lâm Thanh Hạm an toàn đưa đến chỗ ở. Tiêu Sơn ở hắn giữa phòng ngủ, cầm một cái túi giấy ra tới, chào hỏi sau, liền cùng Trương Huyền cùng nhau ra cửa. Đánh chiếc xe, thẳng đến đệ tam đại đạo sướng yêu quán ba. Cha nuôi, này tư liệu, không được đầy đủ đi. Lên xe, Trương Huyền nói, vừa mới sợ Milan bọn họ lo lắng, ngươi cùng cái kia Dương Hùng, là đúng rồi cái gì ám hiệu. Tiêu Sơn cười khổ một chút, bị ngươi đã nhìn ra, ta cùng Dương Tổng đã từng nói qua, một khi có một phương đã xảy ra chuyện, một bên khác liền phải cầm tư liệu đi đổi, bất quá này tư liệu sao? Tiêu Sơn mới nói một nửa, Trương Huyền liền đem lời nói tiếp thượng. Tư liệu là một nửa thật, một nửa giả. Chương 279 ích lợi phân phối. Không sai, Tiêu Sơn gật gật đầu, tán dương nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Tiểu Huyền, ngươi nhiều năm như vậy, thật là trưởng thành quá nhiều. Trương Huyền cười một chút, cha nuôi, vẫn là nói tư liệu đi, kỳ thật ta có điểm tò mò, những cái đó muốn tư liệu người, như thế nào biết các ngươi có hay không sao lưu đâu. Này đạo lý đi, nói không thông, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Tiêu Sơn tự giễu cười, kỹ thuật này có thể bị người biết, này đây giấy chất hình thức bảo quản, vậy thuyết minh, chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, chảo Dương Hùng người chung, tuyệt đối có chính chúng ta người, này tư liệu thật không thật. Chỉ có người một nhà biết. Cho nên các người nghiên cứu tốc độ mới như vậy chậm, kỳ thật cũng là vì chờ đợi người này xuất hiện đúng không?
Trương Huyền một chút nói ra trong đó điểm mấu chốt. Đối, Tiêu Sơn búng tay một cái, ở nghiên cứu thời điểm, ta cùng Dương Tổng liền dùng một nửa giả tư liệu, lần này lấy ra tới, tuy rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta mặt sau tiến độ, nhưng cũng có thể làm chúng ta triển khai quyền cước, hôm nay qua đi, sẽ là một cái tranh thủ thời gian thời khắc. Tranh thủ thời gian, Trương Huyền hơi hiện nghi hoặc, cha nuôi, ngươi là nói những người đó cũng tưởng. Không sai, Tiêu Sơn căn bản không đợi Trương Huyền đem nói cho hết lời, liền biết Trương Huyền muốn nói cái gì, Tiểu Huyền, ngươi tư duy sinh động độ, thật là làm ta kinh ngạc, rất ít có tuổi trẻ người, có thể giống ngươi như vậy, tựa như ngươi tưởng, bọn họ muốn nhất lao vĩnh giật, đem cái này độc quyền đăng ký. Một khi bọn họ đăng ký cái này độc quyền, sẽ không bao giờ nữa sợ người khác nghiên cứu. Trương Huyền không có hé răng. Đem loại này thủy hóa nguồn năng lượng độc quyền đăng ký, này sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu chỉ tay ở thao tác a? Chỉ cần một cái thế lực, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này, cũng không dám, thật muốn là một cái thế lực ở làm, sẽ bị người nháy mắt lau sạch. Hiển nhiên, đây là một loại không tiếng động ăn ý, đem tư liệu bắt được tay, nghiên cứu, phát minh, đăng ký, sau đó hủy diệt kỹ thuật, như vậy hết thảy đều trở về bình thường. Thủy hóa thành nguồn năng lượng, ảnh hưởng đến quá nhiều sản nghiệp liên. Thủy có thể trực tiếp phát điện sinh ra năng lượng, như vậy nhà máy điện hạt nhân đem nghênh đón đóng cửa, phát điện nhiệt điện xưởng cũng lập tức đóng cửa, giống nhau nhà máy hiệu buôn chính mình dùng thủy phát điện, điện lực công ty đóng cửa, cao áp tải điện kỹ thuật bị biếm lãnh cung, dầu mỏ đại quốc đem không còn nữa tồn tại, thật mạnh sản nghiệp ảnh hưởng, đem thổi quét toàn cầu, nói đúng ra, này khả năng nghênh đón tân một vòng cách mạng. Một cái có thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy ích lợi sự tình, quá nhiều người đều không nghĩ xem này xuất hiện. Liền ở Trương Huyền tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, xe taxi đã tới rồi đệ tam đại đạo. Sướng Yêu quán ba, cũng không phải gì đó đại hình quán ba, này quán ba tọa lạc ở một cái chỗ ngoặt chung, biển số nhà đèn có vẻ thực tối tăm. Này địa lý vị trí phi thường không tốt, quán ba chung quanh mấy nhà cửa hàng đều đóng cửa, vừa đến ban đêm, quán ba tối tăm ánh đèn sáng lên, có loại lẻ loi cảm giác. Ở Trương Huyền cùng đi hạ, Tiêu Sơn cầm tư liệu, đi đến quán ba trước cửa. Vừa đến nơi này, quán ba đại môn bị người từ bên trong mở ra. Toàn bộ Sướng Yêu quán ba bên trong đen như mực một mảnh, mở cửa người, là một cái mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân, hiển nhiên không nghĩ bại lộ thân phận. Đồ vật đâu, đối phương phát ra khàn khàn thanh âm. Tiêu Sơn giơ giơ lên trong tay túi giấy, mở miệng nói, ta phải tiên kiến đến Dương Tổng. Mặt nạ bảo hộ nam nhân hướng phía sau phất phất tay, trong bóng đêm, Dương Hùng bị người áp ra quán ba. Tuy rằng nhìn qua, Dương Hùng cho thấy cũng không có chịu cái gì thương, nhưng cũng có thể cảm nhận được Dương Hùng chật vật, một cái hàng thị đứng đầu tập đoàn Lão Tổng, bị người như vậy đối đãi. Lão Tiêu, Dương Hùng mở miệng hô một tiếng, trên mặt toàn là áy náy, lần này sự, nếu không có hắn nơi này xảy ra vấn đề, cũng sẽ không phát sinh. Tiêu Sơn gật gật đầu, đem trong tay túi giấy đi phía trước một ném. Đối phương tiếp nhận túi giấy. Ánh mắt ở Trương Huyền cùng Tiêu Sơn trên người qua lại nhìn quét một lần, không rên một tiếng đi đến quán ba chung. Dương Hùng đã bị người ép, đứng ở quán ba cửa. Ước vài phút sau, quán ba nội vang lên thả người hai chữ. Kia áp Dương Hùng người dùng tay đẩy, Dương Hùng thất tha thất thểu đi ra quán ba. Bên trong những người đó, căn bản là không có muốn sát Dương Hùng ý tứ, đối bọn họ tới nói, Dương Hùng sống cùng không sống, theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ coi trọng chính là cái này kỹ thuật. Sát Dương Hùng, đơn giản là đồ tăng phiền toái. Tiêu Sơn cùng Dương Hùng một câu cũng chưa nhiều lời, trước bước nhanh rời đi nơi này, đánh chiếc xe. Thẳng đến trên xe, Dương Hùng mới ra tiếng, Lão Tiêu, có thể xác định, chúng ta suy đoán không có sai, có nội quỷ, lần này ngươi trong tay còn thừa nhiều ít. Một chút, Tiêu Sơn cười khổ một chút, kết hợp thượng ngươi lưu lại những cái đó, hẳn là không có vấn đề. Lúc trước. Tiêu Sơn cùng Dương Hùng hai người, mỗi người đều để lại một chút trung tâm kỹ thuật, cái này trung tâm kỹ thuật cũng là vẫn luôn không có lấy ra đi, bởi vì cái này trung tâm kỹ thuật tồn tại, hai người mới có ở đối phương đem nghiên cứu tư liệu bắt được sau còn có thể cùng đối phương đấu tranh tư bản. Đồng thời, này trung tâm kỹ thuật đối phân, cũng là vì hạn chế Tiêu Sơn cùng Dương Hùng hai bên, một khi ai xảy ra vấn đề, đối phương đều phải đem hết toàn lực đi cứu. Hai người đều thân là đại tập đoàn người cầm lái, này thủ đoạn cùng đầu óc. Đã sớm nghĩ tới người khác sở không nghĩ tới sự tình. Lão Tiêu, ta có hai việc, phải cho ngươi nói một chút. Dương Hùng hít sâu một hơi. Ngươi nói. Chuyện thứ nhất, ta nhi tử còn ở bọn họ trong tay,
ở ta nhi tử trở về trước, chúng ta không thể tùy tiện triển khai nghiên cứu. Dương Hùng nói hai việc, đem cái này bãi ở đệ nhất vị, thuyết minh tự thân coi trọng trình độ. Tiêu Sơn nhíu nhíu mày, nhưng cũng tỏ vẻ lý giải, nếu Milan bị người bắt đi dùng để hiếp bức chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ lấy Milan an toàn làm trọng. Có thể, Tiêu Sơn gật đầu, nhưng người có cái gì nắm chắc, có thể biết được Hải Phong khi nào trở về. Dương Hùng trầm ngâm một chút, bọn họ sẽ không giết người, hiện tại mục đích đơn giản là vì hiếp bức chúng ta, về trung tâm kỹ thuật tồn tại, bọn họ cũng không cảm kích, ta nhi tử nhất vãn hậu thiên là có thể trở về, cho nên, đang chờ đợi chuyện này thời điểm, chúng ta có thể trước tiến hành chuyện thứ hai. Ngươi nói, tìm người, Dương Hùng trong ánh mắt mang theo trịnh trọng, theo ta được biết, đối phương có một cái phi thường đứng đầu đoàn đội sẽ tiếp nhận cái này hạng mục, chúng ta muốn đuổi ở bọn họ phía trước nghiên cứu ra tới. Cũng đăng ký độc quyền, cần thiết muốn tìm chút ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực đứng đầu nhân tài, lão Tiêu, tình cảm về tình cảm, sinh ý về sinh ý, chúng ta lúc trước định ra đồ vật, ngươi nên còn nhớ rõ đi. Yên tâm, Tiêu Sơn gật gật đầu, sự thành lúc sau chiếm cổ phần ngạch, cùng nghiên cứu tiến độ hoa chờ ngạch. Tiêu Sơn cùng Dương Hùng hai người lúc trước liền từng có ước định, cái này hạng mục cộng đồng khai phá, mặt sau lợi nhuận phân phối, chính là xem ai ở nghiên cứu phương diện xuất lực lớn. Xe taxi khai ra đi không bao xa, Tiêu Sơn liền cùng Dương Hùng đường ai nấy đi. Một lần nữa đánh chiếc xe, Tiêu Sơn cùng Trương Huyền cùng nhau hướng ra hồi, trên đường, Tiêu Sơn không ngừng đánh ra điện thoại. Xin lỗi Tiêu Tổng, trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp được vấn đề, rất khó giúp đỡ ngươi vội. Tiêu Tổng, thật sự không khéo, ta ở nước ngoài, gần đoạn thời gian không thể quay về. Tiêu Tổng, xin lỗi. Liên tiếp mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Được đến đáp án, hoàn toàn ra ngoài Tiêu Sơn dự kiến. Chương 280 âm mưu luận. Tiêu Sơn cùng Dương Hùng, ở thật lâu phía trước liền định ra cái này quy củ, về ích lợi phân phối, hai người đều tán đồng như vậy phân phối phương thức, đồng dạng, hai người cũng đều sớm liên hệ hảo một ít các lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Kết quả đương Tiêu Sơn lần này lại liên hệ thời điểm, phía trước đã nói tốt những người đó, tất cả đều tìm đủ loại lấy cớ, vô pháp xuất hiện. Sự tình như vậy phát triển, đối Tiêu Sơn tới nói, không khác là một cái đòn cảnh tỉnh, hắn căn bản là không có dự đoán được. Xe taxi chậm rãi chiều Tiêu Sơn chỗ ở bước vào. Ở một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu, xe taxi dừng lại. Đương dừng xe nháy mắt, ngồi ở chủ điều khiển thượng tài xế, mở cửa xe, trước tiên vọt đi xuống. Tài xế như vậy một động tác, đương trường khiến cho Tiêu Sơn cùng Trương Huyền ý thức được sự tình không đúng. Xuống xe. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng, mở ra hai bên cửa xe, xông ra ngoài. Vừa mới vọt tới ngoài xe, liền thấy một chiếc màu trắng Land Rover thật mạnh đỉnh tại đây xe taxi đuôi, phát ra phanh một tiếng trọng vang. Hai người vừa muốn không từ trên xe lao xuống tới, Trương Huyền không nói, Tiêu Sơn tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng. Màu trắng Land Rover cửa xe mở ra, liên tiếp 5 người từ trên xe xuống dưới, đều mang theo khăn trùm đầu. Năm người một chữ bài khai, nhìn Tiêu Sơn, đối một bên Trương Huyền lý cũng chưa lý. Tiêu Tổng, đồ vật đâu? Một người mở miệng. Thứ gì? Tiêu Sơn nhíu mày. Đều là người thông minh, Tiêu Tổng hẳn là cũng sẽ không theo chúng ta chơi chút biết rõ cố hỏi xiết đi. Nói chuyện người nọ phất phất tay, còn lại 4 người, trình một cái nửa vây quanh hình dạng, đem Tiêu Sơn chung quanh phong kín. Tiêu Tổng, người kia hạng kỹ thuật, uy hiếp đến quá nhiều người, vẫn là nhân lúc còn sớm lấy ra tới hảo. Thực không vừa khéo, Tiêu Sơn lắc lắc đầu, những cái đó kỹ thuật, ở vài phút trước, đã bị một khác 6 người lấy đi rồi, các người đã tới chậm, kỹ thuật đã đình chỉ nghiên cứu phát minh. Người nọ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe chính mình trong túi di động vang lên một tiếng, hắn cầm lấy vừa thấy, trầm mặc vài giây sau, hướng chính mình người ta nói thanh, đi. Mấy người nhanh chóng thoán lên đường hổ, chạy nhanh với trong bóng đêm biến mất. Trên xe. Vừa mới nói chuyện người nó tháo xuống khăn trùm đầu, đúng là hôm nay ở Vĩnh Phong thực nghiệp ngầm gara trói lại Dương Hùng người, hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp bắt đi ra ngoài. Dương Hùng, người cùng ta chơi trò gì? Đừng quên, người nhi tử còn ở chúng ta trong tay. Đừng kích động sao, tư liệu ở ta này, người thả ta nhi tử, ta cho người tư liệu. Cảnh cáo ngươi, đừng ra vẻ. Màu trắng Land Rover xử lý nội thành. Bên kia, một chiếc màu đen chạy băng băng xe hơi ngừng ở ven đường. Dương Hùng mở cửa xe, ngồi trên hàng phía sau. Đồ vật đâu, vừa lên xe, Dương Hùng liền hỏi nói. Đã copy hảo,
ngồi ở ghế phụ một người, đưa cho Dương Hùng một cái túi giấy, này túi giấy, đúng là phía trước Tiêu Sơn từ trong nhà lấy ra tới. Dương Hùng tiếp nhận túi giấy, mở ra nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hỏi, Tiêu thị tập đoàn đến bây giờ mới thôi rót vốn nhiều ít. Trước mắt mới thôi đã có 1300 triệu, bọn họ ít nhất khắc phục hai cái ở nghiên cứu phương diện nan đề, cho chúng ta cung cấp cực đại trợ lực, vừa mới đem tư liệu chuyển qua đi, chúng ta người đã ở bắt đầu nghiên cứu, chỉ cần ngày mai Tiêu thị đem còn thừa trung tâm kỹ thuật nghiên cứu ra tới, chúng ta có nắm chắc, ở trước tiên đăng ký độc quyền. Dương Hùng vừa lòng gật gật đầu, bên kia lại liên hệ sao? Đã liên hệ, hiện tại đã không có người nguyện ý giúp Tiêu thị làm việc, Tiêu Sơn nhiều nhất chỉ có thể thỉnh đến một hai người giúp hắn nghiên cứu, như muối bỏ biển. Thực hảo, đem ta nhi tử bị bắt cóc tin tức thả ra đi, ước hảo phóng viên, ngày mai mở họp báo, đến nỗi đêm nay chuyện khác, liền không cần phải nói. Dương Hùng phân phó nói. Minh Bạch, Trương Huyền cùng Tiêu Sơn về đến nhà sau, Lâm Thanh Hạm cùng Milan, còn có Milan mẫu thân, đều vẻ mặt lo lắng ngồi ở trên sofa chờ đợi, đương nhìn đến hai người về nhà, mới yên lòng, các nàng phía trước, liền điện thoại cũng không dám đánh một cái. Ba, không có gì sự đi. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn mới vừa vào cửa, Milan liền quan tâm hỏi. Không có việc gì, xem các ngươi như vậy, chính là đi làm giao dịch mà thôi. Tiêu Sơn vỗ vỗ Milan đầu, được rồi, mau đi ngủ đi, Tiểu Huyền, ngươi tới, ta có việc cho ngươi nói. Tiêu Sơn cởi áo khoác, đi đến trong thư phòng. Lão bà, người cũng trước ngủ, ta cùng cha nuôi nói điểm sự. Trương Huyền nắm lên Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, ở nữ nhân mờ u bàn tay thượng vỗ vỗ. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, thấp đầu đi đến phòng cho khách. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn vào thư phòng, trong thư phòng bãi một chương gỗ đỏ bàn dài, bàn sau trên kệ sách thả rất nhiều danh tác. Tiêu Sơn cấp Trương Huyền đổ một ly trà, Tiểu Huyền. Ta tuy rằng không biết này 10 năm ở trên người của ngươi đều đã xảy ra cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi tâm tính, cùng với ổn trọng trình độ, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, liền đêm nay phát sinh sự tình, ngươi như thế nào cho rằng? Trương Huyền lắc lắc đầu, hiện tại còn khó mà nói, cha nuôi, ngươi cái kia trung tâm kỹ thuật, khi nào cùng Vĩnh Phong trao đổi? Mới vừa Dương Tổng cho ta đã phát tin nhắn, thuyết minh thiên sáng sớm. Tiêu Sơn đưa điện thoại di động lấy ra tới. Đem Dương Hùng phát tới tin nhắn cấp Trương Huyền nhìn thoáng qua, cái này trung tâm kỹ thuật, là chúng ta Tiêu thị tự chủ nghiên cứu phát minh, không nói gạt ngươi, ta nguyên bản đã hẹn vài danh đứng đầu nhân viên nghiên cứu phối hợp ta lần này hạng mục, nhưng ta vừa mới gọi điện thoại thời điểm, chỉ có hai người có thể dựa theo kế hoạch tham dự, còn lại một cái đều tới không được. Tiêu Sơn cau mày. Cha nuôi, ngươi cho rằng, Vĩnh Phong khả năng muốn bắt ngươi đương tấm mộc. Này còn không phải là ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề sao? Tiêu Sơn thở dài, lần này sự tình, không riêng gì chúng ta cùng người khác đánh cờ, cũng là ta cùng Dương Hùng chi gian đánh cờ, lúc trước Dương Hùng tìm ta góp vốn thời điểm, ta liền suy xét tới rồi điểm này, nếu thật là Vĩnh Phong muốn lấy ta đương tấm mộc, lúc này đây ta Tiêu thị, khả năng sẽ tải cái đại té ngã. Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, cha nuôi, như vậy đi, ngày mai, ta và ngươi cùng đi Vĩnh Phong thực nghiệp, cũng cho ngươi ra ra chủ ý. Nghe Trương Huyền nói như vậy. Tiêu Sơn vui mừng gật gật đầu, Tiểu Huyền, ngươi thật là trưởng thành a. Nếu ngươi lúc trước không đi, chúng ta đã sớm là người một nhà, vẫn là thân càng thêm thân cái loại này. Tiêu Sơn vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cha nuôi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Huyền gật gật đầu, đứng dậy đi ra thư phòng. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn cũng không có lưu quá nhiều, chờ đi vào phòng cho khách thời điểm, Lâm Thanh Hạm còn dựa vào đầu giường. Chơi di động. Lão bà, như thế nào còn chưa ngủ đâu? Trương Huyền ngồi vào mép giường, nhìn trên giường nữ nhân. Lâm Thanh Hạm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tuy rằng hai người đêm qua cũng là cùng chung chăn gối, nhưng cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Ta đây liền ngủ, Lâm Thanh Hạm đem điện thoại chiều gối đầu biên một phóng, chui vào trong ổ chăn, che lại đầu. Chương 281 3 tháng tới. Nằm trong ổ chăn Lâm Thanh Hạm, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ngày hôm qua lúc này, nàng còn có thể trang ngủ, làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Thanh Hạm kia tiểu tâm can thình thịch loạn nhảy, lặng lặng chờ đợi nam nhân xốc lên chăn kia một khắc. Một giây, hai giây. Một phút, hai phút. Ước chừng 5 phút qua đi, chăn bên ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Giống như một con tiểu bạch thỏ,
Lâm Thanh Hạm lặng lẽ xốc lên chăn một góc, một đôi mắt đẹp trộm chiều chăn bên ngoài nhìn, lại phát hiện Trương Huyền đang đứng ở cửa sổ sát đất trước, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Giống như ý thức được Lâm Thanh Hạm ánh mắt, Trương Huyền xoay người lại, đối Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, lão bà, người sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. À, Lâm Thanh Hạm kinh ngạc một tiếng, người muốn đi đâu? Đi ra ngoài làm minh bạch một chút sự tình, Trương Huyền đi đến mép giường, chỉ kỷ giúp Lâm Thanh Hạm sửa sang lại một chút chăn bốn cái rác, chăn nuôi gặp được phiền toái, ta tổng không thể ngồi yên không nhìn đến đúng hay không? Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm lộ ra một cái tràn ngập tình yêu mỉm cười, người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có thật nhiều địa phương muốn đi chuyển đâu. Người sớm một chút trở về a. Lâm Thanh Hạm đem đầu toàn bộ dò ra ổ chăn, ta chờ ngươi. Trương Huyền sủng nịch quát hạ Lâm Thanh Hạm cái mũi nhỏ, mở ra phòng cho khách môn, đi ra ngoài. Trương Huyền hạ cư dân lâu, đi ra hàng hiên, hướng trong bóng đêm vung tay lên. Liên tục ba đạo thân ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, ba người một câu không cổ họng, tất cả đều quỳ một gối ở Trương Huyền trước mặt. Cha một chút hôm nay sướng yêu quán ba người, sáng sớm trước nói cho ta. Trương Huyền nói xong, vung tay lên, này ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trương Huyền nhìn mắt đen nhánh không trung, nhấc chân đi đến. Liền ở Tiêu Sơn sở trụ tiểu khu bên ngoài, có một cái đại hình office building, này office building thuộc về ngoại thuê một loại, mỗi một tầng đều có rất nhiều công ty, thuê xuống dưới làm văn phòng sử dụng. Lúc này đêm khuya, toàn bộ office building đều lâm vào hắc ám, chỉ có một cái chỗ ngoặt, còn sáng lên tối tăm màu vàng ánh đèn. Office building đại môn chói chặt, có bảo an trông coi, ở Trương Huyền trước mặt, này hết thảy giống như không có gì, hắn đi vào office building bên trong, tìm được kia còn đèn sáng quang văn phòng. Phòng làm việc ba cái chữ to, viết ở kia văn phòng trên cửa lớn. Trương Huyền đẩy cửa đi vào. Toàn bộ văn phòng chung, có vẻ quỷ dị, âm trầm, màu vàng ánh đèn tại đây đen nhánh yên tĩnh không khí hạ, mang cho người một loại khác thường cảm thụ. Hai cái chuông gió treo ở văn phòng trên cửa lớn, đương đại môn bị đẩy ra thời điểm, phát ra một trận vang nhỏ. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, phát ra lập lòe. Như vậy vãn, là ai a? Phòng làm việc nội, vang lên một đạo già nua thanh âm. Loại này âm trầm quỷ dị hoàn cảnh, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Trương Huyền, hắn lấy ra một chương màu đen tấm cát, chiều trước mắt trên mặt đất một ném, nói cho ta nghe một chút đi, gần nhất Vĩnh Phong cái kia hạng mục sự. Tối tăm ánh đèn đánh vào kia màu đen tấm cát thượng, có chứa răng nanh mặt nạ phảng phất tùy thời sẽ từ tấm cát chung nhảy ra giống nhau. Một đạo nhỏ gầy cầu lũ thân ảnh xuất hiện, hắn khom lưng, vươn xương khô đôi tay, nhặt lên ngầm kia chương tấm cát, dùng tay cẩn thận xoa xoa, thở dài, quả nhiên, sẽ đi tìm tới, mời ngồi đi. Một chương ghế dựa hoạt tới rồi Trương Huyền trước mặt. Đãi Trương Huyền ngồi xuống, kia già nua thanh âm lại lần nữa vang lên. Ba tháng trước, Quang Minh đảo Sa Tăng đại nhân xa phó châu Âu, cùng vương sẽ quyết nhất sinh tử, trận chiến ấy kết quả, đến nay không rõ. Sa Tăng đại nhân hư không tiêu thất, tất cả mọi người không có hắn tin tức, có nghe đồn nói, Sa Tăng đại nhân đã chết, cũng có người nói, Sa Tăng đại nhân thân bị trọng thương, đến kia lúc sau, Quang Minh đảo địa vị, ở toàn bộ thế giới ngầm, hiện ra một loại giảm xuống xu thế, về hỏa tinh nghe đồn, cũng phi đầy trời đều là. Đồng dạng là ba tháng trước, hàng thành Vĩnh Phong thực nghiệp chủ tịch Dương Hùng, đưa ra lấy thủy hóa thành nguồn năng lượng nghiên cứu hạng mục, được đến khắp nơi chú ý, rất nhiều ngầm thế lực. Đều suy đoán chuyện này hay không cùng hỏa tinh có quan hệ, ba tháng tới, vô số thế lực xuất hiện ở hàng thành, ở địa ngục hành giả uy áp hạ, 90% thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, dư lại 10%, ha ha, cũng bất quá là một ít con kiến. Ba tháng đi qua, đây là Quang Minh đảo người lần đầu tiên đi tìm tới, theo chúng ta sở có được tình báo biểu hiện, lần này Vĩnh Phong thực nghiệp sở đưa ra thủy hóa nguồn năng lượng kỹ thuật, cùng hỏa tinh cũng không quan hệ, ba tháng tới sở bắt được tư liệu. Đều ở chỗ này, các hạ thỉnh xem đi. Suốt một sấp tư liệu, bị đặt ở Trương Huyền trước mắt. Nếu Tiêu Sơn tại đây, nhìn đến này đó tư liệu, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tại đây thật dày một sấp tư liệu bên trong, không riêng có bọn họ gấp đôi trân trọng nghiên cứu thành quả, kỹ thuật trung tâm, thậm chí liền bọn họ mỗi một lần nghiên cứu ký lục, đều viết rành mạch, rõ ràng. Trương Huyền cầm lấy này đó tư liệu, chậm rãi lật xem. Ước chừng hai cái giờ thời gian. Trương Huyền mới lật xem xong này đó tư liệu, hắn mỗi một chương đều không có buông tha. Rất nhiều người,
đều biết Sa Tăng đại nhân cường đại, nhưng không biết Sa Tăng đại nhân vì sao cường. Trương Huyền nỗ lực, là rất nhiều người ngàn vạn lần, muốn phóng làm người khác, rất ít có người sẽ kiên nhẫn xem xong này đó tư liệu, nhưng Trương Huyền có thể, hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy sự. Hơn 2 giờ, kia cẩu lũ thân ảnh không phát ra một chút động tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở, đều đè thấp rất nhiều. Đương Trương Huyền đem sở hữu tư liệu xem xong sau, hắn đứng dậy, phân phó nói, cho ta liên hệ một cái nghiên cứu khoa học lĩnh vực đứng đầu đoàn đội, ngày mai giữa trưa, ta sẽ lại qua đây. Minh bạch, già nua thanh âm trả lời. Trương Huyền chiều phòng làm việc đại môn đi đến, kéo ra đại môn, chuông gió lại lần nữa phát ra tiếng vang. Trương Huyền bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía kia già nua thân ảnh, hỏi, người năm nay bao lớn rồi? 80 có tam. Ngày mai đem người thừa kế của ngươi mang đến đi. Trương Huyền lấy ra một quả tiền xu, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tiền xu vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, dừng ở cẩu lũ thân ảnh trước mặt. Đang xem thanh này cái tiền xu nháy mắt, kia cẩu lũ thân ảnh không tự giác phát ra run rẩy. Làm xong ngày mai sự, ngươi nên thượng đảo, Quang Minh đảo sẽ không cô phụ bất luận cái gì một cái trả giá người, ngươi muốn đổ vật, đều ở trên đảo. Trương Huyền nói xong, không đợi đối phương trả lời, đi ra ngoài cửa. Đãi Trương Huyền rời đi khẩu, cẩu lũ thân ảnh quỳ một gối xuống đất, đa tạ hành giả đại nhân. Rời đi phòng làm việc, Trương Huyền trong đầu còn đáp lại vừa mới nhìn đến những cái đó tư liệu, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Khương Nhi, làm gì đâu? Oa, lão đại, người thế nhưng chủ động cho ta gọi điện thoại. Trong điện thoại, truyền ra tương lai nghịch ngợm thanh âm. Trương Huyền cười, nói ta chưa từng cho ngươi đánh quá điện thoại giống nhau. Thiết, tương lai bĩu môi, làm nghiên cứu bái, lão đại, ngươi là có chuyện gì muốn ta làm sao? Ngày mai tới hàng thị, Trương Huyền nói thẳng ra mục đích. Ai, ta liền biết, này lão đại không gì sự, là sẽ không liên hệ ta cái này kẻ đáng thương, ngày mai đến. Chương 282 hắn chính là tối hôm qua người. Nửa đêm 3 giờ 40 phân, Trương Huyền tĩnh đứng ở Tiêu Sơn ra dưới lầu. Nghe người một nhà truyền đến hội báo tin tức, trong lòng đại khái đã sáng tỏ. Căn cứ điều tra, hôm nay xuất hiện ở Sướng Yêu quán ba nội người, chính là Vĩnh Phong thực nghiệp bên trong người, kia hoàn toàn chính là một hồi Dương Hùng tự đạo tự diễn trò hay. Đối với ngày mai nên làm cái gì bây giờ, Trương Huyền trong lòng đại khái đã có cái quá mức. Hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Hạm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn mắt bên cạnh, mềm mại gối đầu bằng phẳng rộng rãi bày biện ở một bên, chứng minh nam nhân ngày hôm qua một đêm cũng chưa trở về quá. Ngáp một cái, Lâm Thanh Hạm từ trên giường bò lên, đi đến phòng khách, Milan đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Lâm Thanh Hạm ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái, hỏi, Tiêu Thúc Thúc đâu? Muốn hỏi ngươi lão công liền trực tiếp hỏi bái. Làm gì chuyển như vậy đại một vòng? Milan cho chính mình đổ ly sữa bò, người lão công cùng ta ba sáng sớm liền ra cửa, đi xử lý chút công ty sự. Nga, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ở biết không thấy được Trương Huyền lúc sau, biểu hiện có chút hứng thú dã rời. Thanh Hạm, người biết người hiện tại giống cái gì sao? Milan uống lên khẩu sữa bò, hai mắt ở Lâm Thỉnh Hạm trên người đánh giá lên. Lâm Thanh Hạm theo bản năng hỏi, cái gì? Milan mặt vô biểu tình nói. Giống một cái hoa si. Lâm Thanh Hạm bị Milan nói vi lăng, chợt giận dữ, hảo a ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, dám giễu cợt ta. Nói, Lâm Thanh Hạm liền múa may khởi đôi bàn tay trắng như phấn, chiều Milan trên người đánh đi. Hai nữ nhân nháo làm một đoàn, cảnh xuân chợt tiết, chẳng qua này phân cảnh đẹp, không người may mắn thưởng thức. Một chiếc màu mận chín Jaguar chạy ở hàng thị trên đường, ngừng ở Vĩnh Phong thực nghiệp đại lâu trước cửa. Cửa xe mở ra, Trương Huyền cùng Tiêu Sơn từ trên xe đi xuống tới. Vĩnh Phong thực nghiệp trước đài hiển nhiên nhận thức Tiêu Sơn. Tiêu Tổng hảo, Dương Tổng đã ở trên lầu chờ ngài. Trước đài mỹ nữ khom lưng, cung kính nói. Ân, Tiêu Sơn gật gật đầu, mang theo Trương Huyền, ấn hạ thang máy, thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Liền ở cửa thang máy sắp đóng cửa thời điểm, một bóng người xuất hiện, làm cửa thang máy một lần nữa mở ra, đây là một người nam tính. Hơn 30 tuổi, thân cao ở 1m75 tả hữu. Tiêu Tổng, ngài đã tới cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta này còn vẫn luôn chờ ngài đâu, này muốn cho Dương Tổng biết, nhưng đến trách tội ta a. Này nam nhân tiến thang máy, ngay cả vội nói. Tiêu Sơn cười cười,
ngươi chính là Dương tổng nhất đắc lực phụ tá đắc lực, hắn nào bỏ được nói ngươi đâu. Tiêu tổng quá khen, vị này chính là, nam nhân đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Ta con nuôi, Trương Huyền, Tiểu Huyền, đây là Triệu bí thư. Trương tiên sinh, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, ngươi hảo. Triệu bí thư hướng Trương Huyền duỗi tay. Ngươi hảo, Trương Huyền đồng dạng duỗi tay. Hai tay tương nắm thời điểm, Trương Huyền động tác hơi dừng lại, ánh mắt ở Triệu bí thư trên tay dừng lại một chút. Chợt thu hồi ánh mắt. Triệu bí thư căn bản không có chú ý tới Trương Huyền khác thường, thang máy thượng đỉnh tầng, ở Triệu bí thư dẫn dắt hạ, Trương Huyền cùng Tiêu Sơn đi vào Dương Hùng văn phòng. Dương Hùng văn phòng rất lớn, trang hoàng phá lệ xa hoa, thật lớn giá sách thượng bãi đầy rậm rạp thư. Tiêu Sơn cùng Trương Huyền mới vừa tiến văn phòng, Dương Hùng liền từ hắn lão bản ghế đứng lên, Tiêu tổng tới, mau mau mau, mời ngồi, Tiểu Triệu, mau pha trà. Đúng vậy, Triệu bí thư gật gật đầu, đi ra văn phòng. Tiêu Sơn vẫy vẫy tay, Dương tổng, không cần khách khí như vậy, chúng ta liền thẳng đến chủ đề đi. Hành, Dương Hùng gật đầu một cái, Tiêu tổng sảng khoái người, ta Dương Hùng chính là thích cùng sảng khoái người làm buôn bán, Tiêu tổng, ta người đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu, hiện tại liền chờ ta nhi tử bị thả ra. Dương Hùng lời này âm mới vừa rơi xuống, văn phòng đại môn đã bị người đẩy ra, mới vừa đi ra ngoài Triệu bí thư chính đầy mặt hoảng loạn chạy tiến vào. Dương tổng, đã xảy ra chuyện. Dương Hùng mày nhăn lại, của mắng, chuyện gì, hấp tấp bộp chộp. Hải Phong đã trở lại, bất quá Hải Phong phía sau đi theo rất nhiều truyền thông, đều biết Hải Phong bị trói chuyện này, hiện tại đều vây đến công ty dưới lầu A. Cái gì, Dương Hùng thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ, Hải Phong đã trở lại. Hắn thế nào? Triệu bí thư sắc mặt có chút khó coi, không tốt lắm, nhìn dáng vẻ ăn không ít khổ. Dương Hùng trầm ngâm một chút, theo sau nói, như vậy, người trước an bài Hải Phong đi nghỉ ngơi, tìm người đem những phóng viên này đuổi đi. Minh bạch, Triệu bí thư gật gật đầu, vội vàng chiều văn phòng ngoại chạy tới. Chờ Triệu bí thư vừa đi, Dương Hùng lập tức đối Tiêu Sơn nói, Tiêu tổng, nếu ta nhi tử đã trở lại, kia chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi, liền chiều nay, ta sẽ an bài ta người toàn bộ đúng chỗ, đến lúc đó ngươi lấy thượng ngươi kỹ thuật, chúng ta ở phòng thí nghiệm chạm trán, ta đi trước nhìn xem nhà ta kia tiểu tử. Liền trước xin lỗi không tiếp được. Hai tử quan trọng, Tiêu Sơn gật gật đầu. Dương Hùng lại không dư thừa nói, trực tiếp lao ra văn phòng. Đương Dương Hùng đến cửa thang máy thời điểm, Triệu bí thư còn chờ ở chỗ này, cửa thang máy khai sau, hai người đồng thời bước vào thang máy. Ở cửa thang máy một lần nữa khép lại nháy mắt, Dương Hùng cùng Triệu bí thư, đồng thời lộ ra một mặt cười lạnh. Dương Hùng hỏi, những phóng viên này đều an bài hảo sao? Triệu bí thư gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Dương tổng, tất cả đều an bài. Bản thảo đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt, việc này vừa ra, bên ngoài sở hữu phiền toái đều sẽ tìm hướng Tiêu thị, cùng chúng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ. Không tồi, Dương Hùng lộ ra vừa lòng thần sắc, lại hỏi, cùng bên kia liên hệ thế nào? Đã đem tư liệu đều phát đi qua, bọn họ đã xuống tay nghiên cứu, nếu có thể bắt được Tiêu Sơn kia trung tâm kỹ thuật, nhiều nhất 5 ngày thời gian, là có thể lấy được tân tiến triển. Hảo, Dương Hùng mắt lộ ra tinh quang. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Tiêu Sơn a Tiêu Sơn, ngươi cũng đừng trách ta Dương Hùng tâm tàn nhẫn, xã hội này, nhân vì cái thớt gỗ ta vì thịt cá, muốn chính mình sống được hảo, liền phải đem người khác ném tới trên cái thớt đi, muốn trách, liền trách ngươi Tiêu thị quật khởi quá nhanh, các ngươi Tiêu thị bất tử, ta Dương Hùng tâm khó ăn a. Giờ này khắc này, Trương Huyền cùng Tiêu Sơn, chính cưỡi một khác bộ thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Cha nuôi, cái kia Triệu bí thư, chính là đêm qua hỏi ngươi muốn tư liệu người. Tiến thang máy sau, Trương Huyền nhỏ giọng đối Tiêu Sơn nói. Tiêu Sơn cả kinh, ngươi như thế nào biết? Ta ngày hôm qua quan sát đến, cái kia hỏi ngươi muốn tư liệu người, ở hắn tay phải ngón út thượng, có một đạo thật sâu giới ấn, nói như vậy, nam nhân rất ít sẽ đem nhẫn mang bên phải tay đuôi chỉ thượng, vừa mới ta cùng Triệu bí thư bắt tay thời điểm, ở hắn tay phải ngón út thượng, mang một quả đuôi giới, độ rộng cùng ngày hôm qua ta thấy kia cái giới ấn giống nhau như đúc, tối hôm qua người nọ thân cao. Cũng liền ở 1m75 tả hữu, giày mã đều là 42 mã. Trương Huyền liên tục chỉ ra vài giờ. Tiêu Sơn suy tư một chút, lắc lắc đầu, kia cũng không đúng, tối hôm qua người nọ đầu tóc, so Triệu bí thư muốn trưởng rất nhiều a. Hắn cổ áo có toái phát, hiển nhiên sáng sớm mới động tóc, ai sẽ nhàn không có việc gì, ở đại sáng sớm đi cắt tóc đâu.
Chương 283 phòng làm việc người thừa kế. Trương Huyền phân tích, làm Tiêu Sơn sắc mặt một ngưng. Vài giây sau, Tiêu Sơn hướng Trương Huyền vươn ngón tay cái, "Tiểu Huyền a Tiểu Huyền, ngươi thật là quá làm ta giật mình, nếu thật là ngươi nói như vậy, kia tối hôm qua, thật chính là Dương Hùng tự đạo tự diễn một hồi trò hay." Tiêu Sơn trầm mặc vài giây. Này vài giây, Trương Huyền cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là làm Tiêu Sơn chính mình đi cân nhắc. Đường thang máy tới lầu một thời điểm, cửa thang máy còn không có khai, Tiêu Sơn đều có thể nghe được một trận ầm ĩ thanh. Đường cửa thang máy mở ra nháy mắt, là có thể nhìn thấy một đám phóng viên, chính chen đầy Vĩnh Phong thực nghiệp đại sảnh. Nhìn này đó phóng viên, Tiêu Sơn lắc lắc đầu, nói, Dương Hùng thật là hạ một bước hảo cờ a, lúc ấy dẫn ta nhập ung, lại đề nghị đem tư liệu hai phân, tối hôm qua tự đạo tự diễn một vở diễn, làm ta chủ động lấy ra tư liệu. Bắt lấy ta đầu tư hơn 1 tỷ mới đến ra nghiên cứu thành quả, âm thầm xúi dục ta người, này đó phóng viên, hẳn là hắn chủ động tìm tới đi, truyền thông chỉ cần một cho hấp thụ ánh sáng, Vĩnh Phong thực nghiệp thái tử gia bị người bắt cóc một đêm, bên ngoài những người đó, tự nhiên liền nghĩ Dương Hùng trong tay tư liệu đã giao ra đi. Sẽ đem lực chú ý hoàn toàn phóng tới ta trên người, lúc này Dương Hùng hoàn toàn có thể thanh thản ổn định làm hắn nghiên cứu, sở hữu đồ vật, đều từ ta tới khiêng. Quả nhiên là dừng chân với hàng thị đứng đầu kiêu hùng, lợi hại, từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã ở tính kế ta. Cha nuôi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Trương Huyền hỏi một tiếng. Tiêu Sơn trong ánh mắt có chút cô đơn, rất khó, trừ phi ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất, tìm được nghiên cứu khoa học lĩnh vực đứng đầu nhân tài, đi theo Dương Hùng giành giật từng giây, nếu không kết quả là, ta Tiêu thị giỏ che múc nước công dã chẳng không nói, còn sẽ trở thành này hàng thị trò cười. Hơn 1 tỷ, coi như mua cái giáo huấn đi, chuyện này, ta cũng có sai, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, làm ta có chút sơ suất quá a. Tiêu Sơn thổn thức không thôi. Từ Vĩnh Phong thực nghiệp cao ốc ra tới sau, Tiêu Sơn liền vẫn luôn không ngừng đánh điện thoại, nhờ người tìm một ít nghiên cứu khoa học lĩnh vực đứng đầu nhân tài tới, nhưng cái này thủy hóa nguồn năng lượng nghiên cứu, nơi nào là tùy tiện tìm người tới là có thể lấy được tiến triển. Ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, chỉ có 2 người. Đúng hạn tới rồi hàng thị. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn, cùng này 2 cái nghiên cứu nhân viên ở một nhà quán cà phê chạm mặt. Này 2 người đều có hơn 50 tuổi, đương từ Tiêu Sơn này nghe nói chỉ có 2 người bọn họ thời điểm, 2 người đều tỏ vẻ bất lực. Tiêu Tổng, lần này nghiên cứu, bất đồng với dĩ vãng, nếu chỉ là chúng ta 2 người, đừng nói có đột phá tính tiến triển, chính là một ít thao tác, đều rất khó hoàn thành. Đích xác, nếu muốn lấy được tiến triển nói. Ít nhất đến có 1 cái 10 người trở lên đoàn đội phụ trợ đôi ta. Tiêu Sơn trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Vẫn luôn cũng không nói gì Trương Huyền, lúc này ra tiếng, cha nuôi, nếu ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi tìm tới 1 cái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Trương Huyền nói, làm nguyên bản đều đã có chút hết hy vọng Tiêu Sơn, lập tức tới hy vọng, Tiểu Huyền, ngươi có thể tìm người tới. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Một người viện nghiên cứu đánh gãy Trương Huyền nói. Người trẻ tuổi, chúng ta muốn đoàn đội, ít nhất là đứng đầu cái loại này, hơn nữa đến có 10 người tả hữu, người có thể tìm tới đoàn đội, là bao nhiêu người? Trương Huyền nghĩ nghĩ, vươn 3 ngón tay, đại khái 30 cái đi. 30 cái, tên kia nghiên cứu viên mắt lộ ra nghi hoặc, ngay sau đó cùng bên người người liếc nhau, 2 người toàn lắc lắc đầu, người trẻ tuổi, người khả năng không tiếp xúc quá nảy hành, giống nhau tinh anh đoàn đội, rất ít có 30 người, bình thường tới nói. 10 đến 15 người cũng đã xem như nhiều, người muốn nói 30 người, loại này đoàn đội, còn không đạt được chúng ta yêu cầu. Không tồi, lần này nghiên cứu, là tranh thủ thời gian, người tìm tới một ít bất nhập lưu người, cũng bất quá là tăng thêm phiền toái, cơ hồ không thể giúp gấp cái gì. 2 gã nghiên cứu viên, đối Trương Huyền nói cái kia 30 người đoàn đội, đều tỏ vẻ có chút chướng mắt. Tiêu Sơn nguyên bản dâng lên hy vọng một lòng, lại lần nữa tắt. Trương Huyền uống lên khẩu cà phê, nói, như vậy đi, cha nuôi, ngươi trước mang 2 vị này đi phòng thí nghiệm, đem địa điểm nói cho ta, ta trước dẫn bọn hắn đến xem, nếu có thể giúp đỡ, không thể tốt hơn, giúp không được gì, ta làm cho bọn họ đi là được, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tổng tỷ can ngồi cường. Như vậy cũng đúng, Tiêu Sơn gật gật đầu, hướng 2 gã nghiên cứu viên nói, 2 vị, chúng ta đây liền đi trước phòng thí nghiệm đi, bên kia người phỏng chừng cũng đã tới rồi. 2 gã nghiên cứu viên thở dài, đối với Trương Huyền nói 30 người đoàn đội, 2 người bọn họ thật là một chút hy vọng đều không báo. Từ quán cà phê ra tới,
Trương Huyền trực tiếp đi phòng làm việc. Lúc này, một cái 30 người nghiên cứu khoa học đoàn đội, đã chờ ở phòng làm việc chung. Một người dáng người cẩu lũ lão giả đứng ở bọn họ bên người. Ở lão giả bên cạnh, còn đi theo một cái đầy mặt hưng phấn thanh niên. Thanh niên chính cầm di động, hướng trong điện thoại không ngừng nói, ba, ta đều cho ngươi nói, ta tìm được công tác, ngươi không cần lại làm ta trở về kế thừa ngươi kia cái gì công ty được chưa a? Ta đã sớm nói cho ngươi, ta muốn đi làm, ngươi nói ta muốn kế thừa ngươi kia công ty, trừ bỏ có mấy khối địa, mấy cái trang web, mấy đống lâu, mấy cái khu nhà phố, 1.000 nhiều trăm triệu, ta còn có gì? Ta còn tính cái gì? Dù sao ta không cần, kia công ty ngươi ái cho ai đi, ta hôm nay vừa mới chuyển chính thức. Thanh niên nói, nếu nghe vào người khác trong tai, nhất định sẽ đương này thanh niên ở nói giỡn. Bất quá trên thực tế, này thanh niên một chút cũng chưa nói giỡn, nếu Tiêu Sơn đám người tại đây, nhất định có thể nhận ra tới, thanh niên này, là hiện tại Hàng Thị Long đầu xí nghiệp Dụ Nguyên Phong đầu lão tổng con trai độc nhất, Thượng Phát. Một cái thị giá trị hơn 100 tỷ công ty không đi kế thừa, nói chính mình tìm được một cái công tác, vừa mới chuyển chính thức, muốn người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng thượng nổi điên. Nhưng ở đây những người này, không có một cái sẽ như vậy tưởng, có thể phụ trách một cái phòng làm việc, so kế thừa 100 tỷ tài sản, đoạt được đến chỗ tốt, muốn nhiều quá nhiều, một khi tiếp xúc cái này phòng làm việc, tại đẳng cấp phương diện, liền bay lên rất lớn một cấp bậc. Này đó đứng đầu nhân viên nghiên cứu có thể bị tìm tới, đã nói lên bọn họ tiếp xúc thế giới ngầm, minh bạch thế giới ngầm, cùng quang minh đảo cái loại này quái vật khổng lồ so sánh với 100 tỷ tập đoàn, bất quá chính là con kiến mà thôi. Thượng Phát cắt đứt điện thoại, trên mặt còn mang theo hưng phấn, hướng bên cạnh lão giả nói, lão sư, hôm nay ta thật sự có thể tiền nhiệm sao? Lão giả gật gật đầu, phát ra già nua thanh âm, từ từ vị kia đại nhân tới sau, ta cũng liền đi rồi, về sau nơi này, liền từ ngươi phụ trách, ta sở cho ngươi nói quy củ, ngươi nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ, ta dạy cho ngươi bản lĩnh, ngươi cũng muốn cần thêm luyện tập, tuyệt đối không thể lười biếng. Yên tâm đi lão sư, Thượng Phát vỗ bộ ngực bảo đảm. Đang nói đâu, một trận gió tiếng chuông vang lên. Trong phòng người, tại đây một khắc, tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía phòng làm việc cửa. Chương 284 30 người đoàn đội. Trương Huyền từ đại môn đi đến, nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới cái nào lão giả hòa thượng dậy thì thượng. Đây là ngươi người nối nghiệp. Là, hành giả đại nhân. Lão giả khom người gật đầu. Thực tuổi trẻ, Trương Huyền cười cười, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Đa tạ đại nhân, lão giả trên mặt lộ ra một tia vui mừng, đôi tay cầm ngày hôm qua Trương Huyền ném xuống màu đen tấm cắt, để còn cấp Trương Huyền, theo sau run nguy thân mình, đi ra phòng làm việc. Tại đây một khắc, phòng làm việc chủ nhân, đem hoàn toàn đổi mới. Thượng Phát đứng ở nơi đó, chạm thẳng tắp, đầy mặt kích động nhìn Trương Huyền, hắn biết, chính mình về sau cả đời, đều phải vì những người này sở phục vụ. Ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, Thượng Phát kiến thức tới rồi tên kia lão giả ra tay, từ ngày đó bắt đầu, nhân sinh quan của hắn, liền hoàn toàn bị thay đổi, đồng thời cũng biết, chính mình trước kia sở gặp phải đồ vật, có bao nhiêu nhỏ bé. Đi thôi, Trương Huyền hướng này 30 danh đứng đầu nhân viên nghiên cứu mở miệng, theo sau đi ra phòng làm việc. Này đó nhân viên nghiên cứu quốc tịch các bất đồng, nhưng lại đều có thể nghe hiểu Trương Huyền nói hoa hạ ngữ, tất cả đều an tĩnh đi theo Trương Huyền phía sau. Thượng Phát vẻ mặt cung kính nhìn Trương Huyền đám người rời đi. Phòng thí nghiệm địa điểm, Tiêu Sơn đã cấp Trương Huyền đã phát lại đây, Trương Huyền đem cái này địa điểm nói cho này đó nhân viên nghiên cứu sau, dẫn đầu đuổi qua đi. Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, tọa lạc ở Hàng Thành phồn hoa mảnh đất, Dương Hùng nói địa phương, liền tại đây. Giờ này khắc này, ở Dương Hùng dẫn dắt hạ, một cái 20 người đoàn đội đã làm tốt chuẩn bị, đang đứng ở phòng thí nghiệm cửa, chờ Tiêu Sơn đã đến. Đương nhìn đến Tiêu Sơn chỉ dẫn theo hai người lại đây thời điểm, Dương Hùng trên mặt tươi cười đã có điểm che giấu không được ý vị, bất quá trường hợp thượng, Dương Hùng vẫn là nỗ lực làm chính mình nhíu mày, Tiêu Tổng, người của ngươi, chỉ sợ có điểm thiếu đi. Nói như vậy, sẽ đổi tiến độ. Đối mặt Dương Hùng, Tiêu Sơn chỉ là cười cười, hiện tại hai người chi gian, ai đều rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là còn không có xé rách ra mặt mà thôi, Dương Tổng, ta này tiến độ sẽ không rơi xuống. Liền sợ ngươi quá chậm, đến lúc đó phân không đến cái gì số định mức, làm ta Tiêu mẫu nhân tâm băn khoăn a. Ha ha, Dương Hùng cười to hai tiếng, Tiêu Tổng thật sẽ nói cười, ta này 20 người tinh anh đoàn đội, hẳn là không thể so này hai người kém đi.
Dương Hùng ánh mắt xem ở Tiêu Sơn phía sau kia hai gã nghiên cứu viên trên người. Ở Dương Hùng phía sau, kia 20 danh nghiên cứu đoàn đội chung một người mở miệng, Dương Tổng, xem ra lần này sự không dễ làm a. Làm sao vậy? Dương Hùng hỏi. Này Tiêu Tổng tìm tới, là lúc trước bị chúng ta từ đoàn đội loại bỏ hai cái phế vật, xem ra lần này nghiên cứu, Tiêu Tổng bên này, là một chút lực đều ra không được, đến toàn dựa chúng ta a. Kia nghiên cứu viên nói. Ngươi nhìn xem ngươi, nói cái này kêu nói cái gì? Dương Hùng răn dậy một tiếng, ngay sau đó nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tiêu Tổng bên này không thể giúp gấp cái gì, kia chúng ta liền phát huy nhiệt lượng thừa, nhiều làm một ít, đến đây đi, mọi người đều động lên, Tiêu Tổng, ta này phân thành quả, liền tại đây bãi, ngươi kia phân, cũng lấy ra tới đi. Không vội, Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, ta này còn có người không tới đâu, chờ ta người đều tới rồi. Đại gia lại bắt đầu cũng tới kịp. Người của ngươi, Dương Hùng nhíu nhíu mày, hắn nhưng không cho rằng Tiêu Sơn còn có cái gì người, những cái đó phía trước Tiêu Sơn liên hệ nhân viên nghiên cứu, đã tất cả đều bị hắn mua được, có thể tới hai, đều là vạn hạnh. Dương Hùng chính hỏi đâu, liền thấy Trương Huyền thân ảnh xuất hiện. Cha nuôi, Trương Huyền xa xa hướng Tiêu Sơn hô một tiếng, cái kia đoàn đội đã ở trên đường, lập tức liền đến, bất quá bọn họ 30 cái còn không có ăn cơm trưa. Người an bài người cấp chuẩn bị một chút đi. Hành, Tiêu Sơn gật gật đầu, đương trường gọi điện thoại liền phân phó đi xuống. Dương Hùng bên kia, vừa nghe là cái 30 người đoàn đội, tức khắc cười ra tiếng tới, Tiêu Tổng, 30 người đoàn đội, đó là cái gì đứng đầu đoàn đội a? Dương Hùng phía sau những cái đó nhân viên nghiên cứu, vừa nghe lời này, cũng cười. Trong ngành, cơ hồ có một cái bất thành văn quy định, nói như vậy. Đứng đầu đoàn đội nhân số đều khống chế ở 10 người trong vòng, 10 đến 15 người là nhiều nhất, lại nhiều, không tính là đứng đầu đoàn đội. Hiện tại Dương Hùng phía sau này 20 người, là hai cái đoàn đội lâm thời tổ hợp thành, đối với cái loại này nhiều người đoàn đội, bọn họ đánh tâm nhãn là khinh thường. Tiêu Sơn bên này hai gã nhân viên nghiên cứu cũng là đầy mặt nan kham, về sau đi ra ngoài, đều ngượng ngùng nói chính mình cùng một cái 30 người đoàn đội hợp tác quá. Kia quả thực chính là kéo thấp chính mình giá trị con người a. Dương Hùng nỗ lực thu liễm khởi chính mình tươi cười tới, hỏi, hiền chất, người nói kia 30 người đoàn đội, khi nào có thể tới? Nhưng đừng chậm trễ tiến độ a. Bọn họ a, Trương Huyền xoay người nhìn thoáng qua, duỗi tay một lóng tay, này không, tới sao? Dương Hùng một đám người, vọng mắt chiều Trương Huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, bọn họ ánh mắt, tràn ngập một loại cao tư thái, mang theo xem kỹ bộ dáng. Tiêu Sơn phía sau kia hai gã nhân viên nghiên cứu cũng nhìn lại. Một cái 30 người đội ngũ, có thể nói thượng là mênh mông cuồn cuộn, trong đó có người da vàng, người da trắng, người da đen người, có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn qua, là một cái so le không đồng đều đoàn đội. Nhưng Dương Hùng phía sau cái kia 20 người nghiên cứu khoa học đoàn đội, ở nhìn thấy này 30 người thời điểm, trong mắt ngạo mạn, toàn bộ biến mất, ngược lại, đổi thành vẻ mặt kích động, vẻ mặt không dám tin tưởng. Minh Gia Nghi giáo thụ, ta không nhìn lầm đi, đi tuốt đàng trước mặt cái kia, là Minh Gia Nghi giáo thụ đi. Bị dự vì Hoa Hạ nghiên cứu khoa học cột mốc lịch sử người. Ngươi không nhìn lầm, không riêng gì Minh Gia Nghi giáo thụ, còn có ba đặc Cameron, Johnny Đức Côn Tây, Adolf Hoác Sắt Mỗ, ta phía trước ở tạp chí thượng chuyên môn xem qua bọn họ lên tiếng. Lão sư, hắn cũng tới, lại một người nhân viên nghiên cứu, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Hướng Trương Huyền kêu tới này 30 người đoàn đội chung một người kêu lên, lão sư. Lão sư. Bị kêu lão sư người thực nghi hoặc nhìn người tới, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là. Lão sư, ngài không quen biết ta sao, 2 năm trước ta nghe qua ngài tọa đàm. Xin lỗi, không có gì ấn tượng, bị gọi lão sư người tiếc nuối lắc lắc đầu. Dù cho như vậy, tên kia tiến lên nhân viên nghiên cứu cũng không có sinh khí, bởi vì hắn biết, chính mình cùng đối phương chênh lệch, có bao nhiêu đại. Ở người khác trước mặt, chính mình là nghiên cứu khoa học lĩnh vực đứng đầu nhân tài, nhưng ở lão sư trước mặt, chính mình chính là một cái học sinh tiểu học. Tiêu Sơn phía sau kia hai gã nhân viên nghiên cứu, hoàn toàn dại ra. Này 30 người, đặt ở thế giới, đều là đứng đầu nhân vật A, trong đó hai gã, càng là thế giới đệ nhất khoa học kỹ thuật đại quốc, Magi Quốc viện nghiên cứu thủ tịch kỹ sư. Còn có Minh Gia Nghi giáo thụ, kia đều là hưởng dự toàn cầu nhân vật, chính mình hôm nay. Thế nhưng may mắn cùng những nhân vật này hợp tác. Bọn họ đều là chính mình thần tượng A. Chương 285 Tiểu Minh, người cũng ở.
liền ở vừa mới, Tiêu Sơn gọi tới này hai gã nghiên cứu viên, còn nghĩ nên như thế nào làm Trương Huyền kêu tới 30 người đoàn đội phối hợp chính mình, hy vọng bọn họ không cần quá xuẩn, nhưng hiện tại, hai người bọn họ thái độ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Cái gì gọi người ta phối hợp chính mình, liền này đoàn đội 30 cá nhân, tùy tiện lôi ra tới một cái, có thể làm chính mình đánh trợ thủ, đối chính mình tới nói, đều là ngàn năm một thuở học tập cơ hội. Dương Hùng tuy rằng không quen biết Trương Huyền tìm tới cái này 30 người đoàn đội, nhưng căn cứ chính mình phía sau những người đó phản ứng, đại khái cũng có thể đoán được cái gì. Dương Tổng, tình huống có chút không ổn à. Triệu Bí Thư lấy ra di động, đặt ở Dương Hùng trước mắt, ở Triệu Bí Thư di động thượng, rõ ràng là trước mắt xuất hiện những người này tư liệu. Dương Hùng nhìn kia một đám danh dự thủ tịch, quốc gia thủ tịch nghiên cứu khoa học kỹ sư danh hiệu, còn có quốc tế nghiên cứu khoa học tạp chí bìa mặt, các loại giải thưởng vinh dự, sắc mặt cực kỳ khó coi. Này 30 người đoàn đội đã đến, có thể nói là có người vui mừng có người yêu. Tiêu Sơn nơi nào sẽ nghĩ đến, Trương Huyền gọi tới đoàn đội, thế nhưng các đều là đứng đầu nhân vật. Minh giáo thụ, người hảo người hảo, Tiêu Sơn bước nhanh đi lên đi, cùng dẫn đầu Minh Gia Nghi bắt tay. Đây là ta cha nuôi, Tiêu Sơn, Trương Huyền cấp giới thiệu một chút. Minh Gia Nghi vừa nghe lời này, căn bản lấy không ra một chút tư thái tới, đôi tay nắm lấy Tiêu Sơn tay, Tiêu Tổng ngài hảo, hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui sướng. Nhất định, Tiêu Sơn liên tục gật đầu. Thật muốn tại địa vị đi lên giảng, vị này ở Hoa Hạ bị dự vì cột mốc lịch sử nghiên cứu khoa học giáo thụ, có thể so Tiêu Sơn thân phận muốn cao nhiều. Dương Hùng cười lạnh một tiếng, Tiêu Tổng, thật là hảo thủ đoạn a, khi nào nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, cũng không nói cho ta họ Dương dẫn tiến. Đối mặt Dương Hùng nói, Tiêu Sơn chỉ là cười, cũng không trả lời cái gì. Dương Hùng sắc mặt âm trầm xoay người, thấp giọng hỏi nói, làm sao bây giờ, các ngươi có tin tưởng sao? Dương Hùng bên này nghiên cứu khoa học dẫn đầu người hít sâu một hơi, gật gật đầu, Dương Tổng, chúng ta ở cái này hạng mục, đã nghiên cứu thời gian rất lâu, liền tính là bọn họ, cũng không nói một hai ngày là có thể đuổi theo chúng ta tiến độ, chỉ cần chúng ta nhanh hơn tốc độ, không thấy được so với bọn hắn kém cái gì. Rốt cuộc ở bọn họ bên trong, chỉ có mấy cái là chuyên tấn công nguồn năng lượng, mà chúng ta 20 cái, toàn bộ đều chuyên tấn công nguồn năng lượng phương diện, ba cái số thợ giày cũng đỉnh cái ra cát lượng không phải. Lời này không sai, ở khác hạng mục, chúng ta tự nhận không bằng bọn họ, nhưng ở cái này hạng mục thượng, chúng ta không nhất định kém ở đâu. Chính là, một chúng nhân viên nghiên cứu nói, xem như trấn an Dương Hùng nội tâm. Dương Hùng gật gật đầu, như vậy tốt nhất bất quá. Vậy phiền toái đại gia. Dương Hùng sau khi nói xong, lại đối Tiêu Sơn nói, Tiêu Tổng, người này cũng tới tề, chúng ta liền bắt đầu bái. Tiêu Sơn vừa mới chuẩn bị gật đầu đồng ý, đã bị Trương Huyền nói đánh gãy. Không vội, ta còn có cái bằng hữu không có tới. Trương Huyền quay đầu đối Tiêu Sơn nói, cha nuôi, các ngươi lần này nghiên cứu chính là nguồn năng lượng hạng mục, cái này đoàn đội nghiên cứu nguồn năng lượng người không nhiều lắm. Ta kêu cá nhân tới, cũng hảo mang theo bọn họ làm. Mang theo bọn họ làm. Trương Huyền nói, nghe vào Tiêu Sơn cùng kia hai gã nghiên cứu viên trong tai, thậm chí đều hoài nghi chính mình nghe lầm, tìm tới một cái người, mang theo này đó tại thế giới lĩnh vực đều được xưng đứng đầu nhân viên nghiên cứu làm. Ta nói người trẻ tuổi, người tìm tới chính là ai a? Tiêu Sơn tìm tới kia hai gã nhân viên nghiên cứu nhịn không được hỏi. Trương Huyền trả lời, theo ta một cái muội muội. Nàng thích làm mấy thứ này, cũng lập tức liền đến. Người muội muội, người nọ trên dưới đánh giá Trương Huyền vài lần, người trẻ tuổi, này nghiên cứu, cũng không phải là trò đùa, người muội muội mới bao lớn. Ân, Trương Huyền nghĩ nghĩ, hẳn là 19 tuổi đi. 19 tuổi, tên kia nhân viên nghiên cứu vừa nghe, đôi mắt trừng lão đại, người trẻ tuổi, người đừng cùng ta nói giỡn, một cái 19 tuổi nha đầu, biết cái gì a? Dương Hùng bên kia người nghe được Trương Huyền nói. Đều nhịn không được lộ ra ý cười. Nếu tiểu tử này thật tìm cái tiểu nha đầu lại đây làm dối, kia quả thực là giúp chính mình vội a. Bọn họ cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, liền nghe một bên vang lên một đạo chuông bạc thanh âm. Lão đại, ta tới rồi. Làm cái gì nghiên cứu a? Tương lai ăn mặc một thân màu trắng hán phục, tay cầm một phen lụa mỏng phiến, bước vui sướng nện bước, này một đạo bóng hình xinh đẹp, cho người ta một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. Dương Hùng những người đó nhìn đến tương lai, ánh mắt lộ ra khinh thường, liền như vậy một cái nha đầu, còn làm nghiên cứu khoa học. Làm này tiểu nha đầu trộn lẫn, kia tiểu tử,
thật đúng là đem một mâm hảo cờ, hạ nát như a. Tiêu Sơn tìm tới hai gã nghiên cứu viên sắc mặt lại không hảo, nếu thuyết minh ra nghi loại này giáo thụ cấp bậc người mang theo chính mình làm, kia nói ra đi, lần có mặt mũi, cần phải nói cho như vậy một cái nha đầu trợ thủ, thiên a, còn không bị người chê cười chết. Bọn họ là như vậy nghĩ, nhưng là Minh Gia Nghi đám người nhìn thấy tương lai nháy mắt, liền không bình tĩnh. Lão sư, ngài như thế nào tới? Minh Gia Nghi bước đi tiến lên đi, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Minh Gia Nghi đối tương lai xưng hô, làm Dương Hùng những người đó, có một loại kinh ngạc cảm. Không nghe lầm đi, Minh Gia Nghi giáo thụ kêu cái này tiểu nha đầu, kêu lão sư. Tiểu Minh A, người cũng tại đây. Tương lai nhìn mắt Minh Gia Nghi, tùy ý hỏi một tiếng. Này tiểu Minh hai tự, kêu còn lại người một trận hỗn độn. Ai nhìn thấy Minh Gia Nghi giáo thụ, kia không phải khách khách khí khí, cung cung kính kính, hiện tại cái này tiểu Minh là nháo loại nào a? Bị tương lai như vậy xưng hô, cũng không gặp Minh Gia Nghi sinh khí, lão sư, là vị này kêu chúng ta tới. Minh Gia Nghi chỉ một chút Trương Huyền. Nga, lão đại kêu các người tới a, khó trách muốn kêu ta đâu, liền các người này đó phế xài, sẽ làm cái gì nghiên cứu a? Tương lai bĩu môi. Bị tương lai gọi phế xài, Minh Gia Nghi cũng chỉ là cười mỉa một chút, bởi vì hắn biết rõ, ở cái này tuổi trẻ nữ hài trước mặt, chính mình đích đích xác xác giống như là cái phế xài. Cái này nữ hải nghiên cứu lý niệm, đã dẫn đầu toàn bộ thế giới ít nhất 50 năm. Nàng nghiên cứu thành quả, tùy ý lấy ra tới hạng nhất, đều sẽ làm cho cả thế giới vì này điên cuồng, mà cố tình, những cái đó sẽ làm thế giới điên cuồng nghiên cứu kết quả, chỉ là nhân ra tùy tay mân mê ra tới một ít đồ vật mà thôi. Dương Hùng bên kia, một người nhân viên nghiên cứu nhìn tương lai, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lớn tiếng nói, nàng. Nàng chẳng lẽ chính là cái kia, được xưng 50 năm sau người kia đi. 50 năm sau, cái này xưng hô, nghe cho người ta một loại không đâu vào đâu cảm giác, lại làm ở đây sở hữu nhân viên nghiên cứu, đều trừng lớn đôi mắt. Ở nghiên cứu khoa học giới, cho tới nay đều có một cái truyền kỳ nhân vật, bị gọi 50 năm sau, đơn giản là, một người hưởng dự thế giới đứng đầu nhà khoa học đã từng nói qua, lại cho chính mình 50 năm thời gian, lại tùy ý thế giới này phát triển 50 năm. Đến lúc đó đại gia sở nghiên cứu mới nhất khoa học kỹ thuật, cũng bất quá là người khác chơi dư lại đồ vật. Ở thời đại ngày càng biến ảo hôm nay, có thể làm người lấy nói như vậy tới khen, đủ để thuyết minh, 50 năm sau cái này danh hiệu, hàm kim lượng có bao nhiêu đủ. Chương 286 tương lai người trong lòng. Là nàng, nhất định là nàng, lại một người nhân viên nghiên cứu tin tưởng gật đầu, có thể làm Minh Gia Nghi giáo thụ xưng hô lão sư, trừ bỏ nàng, còn ai vào đây? Nguyên bản đối mặt Minh Gia Nghi đám người, đều dám đua một phen nghiên cứu khoa học đoàn đội, ở biết tương lai thân phận sau, không có một cái, còn có thể nhắc tới tin tưởng. Dương Tổng, lúc này đây, sợ là chúng ta cũng giúp không được ngươi. Tên kia dẫn đầu nhân viên nghiên cứu đối Dương Hùng nói, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có thể đem vị này tìm tới, ta dám khẳng định, có vị này ở, nhất muộn hôm nay buổi tối, bọn họ liền sẽ đột phá cuối cùng một cái kỹ thuật khẩu. Dương Hùng sắc mặt âm trầm. Hắn gần nhất làm nguồn năng lượng phương diện nghiên cứu hạng mục, cũng hỏi thăm rất nhiều về nghiên cứu khoa học giới sự, đối với 50 năm sau cái này xưng hô, cũng có chút ấn tượng. Lúc ấy liền có người nói cho Dương Hùng, nếu hắn có thể tìm tới cái kia được xưng 50 năm sau thiên tài tới giúp chính mình, căn bản không dùng được như vậy nhiều phiền toái, thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Lúc ấy Dương Hùng còn tự giễu nói, chính mình phải có kia bản lĩnh, còn làm cái gì tân hạng mục a? Kết quả hiện tại chính mình đích xác không có cái kia bản lĩnh, nhưng Tiêu Sơn có. Nguyên bản Dương Hùng, đối chính mình lần này an bài, có thể nói là vừa lòng tới rồi cực điểm, nhưng hiện tại phát sinh một loạt sự, đều ra ngoài hắn dự kiến. Ở Dương Hùng xem ra, Tiêu Thị đơn giản là vì chính mình làm áo cưới, hiện tại, biến thành chính mình vì Tiêu Thị làm áo cưới. Trương Huyền đối Dương Hùng cười cười, Dương Tổng, ta cảm thấy các ngươi nghiên cứu, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui nói, kia bắt đầu đi, bất quá thuyết minh một chút, chúng ta có một phương diện lập tức liền phải phá được, các người có thể tham dự tiến vào, nhưng trung tâm kỹ thuật tạm thời vô pháp cùng chung. Dương Hùng những lời này, xem như ra mặt dày nói ra, liền hiện tại các đoàn đội lực lượng mà nói, Tiêu Thị bên này, là hoàn toàn nghiền áp Vĩnh Phong thực nghiệp, Dương Hùng nói là làm Tiêu Thị tham dự, kết quả là ai hiệp trợ ai, còn không nhất định đâu, nhưng mặc kệ xuất lực nhiều ít. Tiêu Thị một cái tham dự tiến vào,
khiến cho hắn vô pháp chiếm được đầu to. Mà không tham dự đâu, Dương Hùng một chốc một lát lại không muốn lấy ra trung tâm kỹ thuật, hắn nơi đó còn khống chế phía trước Tiêu thị sở bảo quản tư liệu, ngạnh kéo xuống đi, đối Tiêu thị thực bất lợi. Dương Hùng chiêu thức ấy, xem như hoàn toàn vô lại chiến thuật. Tiêu Sơn mày nhăn lại, Dương Tổng, ngươi làm như vậy chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Tiêu Tổng, ta này rõ ràng là ấn quy củ làm việc mà thôi. Thiết, cái gì chó má trung tâm kỹ thuật a? Liền này đó phế xài có thể nghiên cứu ra cái gì trung tâm tới, còn không phải là thủy hóa nguồn năng lượng sao, đơn giản như vậy sự, làm đến còn phức tạp thực. Tương lai bĩu môi, đánh gãy Tiêu Sơn cùng Dương Hùng đối thoại, hảo, mau mang ta đi phòng thí nghiệm đi, sớm một chút nháo xong, ta buổi tối còn có hẹn hò đâu. Tương lai nói, làm Dương Hùng có một loại hữu lực sử không ra cảm giác, chính mình cuối cùng tư bản, coi nếu chân bảo trung tâm kỹ thuật, ở nhân gia trước mặt, chỉ là một cái rác rưởi. Chính cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo, đều như là một cái chê cười. Có tương lai xuất hiện, này đó nhân viên nghiên cứu, cũng bất chấp ăn cơm trưa, tất cả đều toàn bộ chui vào phòng thí nghiệm chung. Tiêu Sơn một lòng, xem như hoàn toàn buông. Tiểu Huyền, lần này thật là ít nhiều ngươi a. Tiêu Sơn vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, thổn thức không thôi, đứa nhỏ này, đã trưởng thành tới rồi hắn nhìn không thấu nông nỗi. Nguyên bản Tiêu Sơn còn chuẩn bị sấn Trương Huyền một phen, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cái này tất yếu. Cha nuôi, người nói lời này liền quá khách khí, thật muốn cảm tạ ta nói, hai ta buổi tối trộm đem mẹ nuôi tàng đến kia bình rượu khai, hảo hảo uống thượng một đốn. Hành, Tiêu Sơn làm ra vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, đêm nay, ta tới trộm. Giải quyết nơi này sự, Trương Huyền tạm thời cũng không tiếp tục đãi ở chỗ này tất yếu, nhìn hạ thời gian, cũng mới vừa giữa trưa. Liền nghĩ buổi chiều bồi Lâm Thanh Hạm lại đi đi dạo. Kết quả vừa muốn gọi điện thoại, Lâm Thanh Hạm điện thoại liền trước đánh tới. Lão công, người trước tiên ở hàng thị giúp Tiêu thúc thúc vội, ta công ty có việc, đến đi về trước. Lâm Thanh Hạm ở trong điện thoại thanh âm, mang theo nồng đậm xin lỗi. Người hiện tại ở đâu đâu? Trương Huyền hỏi một tiếng. Đã thượng phi cơ lập tức cất cánh, ta không dám cho người nói, người liền trước an tâm đợi cho hàng thị đi. Ta muốn trước vội xong rồi, liền tới tìm ngươi. Trương Huyền nghe Lâm Thanh Hạm nói, lại có một loại không biết nên như thế nào trả lời cảm giác, nữ nhân sợ hãi ảnh hưởng chính mình ở bên này, thẳng đến phi cơ mau bay lên mới nói. Kia, Trương Huyền há miệng thở dốc, trước sau không biết nên nói chút cái gì. Được rồi, lão công, ngươi trước vội, phi cơ muốn bay lên, không nói, chiếu cố hảo tự mình a, đô đô. Trong điện thoại vội âm truyền đến. Trương Huyền biết. Lâm Thanh Hạm là không nghĩ làm chính mình nhiều sinh ra còn lại tính toán, cho nên như vậy qua loa kết thúc đối thoại. Theo chậm rãi tiếp xúc, Lâm Thanh Hạm thấy được Trương Huyền bất đồng một mặt, Trương Huyền cũng thấy được Lâm Thanh Hạm không giống nhau một mặt, cái này mặt ngoài băng hàn nữ tổng tài, trên thực tế là cái loại này thực không nghĩ phiền toái người khác người. Lâm Thanh Hạm vừa đi, Trương Huyền cái này ngọ cũng không gì sự, đơn giản tùy tiện ăn cái cơm trưa, chờ ở phòng thí nghiệm cửa. Ước buổi chiều 5 giờ thời điểm. Trương Huyền liền nhìn đến tương lai nhảy nhót từ phòng thí nghiệm ra tới. Nghiên cứu xong rồi, Trương Huyền đi ra phía trước, hỏi. Qua, lão đại, người vẫn luôn đều đãi tại đây à? Tương lai ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền, người không bồi tẩu tử. Trương Huyền cười khổ một chút, người tẩu tử hồi Ngân Châu. Hi hi, lão đại, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy vì một nữ nhân thất thần đâu, không được, ta phải chiếu xuống dưới. Tương lai ở chính mình hán phục cổ áo thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, nột, được rồi, ta phải đem ngươi này mất mát bộ dáng lưu lại, về sau hảo hảo cười nhạo. Trương Huyền hướng về phía tương lai trơn bóng cái chán nhẹ nhàng một phách, ngươi cái nhà đầu biết cái gì, chờ ngươi gặp được thích người khi, ngươi cũng đừng trách ta cười ngươi a. Tương lai kia tuyệt mỹ khuôn mặt, bá một chút liền đỏ. Bộ dáng này, một chút khiến cho Trương Huyền tới hứng thú, hắn nhướng mày, nhìn về phía tương lai, nhà đầu. Người sẽ không bị ta nói chúng rồi đi, có người trong lòng. Ai nha, tương lai phất phất tay, cái gì người trong lòng a, chính là quan hệ hảo điểm mà thôi. Người được lắm, Trương Huyền nơi nào nhìn không ra tương lai tâm tư, gì thời điểm mang ra tới, cũng cho ta giúp người chấn cửa ải. Hắn đêm nay hẹn ta ăn cơm, nếu không lão đại, người bồi ta cùng đi. Tương lai mắc cỡ đỏ mặt, thử tính hỏi. Đêm nay a, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt khó xử. Hắn giữa chưa còn cùng Tiêu Sơn nói tốt buổi tối cùng nhau uống rượu đâu.
Đang ở Trương Huyền khó xử thời điểm, Tiêu Sơn điện thoại đánh tới. Điện thoại mới vừa tiếp khởi, liền vang lên Tiêu Sơn hưng phấn thanh âm, Tiểu Huyền. Đêm nay cha nuôi khả năng vô pháp bồi ngươi uống rượu, lần này ngươi thật là giúp ta đại ân a, đêm nay ta liền phải ở tại phòng thí nghiệm. Chương 287 tương lai thích người. Buổi chiều 6 giờ, tương lai cởi ra nàng kia thân hán phục, thay một thân có vẻ tiểu tươi mát quần jean cùng áo sơ mi, tuy rằng thiếu vài phần tiên khí, nhưng càng nhiều vài phần nghịch ngợm, nhu thuận tóc dài khoác hạ, mày liễu cong cong, làn da trắng nõn non mềm, này phân thanh thuần đáng yêu bộ dáng, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Trương Huyền duỗi người, thở dài một tiếng, ai, thật không biết là nhà ai thiếu gia đoạt chúng ta Khương Nhi phương tâm, ta đều có điểm hâm mộ đâu. Tương lai chớp mắt to, lộ ra hiếm thấy ngượng ngùng. Đối phương ước tương lai ăn cơm địa phương, là ở Kim Sư khách sạn lớn, này tuyệt đối là một cái khách sạn 5 sao, toàn bộ khách sạn phân chia ra ăn uống bộ, giải trí bộ, hưu nhàn bộ. Kim Sư khách sạn chung, một gian tiểu nhân phòng nội, có hai cái tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở nơi này. Hai cái tuổi trẻ nam nhân, toàn ăn mặc bất phàm, trên người một kiện áo sơ mi, liền giá trị hơn 1.000 khối, trên cổ tay đồng hồ, càng là sắp thượng vạn, mỗi người trước mặt, đều phóng một phen chìa khóa xe, một cái chạy băng băng, một cái bảo mã BMW. Bối mốc, nghe nói tiểu tử ngươi làm cái không tồi nữa a. Phóng bảo mã BMW, chìa khóa xe nam nhân vẻ mặt hâm mộ nhìn chính mình bằng hữu. Ha ha, bối mốc cười lớn một tiếng. Kia cô bé lớn lên là xinh đẹp, đêm nay ta liền chuẩn bị cho nàng bắt lấy, chậc chậc chậc, tưởng tượng đến buổi tối muốn phát sinh sự, ta liền có điểm hưng phấn đâu, Hoàng Trình, ngươi cũng không nên quá hâm mộ ta a. Hoàng Trình bĩu môi, hâm mộ cái rắm a, nhiều năm như vậy, lão tử gì nếu chưa từng chơi, ngươi đừng rơi vào đi là được, đừng quên, lão bà ngươi tháng sau liền về nước, đến lúc đó bị lão bà ngươi phát hiện, phỏng chừng ngươi ngày lành cũng liền đến đầu lạc. Kia hãm không đi vào. Bối mốc vẫy vẫy tay, kia cô bé liền coi trọng tiền của ta, đến lúc đó thật sự không được, cho nàng cái 1-2 vạn, làm nàng cút đi liền xong rồi. Hoàng Trình gõ gõ cái bàn, có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu là được, đúng rồi, lão quy củ a, chính mình ăn thịt, các huynh đệ ăn canh, làm việc thời điểm đem ảnh chụp được tới. Kia cần thiết, hảo hảo, trước đừng nói nữa, người một lát liền lại đây, bị nghe được đã có thể không hảo. Bối mốc hạ giọng. Kim Sư khách sạn ngoại. Trương Huyền nhìn khách sạn này xa hoa trang hoàng, Khương Nhi, người đây là tìm nhà ai công tử a? Không phải gì công tử, tương lai khuôn mặt vẫn luôn đều ở vào đỏ bừng trạng thái, hắn chính là một người bình thường, rất thiện lương, còn giúp quá ta một lần. Như vậy hảo, Trương Huyền gật gật đầu, tìm đối tượng, tìm chính mình thích, cái gì thân phận không quan trọng. Hai người đi vào khách sạn, nói cho người phục vụ phòng hào. Bối mốc cùng Hoàng Trình hai người, còn đang nói một ít hạ lưu đề tài, liền thấy phòng môn bị người đẩy ra, trong nháy mắt này, hai người kết thúc trong miệng đề tài, ánh mắt đều phóng tới ghế lô cửa. Hoàng Trình đã sớm nghe nói, bối mốc làm một cái cực phẩm cô bé, nhưng vẫn luôn cũng chưa gặp qua, lúc này, đương tương lai xuất hiện ở Hoàng Trình trước mắt thời điểm, Hoàng Trình kia một đôi mắt không còn có rời đi quá tương lai thân mình, trong lòng đối bối mốc, đó là tràn đầy hâm mộ. Tuy rằng Hoàng Trình đã sớm suy nghĩ cực phẩm cô bé là gì dạng, nhưng hiện tại vừa thấy, vẫn là ra ngoài hắn dự kiến, các loại hội sở người mẫu, Hoàng Trình đã sớm chơi chán rồi, loại này thanh thuần khả nhân nhi cô nương, vẫn luôn là hắn sở theo đuổi. Thiên lam sắc quần jean, một đôi bạch giày chơi bóng, một kiện sơ mi trắng, đây là tương lai hôm nay trang điểm, nàng cấp Trương Huyền nói, không nghĩ làm bối mốc có quá nhiều trong lòng chênh lệch, liền xuyên mộc mạc một ít. Khương Nhi người đã đến rồi, mau ngồi. Bối mốc vội vàng đứng dậy, vì Khương Nhi kéo ra ghế dựa, cho người giới thiệu một chút, đây là ta anh em, Hoàng Trình, đây là Khương Nhi. Ngươi hảo, tương lai đối Hoàng Trình xinh đẹp cười. Này cười, làm Hoàng Trình có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, cả người đều dại ra, ngươi. Ngươi hảo. Trương Huyền đi theo tương lai phía sau, đánh giá liếc mắt một cái bối mốc, hắn trước thấy được bị bối mốc đặt lên bàn chạy băng băng chìa khóa xe. Theo sau nhìn mắt bối mốc ăn mặc, nghĩ thầm, người này một thân trang phục xuống dưới, cũng đến cái mau 2 vạn, cũng liền tương lai có thể nói đây là cái bình thường gia đình đi. Khương Nhi, đây là người bằng hữu sao? Bối mốc hỏi một tiếng. Đây là ta ca, Trương Huyền, tương lai giới thiệu một tiếng. Nga, bối mốc gật gật đầu, đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, xem Trương Huyền kia một thân xuống dưới mấy trăm khối trang điểm, lắc lắc đầu,
trong lòng đã có tính ra, này hẳn là chính là tới hỗn ăn hỗn uống đi. Các ngày thường, Bối Mộc xem đều không tiếc xem loại người này liếc mắt một cái, bất quá hôm nay làm trò Khương Nhi mặt, hắn vẫn là trường hợp tính nói thanh ngươi hảo. Chờ tương lai tới rồi sau, Bối Mộc liền lớn tiếng kêu người phục vụ, làm đem thực đơn lấy lại đây. Gọi món ăn thời điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bối Mộc hỏi một tiếng, Khương Nhi, người muốn ăn cái gì? Người xem điểm là được, tương lai hơi hơi mỉm cười. Bối Mộc gật gật đầu, cũng không hỏi Trương Huyền, lo chính mình điểm lên, người phục vụ, người này quý nhất chính là cái gì? Trước cho ta khai hai bình rượu ngon đi, cái này, cái này, cái này, đều cho ta tới một phần. Hoàng Trình ngồi ở một bên, mở miệng nói, Bối Mộc, bào ngư thiếu yếu điểm đi, ngày thường đều ăn nị. Không có việc gì, Bối Mộc không để bụng vẫy vẫy tay. Trương Huyền nhìn này hai người, đối Bối Mộc đã có nhẹ nhẹ thất vọng rồi. Từ Trương Huyền tiến phòng, mãi cho đến hiện tại, liền cảm giác Bối Mộc ở làm một chuyện, khoe dầu, hơn nữa người nam nhân này đang xem tương lai trong ánh mắt, cũng không có cái gì quá nồng liệt tình yêu, mà càng có rất nhiều một loại dục vọng. Trương Huyền lắc lắc đầu, tương lai hắn là hiểu biết, nhà đầu này ở nghiên cứu phương diện là cái thiên tài, nhưng ở cảm tình phương diện, nói trắng ra, cái này Bối Mộc, hẳn là tương lai cái thứ nhất thích thượng nam nhân, đối với hai người là như thế nào nhận thức, Trương Huyền cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ biết, cái này muội muội là bị cảm tình hướng hôn đầu óc a. Không phải Trương Huyền tầm mắt cao, hắn lấy một cái đại ca thân phận tới xem kỹ Bối Mộc, đối phương tuyệt đối là không xứng với tương lai, nhưng Trương Huyền cũng không quá sớm làm quyết định, một người tính cách không nhất định cùng nhân phẩm móc nối. Thực mau, Bối Mộc sở điểm đồ ăn phẩm đều nhất nhất thượng bàn, đều là một ít sơn chân hải vị, một đạo đồ ăn nhất tiện nghi đều mấy trăm khối. Tới Khương Nhi, ăn nhiều chút cái này, người ngày thường khẳng định đều ăn không đến, còn có cái kia huynh đệ, người cũng ăn nhiều một chút, không cần khách khí. Bối Mộc ra tiếng tiếp đón. Cái này điểm, Trương Huyền cũng là đói bụng, tự nhiên sẽ không khách khí, ăn uống thỏa thích lên. Nhìn Trương Huyền kia một chút đều không khách khí bộ dáng, Bối Mộc trên mặt lộ ra một tia khinh thường, người nghèo chính là người nghèo. Cơm trong bữa tiệc, Trương Huyền cơ hồ không như thế nào hé răng. Đều là nghe Bối Mộc cùng Hoàng Trình hai người nói chuyện phiếm. Hai người liêu đến, cơ hồ đều là một ít về tiền đề tài, tỉ như ai ngày hôm qua hỏi Bối Mộc mượn mấy chục vạn, tỉ như Bối Mộc trong trò chơi một kiện trang bị liền mười mấy vạn, cơ hồ những câu đều đem tiền treo ở bên miệng. Chương 288 bởi vì ngươi nghèo. Anh em, ngươi hiện tại là ở đâu thăng chức a? Bối Mộc cùng Hoàng Trình trò chuyện, liền đem đề tài xả tới rồi Trương Huyền trên người. Trương Huyền cười cười, ở Ngân Châu, hiện tại là một cái tiêu thụ, có cơ hội nói đại gia có thể hợp tác một chút. Ngân Châu, Bối Mộc cùng Hoàng Trình lộ ra suy tư bộ dáng, suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ kỹ Ngân Châu rốt cuộc là nào. Đó chính là một cái Tây Bắc tiểu thành thị mà thôi, cùng Hàng Thị căn bản vô pháp so. Bối Mộc lắc lắc đầu, chỉ sợ hợp tác cơ hội rất khó a, rốt cuộc chúng ta làm đều là một ít đại sinh ý. Trương Huyền không có hé răng. Bối Mộc lại cùng tương lai tùy tiện hàn huyên một ít, trong lúc thỉnh thoảng lộ ra chính mình trên cổ tay kim biểu, nói một ít chính mình cho rằng xa hoa sinh hoạt. Trương Huyền xem như minh bạch tương lai vì sao không đối Bối Mộc khoe giàu có gì ý kiến, liền Bối Mộc nói những cái đó, đặt ở tương lai trên người, thật là cơ bản sinh hoạt. Tương lai tuổi không lớn, nàng trải qua cũng không giống quang minh đảo mặt khác vương giới người sở hữu như vậy phong phú, đối với rất nhiều đồ vật nhận chi, cũng không kiện toàn, trong tương lai trong mắt. Tùy tiện phát minh cái tiểu ngoạn ý, đều có người cho nàng đầu tư mấy cái trăm triệu, này mấy cái trăm triệu đối tương lai mà nói, vậy cùng đùa giỡn giống nhau. Hơn nữa mặt sau, tương lai nhận thức bằng hữu, tóc đỏ a, phí lôi tư này đó, kia một đám đều không đem tiền đương tiền, tương lai đối với này đó, tự nhiên là không có gì khái niệm. Cho nên, Bối Mộc khoe giàu, trong tương lai trong mắt, căn bản là không phải khoe giàu. Chỉ là Bối Mộc còn không rõ ràng lắm này đó, ở hắn xem ra. Liền Trương Huyền cùng tương lai trên người xuyên y phục, liền đại biểu hai chữ, bần cùng. Bối Mộc tướng mạo xưng được với là soái khí, có một loại bơ tiểu sinh cảm giác, như là hiện tại rất nhiều tiểu nữ hài thích đương hồng nam minh tinh. Bữa tiệc qua một nửa, Bối Mộc sơ lên chén rượu, đề nghị đại gia cùng nhau chạm vào một cái. Này rượu 1000 năm một bình, huynh đệ, ngươi ngày thường nhưng uống không thượng a, hôm nay đến hảo hảo uống mới được. Hoàng Trình hướng Trương Huyền nói một tiếng. Bốn người mới vừa đứng lên, đang chuẩn bị chạm cốc,
liền nghe ghế lô môn truyền đến một tiếng trọng vang. Phanh một tiếng, ghế lô môn bị người từ bên ngoài thật mạnh đá văng ra. Này vừa động tĩnh, dọa Bối Mộc cùng Hoàng Trình nhảy dựng. Phóng nhãn nhìn lại, liền thấy hai gã tây trang đại hán đang đứng ở cửa, một người ăn mặc xinh đẹp, nùng trang diễm mặt nữ nhân, liền đứng ở hai gã đại hán trung gian. Nữ nhân này nhìn qua có 35 tuổi tả hữu, ngón tay thượng mang theo ngọc lục bảo nhẫn, hai cái trên cổ tay các mang một quả kim vòng tay, diện mạo chỉ có thể nói phổ phổ thông thông, tá trang sẽ là cái dạng gì, này khó mà nói. Nguyên bản chính vẻ mặt đắc ý Bối Mộc, ở nhìn đến nữ nhân này nháy mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi. Họ Bối, có đoạn thời gian không gặp, người này lá gan thật đúng là càng ngày càng phì a. Nữ nhân ánh mắt ở ghế lô nội nhìn quét một vòng, như thế nào, cầm lão nương tiền, ra tới phao cái bô. Bối Mộc vội vàng cười nịnh một tiếng, hướng nữ nhân lấy lòng nói, lão bà, người chừng nào thì trở về. Thật là muốn chết ta. Bối Mộc nói, liền đi ra phía trước, chuẩn bị cấp nữ nhân một cái ôm, kết quả mới vừa đi đến nữ nhân trước mặt, đã bị nữ nhân một cái tát chịu đến trên mặt, tiếng vang thanh thúy. Bối Mộc một chút tức giận bộ dáng đều không có, như cũ lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, lão bà, người hiểu lầm. Ta cùng những người này cái gì quan hệ đều không có. Lão bà, tương lai nghe Bối Mộc đối nữ nhân xưng hô, hai tròng mắt trong nháy mắt chừng đến lão đại, hốc mắt phiếm hồng, người kết hôn. Như thế nào, hắn không nói cho ngươi. Nữ nhân hướng tương lai khinh miệt cười, muội muội, ta thật không rõ, người nam nhân này, người coi trọng hắn cái gì. Muốn bản lĩnh không bản lĩnh, muốn cốt khí không cốt khí, người muốn xem thượng hắn tiền, ta minh xác nói cho ngươi. Hắn tiền, đều là lão nương cấp. Tương lai lý cũng chưa lý nữ nhân này, nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Bối Mộc trên người, vì cái gì? Vì cái gì? Bối Mộc không có trả lời tương lai, mà là nữ nhân kia tiếp được tương lai nói, nhìn không ra tới, hắn bất quá chính là cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Không có khả năng, tương lai dùng sức quơ quơ đầu, Bối Mộc, ngươi nói cho ta, nàng nói chính là thật sự sao? Này, Bối Mộc nhìn tương lai, cùng tương lai so sánh với, bên người nàng nữ nhân kia, về vẻ ngoài không chiếm bất luận cái gì ưu thế, nếu có khả năng, Bối Mộc thật sự tưởng nói, chính mình cùng cái này lại lão lại xấu nữ nhân không có một chút quan hệ, nhưng hắn dám sao? Hắn không dám, hắn hết thảy, đều là nữ nhân này cấp, không có nữ nhân này, hắn đừng nói khai chạy băng băng mang kim biểu, ngay cả ở hàng thị sinh hoạt đều có vấn đề. Tương lai hít sâu một hơi, ngươi cho ta cái đáp án, ta không trách ngươi, ngươi nếu là nguyện ý cùng nàng ly hôn. Ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Trương Huyền nhìn tương lai như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đến cùng, này vẫn là một cái 19 tuổi tiểu nha đầu a, có chút tùy hứng, không hiểu cảm tình, sẽ bị một ít lung tung rối loạn đồ vật choáng váng đầu óc. Ha ha, có ý tứ. Nữ nhân kia khẽ cười một tiếng, cũng nhìn Bối Mộc, họ Bối, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là tưởng cùng ta ly hôn, tùy thời có thể, nhưng ta nói rõ ràng. Từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ từ lão nương này lại lấy một phân tiền. Bối Mộc nguyên bản có chút đấu tranh thần sắc, ở nghe được nữ nhân những lời này sau, lập tức héo xuống dưới, hắn quay đầu, đối nữ nhân nói, lão bà, ta sao có thể cùng ngươi ly hôn đâu, đời này ta yêu nhất ngươi, loại này tiểu nha đầu, đều não tàn đâu, một ngày không biết đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Bối Mộc, tương lai hô to một tiếng, nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống dưới. Ngươi lúc ấy không phải như vậy cùng ta nói, cái này nhẫn là ngươi đưa ta, ngươi đã nói, ngươi thích ta, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Tương lai từ túi quần lấy ra một quả màu ngân bạch nhẫn. Bối Mộc lão bà nhìn đến chiếc nhẫn này, bĩu môi, oa, Bối Mộc, ngươi cũng chưa cho ta đưa quá nhẫn, liền cho người khác tặng. Hiểu lầm, lão bà, đều là hiểu lầm a. Bối Mộc liên tục cười nịnh, theo sau hai bước đi đến tương lai trước mặt. Đem tương lai niết ở trong tay kia chiếc nhẫn một phen đoạt quá, dùng sức ném xuống đất, nhấc chân hung hăng nghiền áp, đồng thời nói, họ Khương, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Lão tử liền cùng ngươi chơi chơi mà thôi, ngươi còn thật sự. Liền ngươi loại này nghèo bức, còn muốn tìm lão tử. Nằm mơ đi thôi ngươi. Tương lai nhìn chính mình trước người người nam nhân này, trong mắt toàn là không thể tin được, nàng nhận thức Bối Mộc, không phải như thế, Bối Mộc thiện lương, gặp được những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Hắn đều sẽ thích làm việc thiện, hắn tâm địa thực hảo, đối chính mình cũng thực hảo, sẽ đậu chính mình vui vẻ. Vì cái gì, tương lai lau một phen nước mắt, khó hiểu hỏi. Ta đều nói, bởi vì ngươi nghèo. Ngươi nghèo, minh bạch sao, ngươi còn không phải là muốn lão tử tiền sao, cùng lão tử trang cái gì sói đuôi to a.
sự tình đều phát triển đến nước này, Bối Mục cũng lười đến lại tiếp tục diễn đi xuống, trực tiếp xé mở chính mình rối trá khăn che mặt. Chương 289 tạp. Tương Lai nhìn dưới chân kia cái đã hoàn toàn bị Bối Mục dẫm biến hình nhẫn, nước mắt ngăn không được chảy ra. Trương Huyền nhìn Tương Lai bộ dáng này, hắn rất muốn an ủi vài câu, nói cho Tương Lai, nhân cha như vậy không đáng nàng đi động cảm tình, nhưng Trương Huyền cũng biết, vô luận chính mình như thế nào an ủi, đều là vô dụng. Cơ hồ không có cái nào nữ nhân, không ở không hiểu chuyện thời điểm đụng tới quá như vậy một hai cái cha nam, có một số việc, chỉ có chờ các nàng chậm rãi đã trải qua mới có thể minh bạch. Được rồi, Bối Mục lão bà không kiên nhẫn mở miệng, thu hồi ngươi kia phúc đáng thương hề hề bộ dáng đi, ta cũng không biết ta lão công cùng ngươi đều chơi chút cái gì, đây là 2 vạn đồng tiền, xem như cho ngươi bồi thường, về sau không cần lại quấy rầy ta lão công, minh bạch. Bối Mục lão bà vung tay lên, bên người nàng một người Tây Trang tráng hán lấy ra 200.000 nguyên tiền lớn, đặt ở Tương Lai trước mặt trên bàn. Bối Mục lão bà tiếp tục nói, ngươi còn không phải là muốn tiền sao, hiện tại tiền cho ngươi, vừa lòng. Tương Lai nắm lên trên bàn 2 vạn khối, đối với Bối Mục lão bà trên người liền tạp qua đi, ai muốn ngươi tiền. Ước chừng 200 nguyên tiền lớn, sái đầy trời đều là. Tâm tắc, thực sự có cốt khí đâu, hy vọng không cần ta đi rồi lúc sau, người nào đó quỳ rạp trên mặt đất, cùng cậu giống nhau đem này đó tiền nhặt lên tới mới hảo. Bối Mục lão bà khinh thường cười, quay đầu liền chiều ghế lô ngoại đi đến. Bối Mục vội vàng đuổi kịp, xem cũng không xem Tương Lai liếc mắt một cái. Hoàng Trình lắc lắc đầu, nhìn Tương Lai, mỹ nữ, ta lời nói thật cho ngươi nói đi, ngươi thật muốn đòi tiền, ta cho ngươi, 10 vạn khối, bồi ta ngủ một đêm, thế nào? Hoàng Trình trong ánh mắt, mang theo nùng liệt chiếm hữu dục, đem Tương Lai từ đầu đến chân đánh giá cái không ngừng. Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay, sắc mặt bất thiện nhìn Hoàng Trình, tiểu tử, sấn ta không đánh gãy ngươi 2 chân trước, ngươi lập tức cút xéo cho ta. Hoàng Trình nhìn Trương Huyền cánh tay thượng cơ bắp, bĩu môi. Cái gì ngoạn ý, đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Bối Mục đi theo hắn lão bà một đường ra Kim Sư khách sạn. Vừa đến khách sạn cửa, liền phát hiện khách sạn trước cửa vang lên một trận ồn ào thanh. Ta dựa, này nhà ai a, lớn như vậy bút tích, đưa McLaren P1. Đâu chỉ là quang đưa một chiếc McLaren A, thấy cái kia bất động sản chứng không? 310 bình, 1 mét vuông 11 vạn. Còn có kia khối biểu, 800 vạn nhất khối A. Đây là nhà ai đại thiếu truy nữ hài A, kia cô nương cũng có chút quá hạnh phúc đi. Cái gì nữ hài A, người nhìn kỹ xem, kia khối đồng hồ rõ ràng là nam sĩ đồng hồ được không? Là nữ đưa cho nam. Ngọa tào, như vậy như bức. Hâm mộ, thật sự quá hâm mộ A, lần này mấy đời đều không cần phấn đấu. Hâm mộ cái cây búa A, nếu là cái xấu cùng heo giống nhau nữ nhân đưa ngươi này đó, người nguyện ý sao? Nguyện ý, như thế nào không muốn? Từng đợt ầm ĩ thanh truyền tiến Bối Mục trong tai, Bối Mục nhìn trước mắt những cái đó làm người hoa cả mắt sang quý quà tặng, trong lòng cũng là một trận hâm mộ. Thật là người so người, tức chết người A, chính mình tìm cái phú bà, một tháng cho chính mình mấy vạn khối, còn làm chính mình nhận hết khí, nhìn nhìn lại người khác, này quang lễ vật, liền tặng 5.000 nhiều vạn A, chính mình muốn cũng có thể đụng tới như vậy kim chủ thì tốt rồi. Bối Mục đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một người đứng ở kia chiếc McLaren bên cạnh. Thân xuyên màu đen Âu phục, mang theo bao tay trắng trung niên nam nhân chiều hắn đi tới. Trung niên nam nhân trong tay cầm một chương ảnh chụp, thực cung kính hướng Bối Mục hỏi, xin hỏi là Bối Mục Bối tiên sinh sao? Là ta, ngươi là. Bối Mục bị đối phương nháo đến có chút không rõ nguyên do. Vậy đúng rồi, trung niên nam nhân gật gật đầu, Bối tiên sinh, mấy thứ này, tất cả đều là đưa cho ngài lễ vật. Trung niên nam nhân hướng Bối Mục làm cái thỉnh thủ thế. Tay đối diện kia chiếc McLaren P1, đồng thời đem trong tay kia giá trị 3.000 vạn bất động sản chứng mở ra, kia khối giá trị 800 vạn đồng hồ, cũng đều đặt ở bất động sản chứng thượng. Trung niên nam nhân nói cùng hành vi, đem Bối Mục làm đến sửng sốt, này đó. Đưa ta. Bối Mục theo bản năng nhìn về phía chính mình lão bà. Kia nùng trang diễm mặt nữ nhân cũng là đầy mặt nghi hoặc. Khách sạn cửa vây xem người, giờ phút này đều hâm mộ nhìn Bối Mục. Tiểu tử này, thật là mệnh hảo a. Bối Mục nuốt khẩu nước bọt, có điểm không thể tin được hỏi, này. Thật là đưa ta, các ngươi không phải ở chụp cái gì game show đi. Đương nhiên không phải, trung niên nam nhân lễ phép cười, này đó toàn bộ tặng cho Bối tiên sinh, không có bất luận cái gì nói giỡn thành phần. Này,
Bối Mộc trong lòng, sinh ra một trận mừng như điên, hắn tuy rằng không biết mấy thứ này là ai đưa, nhưng này cũng không quan trọng, chỉ cần mấy thứ này thật là chính mình, chẳng sợ làm chính mình bồi heo mẹ ngủ, chính mình đều nguyện ý. Bối Mộc vươn đôi tay, đang chuẩn bị từ giữa năm nam nhân trong tay tiếp nhận chìa khóa xe cùng bất động sản chứng thời điểm, một đạo thanh âm, ở khách sạn cửa vang lên. Này đó không cần cho hắn. Mắt thấy Bối Mộc đều đem bất động sản chứng cùng chìa khóa xe bắt được, trung niên nam nhân mãnh vừa thu lại tay, đem tất cả đồ vật đều cầm trở về, này giá trị 5.000 vạn đồ vật đều nắm đến trong tay, lại bị người thu hồi đi, mãnh liệt chênh lệch cảm làm Bối Mộc cảm giác chính mình đều mau phát điên. Bối Mộc xoay người nhìn lại, liền thấy Tương Lai cùng Trương Huyền từ khách sạn cửa đi ra. Đại tiểu thư, thân xuyên Âu phục trung niên nam nhân vừa thấy Tương Lai, lập tức cung kính khom lưng vấn an. Đem mấy thứ này đem đi đi, không cần cho hắn. Tương Lai lạnh một khuôn mặt. Nhưng tiểu thư, trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia khó xử, dựa theo người ý tứ, này chiếc xe, đã viết Bối Mộc tiên sinh tên. Viết hắn tên, Tương Lai nhìn Bối Mộc liếc mắt một cái, trong Tương Lai trong mắt, tràn ngập chán ghét, liền thấy Tương Lai tùy tay từ khách sạn lấy ra một cái ghế, bước đi đến kia chiếc McLaren P1 trước mặt, dùng sức đem trong tay kia trương ghế dựa, tạp hướng thân xe. Bang một thanh âm vang lên khởi, vây xem người đều theo bản năng nhắm mắt lại. Thượng ngàn vạn xe A, liền như vậy bị tạp. Tương Lai mắt lạnh nhìn này chiếc xe, tạp. Nghe được lời này, trung niên nam nhân không có bất luận cái gì do dự, xoay người cầm lấy kia trương Tương Lai vừa mới ném ra ghế dựa, dùng sức ở trên thân xe tạp lên. Vây xem người tận mắt nhìn thấy đến, này chiếc giá trị thượng ngàn vạn siêu xe, bị tạp thương tích đầy mình, gồ ghề lồi lõm. Tạp xong sau, tên kia trung niên nam nhân lại chạy đến một bên, mở ra một chiếc hạn định bản dài hơn Rolls Royce, hung hăng đỉnh tại đây chiếc McLaren P1 trên thân xe. Như vậy xuống dưới, chỉnh chiếc xe hoàn toàn báo hỏng. Một màn này, xem Bối Mộc sắc mặt đều thanh. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tương Lai thế nhưng có như vậy tài lực. Hiện tại Bối Mộc hận không thể đem chính mình chửi chết, như vậy cực phẩm nữ nhân, chính mình từ bỏ, mà lựa chọn bên người cái này bà thím già. Vây xem người nhìn không được ra tiếng, ngọa tào, này anh em có thể a, à, như vậy xinh đẹp muội tử đảo truy đều không muốn, có cốt khí. Ai nói không phải đâu, nếu là ta, đừng nói này muội tử như vậy có tiền, chính là không có tiền, lão tử cũng đương cái bảo phủng ở trong tay che chở a. Những lời này, nghe vào Bối Mộc trong tai, chính là thật sâu châm chọc. Chương 290, hối hận Bối Mộc. Liền ở vừa rồi, Bối Mộc còn trào phúng quá Tương Lai là cái quỷ nghèo. Là coi trọng chính mình tiền, liền ở vừa rồi, Bối Mộc vì chính mình về sau xa xỉ sinh hoạt, triệt triệt để đem Tương Lai tôn nghiêm đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm đạp. Nhưng hiện tại đâu? Sự tình phát triển, làm Bối Mộc hoàn toàn không có dự kiến đến. Chính mình cự tuyệt, rốt cuộc là cái dạng gì người? Bối Mộc nhìn đứng ở nơi đó ăn mặc mộc mạc tự nhiên Tương Lai, lại nhìn chính mình bên người này mặc vàng đeo bạc bà thím già, trong lòng hung ác, hít sâu một hơi. Đi đến Tương Lai trước mặt, hai chân một loan, trực tiếp quỳ xuống. Khương Nhi, ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta đi, ta ái chính là ngươi, ta ngày mai liền đi theo kia đàn bà ly hôn, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Bối Mộc trong mắt, toàn là khẩn cầu. Vây xem người vừa thấy, tức khắc minh bạch. Hợp lại là cái tiểu bạch kiểm, lừa nhân ra cô nương cảm tình, lại xem hắn nói cái kia lão bà, lớn lên xấu hót, nhưng nhìn có tiền. Phỏng chừng này tiểu bạch kiểm cũng là vì tiền cùng người khác ở một khối, đem cô nương này lừa, kết quả đâu, nhân ra cô nương mới là chân chính thổ hào a. Tức khắc, một đám người đều chiều Bối Mộc đầu đi châm chọc ánh mắt, vừa mới còn nói thứ này có cốt khí đâu, có cái dám cốt khí a, phi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, cút ngay. Tương Lai chán ghét nhìn mắt Bối Mộc, nhấc chân liền chuẩn bị đi, kết quả bị Bối Mộc ôm chặt cẳng chân. Khương Nhi, ta là thật sự ái ngươi, cầu ngươi. Đừng rời khỏi ta được không? Trương Huyền hướng tên kia Âu phục trung niên nam nhân phất phất tay. Trung niên nam nhân tức khắc minh bạch Trương Huyền ý tứ, hai bước tiến lên, nhéo Bối Mộc cổ áo, đem hắn kéo ra. Hắn chôn nào chính ngươi xem, Trương Huyền phiền chán nói một câu, đối loại nhân cha này, hắn là một chút hảo cảm đều không có. Nếu hôm nay không phải xuất hiện chút ngoài ý muốn, Tương Lai thật đúng là đã bị hắn cấp lừa. Trung niên nam nhân hiểu ngầm gật gật đầu. Đi thôi, Trương Huyền ôm Tương Lai bả vai, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Bối Mộc khóc tiếng la không ngừng từ khách sạn cửa vang lên,
cầu tương lai đừng rời khỏi chính mình. Trung niên nam nhân không hề để ý tới bối mốc, thu hồi đồ vật, lái xe rời đi, đồng thời kêu người tới quét tước hiện trường. Vây xem nhân viên thấy chính chủ đều đi rồi, chậm rãi cũng liền tan. Cuối cùng chỉ để lại bối mốc một người quỳ gối khách sạn cửa, bối mốc kêu đến giọng nói đều ách, ruột sớm đã hối thanh, hắn hoàn toàn minh bạch, chính mình bỏ lỡ người này sinh chung quan trọng nhất một lần kỳ ngộ. Khóc xong rồi, bối mốc lão bà đi đến bối mốc trước người, trên cao nhìn xuống nhìn bối mốc. Lão, lão bà, bối mốc ngẩng đầu, nhìn trước mặt nùng trang diễm mặt nữ nhân, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Bối mốc lão bà khẽ cười một tiếng, vươn một chân ở bối mốc trước người, tới, liếm ta ngón chân, ta liền tha thứ ngươi. Bối mốc sửng sốt, theo sau vẻ mặt kỳ hảo nâng lên nữ nhân chân, vừa mới chuẩn bị cởi ra nữ nhân giày, đã bị nữ nhân một chân đá đến trên mặt, đồ đê tiện, không phải muốn ly hôn sao. Hảo a, lão nương thành toàn ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi dám lại động lão nương một phân tiền, lại bước vào lão nương trong nhà một bước, lão nương phế đi ngươi. Bối mốc lão bà vừa quay người, chiều một cái khác phương hướng đi đến, lưu bối mốc một người, lưu lại nơi này. Liên tục đả kích, làm bối mốc hoàn toàn hỏng mất, hôm nay, chính mình chẳng những sai mất một lần ngàn năm một thuở cơ hội, càng là liền về sau ngày lành cũng chưa. Bối mốc ánh mắt khát gao nhìn chằm chằm phương xa, đó là Trương Huyền cùng tương lai rời đi phương hướng. Tiện nhân, nếu không phải ngươi tiện nhân này, ta sao có thể thảm như vậy? Tiện nhân, bối mốc trong miệng oán hận mắng. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ hai đầu gối cho bụi, hung tợn chừng mắt nhìn mắt khách sạn cửa vị trí, kia đang đứng vài tên môn nghênh, xem ngươi sao a xem. Vài tên môn nghênh sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt. Bối mốc một bước tam hoảng hướng phía trước đi đến, kết quả còn chưa đi vài bước, một chiếc vô bài đừng khắc xe thương vụ liền ngừng ở hắn trước mặt, từ trên xe xuống dưới hai người, không nói hai lời, liền đem bối mốc giá đến trên xe, theo sau nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Trương Huyền bồi tương lai bước chậm, tương lai ở người khác trong mắt, là cái thiên tài, nhưng ở Trương Huyền trong lòng, chính là cái tiểu muội muội. Lão đại, ta hôm nay có phải hay không thực mất mặt a? Tương lai hốc mắt còn hồng hồng. Mất mặt gì, ta cảm thấy ngươi tạp xe bộ dáng rất xoái. Trương Huyền cười. Được rồi lão đại, ta đều biết ta có bao nhiêu xuẩn, cùng lắm thì ta về sau không lấy cười ngươi sao, hôm nay chụp ảnh chụp ta đã xóa. Tương lai đôi tay bối ở sau người, đầu thấp hèn, kỳ thật ta cùng bối mốc, đã nhận thức đã lâu, trước kia ta. Được rồi, Trương Huyền xoa xoa tương lai đầu, người cùng người tương ngộ, cũng muốn có một cái hiểu nhau quá trình, có một số việc. Không cần vào trước là chủ, cảm tình loại đồ vật này, mặc kệ ngươi đã trải qua nhiều ít, đều sẽ bị choáng váng đầu óc. Hôm nay việc này, ngươi cũng coi như là trường cái giáo huấn, cũng may không ăn gì lỗ nặng, không có việc gì tìm Bạch Chỉ kia hóa tâm sự, hắn đối cha nam này hai chữ, có rất sâu giải thích. Tương lai bị Trương Huyền nói cười khúc khích, lão đại, ta mới không đi đâu, vẫn là cùng các ngươi ở bên nhau hảo chơi, cùng lắm thì về sau làm tóc đỏ ca ca cho ta tìm cái hoàng thất công tước. Cho ngươi tìm không thành vấn đề, ngươi cũng đến có thể coi trọng mới được a. Trương Huyền ha ha cười, hảo, đêm nay ngươi cũng không sao ăn cái gì, muốn ăn gì, ta bồi ngươi đi làm điểm. Trương Huyền đang nói đâu, điện thoại vang lên. Vừa thấy điện báo người, Trương Huyền tiếp khởi điện thoại, nói thẳng, mới vừa ta còn cấp tương lai nói ngươi hảo đâu, người điện thoại liền đánh tới. Lão đại, hai ngươi nếu có thể nói ta hảo, liền tính ta nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Bạch Chỉ thanh âm ở trong điện thoại vang lên, tẩu tử đã đến Ngân Châu, cũng an toàn về đến nhà, phụ cận chúng ta đều an bài người. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, mấy ngày nay, Thanh Hạm an toàn liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, không đến thời điểm mấu chốt, các ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, quá đoạn thời gian, ta sẽ tự mình đi một chuyến Yến Kinh, đem sau lưng những người đó, chảo ra tới. Sau lưng người nọ trước sau không bắt được tới, Trương Huyền tâm liền bất an, người luôn có sơ sẩy thời điểm. Những cái đó giấu ở âm thầm giao nhỏ, tùy thời sẽ lấy một cái tưởng tượng không đến góc độ thọc ra tới. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, vỗ vỗ tương lai bả vai, chiều trung tâm thành phố đi đến. Ban đêm 10 giờ, Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, đã lâm vào một mảnh kinh hô, lấy Minh Gia Nghi cầm đầu một chúng đứng đầu nhân viên nghiên cứu, tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thành quả. Bọn họ hướng một cái động cơ trung rót vào tam tiền thưởng, vài giây sau, động cơ chậm rãi vận tác lên. Khác không nói, chỉ là cái này kỹ thuật vận dụng ở ô tô thượng, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn cầu.
Một khác gian phòng thí nghiệm nội, Dương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn cửa, hắn bắt lấy điện thoại, bát thông một cái dãy số. Uy, bọn họ nghiên cứu ra tới. Nói cho ta địa điểm. Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, ta sẽ đem sở hữu cảnh lực điều khỏi, dư lại, liền xem các ngươi. Dương Hùng trong mắt, tràn ngập tàn nhẫn. Chương 291, giả mạo hành giả. Ban đêm 11 giờ, Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu. Toàn bộ phòng nghiên cứu nội người còn ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Cái này thủy hóa nguồn năng lượng hạng mục, tuyệt đối là cột mốc lịch sử tiến triển, hiện tại chỉ cần chờ đến hừng đông, liền có thể cầm cái này kỹ thuật đi xin độc quyền. Tiêu Tổng, thật là chúc mừng ngươi a. Dương Hùng đi vào Tiêu Sơn bọn họ phòng thí nghiệm chung, mở miệng nói. Ở Dương Hùng trên mặt, nhìn không ra vui mừng, cũng nhìn không ra cái gì ưu sắc. Này vẫn là lấy Dương Tổng phúc của ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng vô pháp nhanh như vậy nghiên cứu ra tới không phải. Tiêu Sơn cười cười. Lúc trước Dương Hùng đều dùng ra như vậy vô lại phương pháp, Tiêu Sơn tự nhiên sẽ không cho hắn quá nhiều sắc mặt tốt xem. Dương Hùng nơi nào sẽ nghe không hiểu Tiêu Sơn trong lời nói ý tứ, hắn chỉ, còn không phải là chính mình xúi dục người của hắn kia sự kiện sao, hướng về phía Tiêu Sơn ha hả cười, Dương Hùng lắc lắc đầu, rời đi phòng thí nghiệm. Ở Dương Hùng rời đi đồng thời, Triệu Bí Thư đã ở Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu trước cửa, đem sở hữu an bảo lực lượng đều chi đi rồi, bao gồm Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu sở hữu theo dõi, cũng toàn bộ tắt đi. Đen nhánh trong trời đêm, một cổ túc sát chi ý ở tràn ngập. Dương Hùng cùng người của hắn im ắng rời đi. 10 đạo thân ảnh, nương đen nhánh bóng đêm, đi vào Hàng Thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu chung. Này 10 đạo thân ảnh động tác phi thường nhanh chóng, mạnh mẽ phi phàm, ở mỗi người trong tay đều có một phen hàn mang lập lòe. 10 người chạy về phía đại môn, rồi lại ở trong nháy mắt dừng lại thân hình. Liền ở phòng nghiên cứu trước đại môn, đang ngồi một người thanh niên, người này đúng là phía trước lầu 19 hội sở bị tập kích khi, dẫn người bảo hộ Tiêu Sơn người. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, dựa vào trên cửa lớn, trong miệng ngậm một cây cọng cỏ. Nhìn trước mắt 10 người, thanh niên đem trong miệng cọng cỏ vừa phun, nhẹ nhàng mở miệng nói, địa ngục hành giả. Lúc này, đứng ở thanh niên trước mặt này 10 đạo thân ảnh, mỗi người trên mặt, thình lình đều mang một trương mặt quỷ mặt nạ. Nếu biết, còn dám che ở nơi này, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Một người dùng khàn khàn thanh âm mở miệng. Thanh niên trên mặt lộ ra khinh thường tươi cười, có câu cách ngôn, kêu lão hổ không ở nhà, con khỉ xưng đại vương, các ngươi này cái gọi là địa ngục hành giả, theo ý ta tới, bất quá chính là một đám con khỉ mà thôi. Khiêu khích quang minh đạo uy nghiêm giả, chết, cầm đầu người nọ múa may lưỡi dao sắc bén, thân hình nhanh chóng chiều thanh niên chạy trốn. Thanh niên dựa vào trên cửa, đãi đối phương lập tức vọt tới chính mình trước người khi, hai mắt đột nhiên lộ ra một mạt ánh sao, liền thấy hắn một tay bôi lên bên hông, ngay sau đó một trận kim thiết vang lên tiếng vang lên, một phen nhuyễn kiếm bị thanh niên rút ra. Trong đêm đen, hàn mang chợt lóe, kia trước hết nhằm phía thanh niên người, đứng ở thanh niên trước người, động cũng không nhúc nhích. Ở hắn cổ chỗ, có một đạo dữ tợn miệng vết thương. Còn lại 9 người qua lại liếc nhau, tề quát một tiếng, sát. 9 người đồng thời hướng thanh niên phóng đi. Thanh niên đối mặt này 9 người, một chút đều không hiện hoảng loạn, hắn múa may trong tay nhuyễn kiếm, giống như ở làm một hồi nghệ thuật biểu diễn giống nhau, chẳng qua, trận này biểu diễn giữa, mang theo huyết tinh. 30 giây sau, thanh niên bên người đã nằm đổ 10 cổ thi thể. Mà thanh niên trên người, một chút vết máu đều không có. Đem nhuyễn kiếm một lần nữa thu hồi bên hông, thanh niên nhìn bên người ngang dọc thi thể, lẩm bẩm nói, địa ngục hành giả, bất quá như vậy. A, một đạo cười khẽ thanh, trong bóng đêm vang lên. Ngay sau đó, liên tiếp 7 đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thanh niên chung quanh. Này 7 đạo thân ảnh xuất hiện, làm thanh niên sắc mặt hơi đổi, hắn căn bản là không có chú ý tới, những người này là đến đây lúc nào. Này 7 đạo thân ảnh, cũng đều mang mặt quỷ mặt nạ, trong đó cầm đầu người nọ, nhìn mắt trên mặt đất 10 cổ thi thể, theo sau đi ra phía trước, lấy ra một phen đoạn chủy, đem một người đầu sinh sôi cắt xuống dưới, để ở trong tay, rồi sau đó nhìn thanh niên, giả địa ngục hành giả, đích xác bất quá như vậy, nếu nói thật đâu. Lại có một người đi lên trước, đối mặt thanh niên, ta rất tò mò, người vừa mới nói câu kia lão hổ không ở nhà, còn khỉ xương đại vương, là có ý tứ gì? 7 đạo thân ảnh, hoàn toàn vây quanh ở thanh niên bên người, ở bọn họ trên người, tản ra từng trận hàn ý.
Thanh niên sắc mặt chỉnh trọng vài phần, hắn có thể cảm giác ra tới, hiện tại này 7 người mang cho chính mình lực áp bách, hoàn toàn không phải vừa mới kia 10 người có thể so. Một đám hoang dã hạng người, ta chờ bất xuất thế, thật đúng là tạo thành các ngươi uy danh. Thanh niên đôi tay ôm ngực, nhìn chung quanh chính mình bên người một vòng. Ngươi thực may mắn, hôm nay chúng ta nhận được nhiệm vụ, không phải giết ngươi. Tay đề đầu người nhìn mắt thanh niên, chậm rãi xoay người, tuy rằng ta đối này đó hàng giả trơ trẽn, nhưng bọn hắn nói một câu, ta thực tán đồng, khiêu khích quang minh đạo uy nghiêm giả, chết. Chết tự vừa ra, thanh niên lại là không ngọn nguồn lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo một mạt kinh hãi. Giây tiếp theo, 7 đạo thân ảnh đồng thời biến mất ở trong đêm đen. Chờ 7 đạo thân ảnh rời đi, thanh niên mới phát hiện, chính mình phía sau lưng, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn đứng ở tại chỗ, qua hồi lâu, ánh mắt lộ ra một mạt phẫn hận, một đám hạ đẳng người, được đến chút kỳ ngộ, thật đúng là cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng không thành. Quang Minh Đảo, chính là một cái chê cười. Ban đêm 12 giờ, Tiêu Sơn cùng một chúng nhân viên nghiên cứu, còn hứng thú bừng bừng ở phòng thí nghiệm trung tiến hành tân kỹ thuật thí nghiệm, đối bên ngoài phát sinh sự, một mực không biết. Dương Hùng nắm chặt trong tay di động, hắn đã đánh ra vô số cái điện thoại đi ra ngoài, nhưng trước sau không người tiếp nghe. Ở trung tâm thành phố trên đường phố, Trương Huyền cùng Tương Lai từ một cái tiệm ăn vặt chung đi ra. Trương Huyền di động phát ra một tiếng vang nhỏ, là tới điều tin nhắn. Giả hành giả, thần bí thế lực, Trương Huyền nhìn di động thượng phát tới 8 chữ, nghĩ nghĩ, trở về 2 chữ qua đi, xử lý. Thu hồi di động, Trương Huyền lộ ra suy tư ánh mắt. Rốt cuộc là ai sẽ giả mạo địa ngục hành giả, Trương Huyền nghĩ đến có khả năng nhất người, chính là Chessia, trên thế giới này, dám quang minh chính đại khiêu khích quang minh đảo người, thật sự là quá ít. Vì tránh cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Trương Huyền vẫn là về tới hàng thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, ở phòng nghiên cứu trước đại môn, Trương Huyền gặp được tên kia thanh niên. Này thanh niên Trương Huyền có ấn tượng, lúc ấy ở lầu 19 hội sở thời điểm, liền gặp qua đối phương một mặt, là cái cao thủ. Hai người ánh mắt tương đối, trong nháy mắt này, Trương Huyền từ thanh niên trong ánh mắt, nhìn ra một loại ngạo khí, cái loại này ngạo khí, là nguyên tự với linh hồn thượng, loại người này, từ các phương diện, đều sẽ tự nhận cao nhân nhất đẳng, có thể có loại này ngạo khí người, cùng hắn xuất thân, có mật không thể phân quan hệ. Ở Trương Huyền nhận được tình báo chung, cái kia thần bí thế lực, chỉ chính là thanh niên này. Trương Huyền cũng không có nhiều biểu lộ ra cái gì, trở lại phòng nghiên cứu. Cũng thuận tiện nhìn một chút Tiêu Sơn bọn họ nghiên cứu thành quả. Đối với cái này thủy hóa nguồn năng lượng kỹ thuật, Tương Lai cũng cùng Trương Huyền nói qua, loại này kỹ thuật, cùng hỏa tinh không có bất luận cái gì quan hệ, làm Trương Huyền không cần lo lắng. Chương 292, tuổi trẻ tụ hội. Loại này thủy hóa nguồn năng lượng kỹ thuật, đối với Tương Lai mà nói, đều không phải là cái gì đặc biệt mới lạ ngoạn ý, hàng năm tiếp xúc hỏa tinh Tương Lai, đối với loại đồ vật này đã miễn dịch. Nhưng đối bình thường nhân viên nghiên cứu tới nói, đây là cột mốc lịch sử nghiên cứu thành quả, đủ để kích động đến bọn họ một đêm không miên. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền đánh ngáp đi ra hàng thành khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, đêm nay hắn là ngủ, nhưng Tiêu Sơn đám người thật sự có loại đôi mắt đều không bỏ được chấp cảm giác, một đám mang theo quầng thâm mắt, còn biểu tình phấn khởi thực. Nếu không phải hôm nay muốn đi đăng ký độc quyền, phỏng chừng bọn họ còn luyến tiếc ra phòng thí nghiệm đâu. Buổi sáng 9 giờ. Tiêu Sơn cùng Dương Hùng, cơ hồ là đồng thời bước ra phòng thí nghiệm đại môn. Tiêu Tổng, này thật là chúc mừng ngươi, hy vọng Tiêu Tổng ăn thịt, cũng cho ta Dương người nào đó lưu khẩu canh uống. Dương Hùng hướng Tiêu Sơn duỗi tay. Tiêu Sơn cười ha ha một tiếng, Dương Tổng, người này nhưng chính là chiết sát ta Tiêu mẫu người có tài đức gì, người Dương Tổng thủ đoạn, là ta Tiêu Sơn thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Dương Hùng ý tứ trong lời nói, là tưởng lần này độc quyền chung. Đa phần chút chiếm cổ, nhưng Tiêu Sơn nói, một chút cơ hội đều không để lại cho Dương Hùng. Vậy cầu chúc Tiêu Tổng, về sau có thể đem cái này độc quyền phát Dương Quang Đại. Dương Hùng vỗ vỗ Tiêu Sơn bả vai, ánh mắt rất có thâm ý nhìn Tiêu Sơn, theo sau quay đầu rời đi. Triệu Bí Thư đã mở ra một chiếc xe ở nghiên cứu trung tâm cửa chờ Dương Hùng. Dương Hùng sắc mặt không vui ngồi trên ghế sau, trực tiếp hỏi, thế nào, người liên hệ tới rồi sao? Liên hệ thường. Triệu Bí Thư đem một cái di động mới đưa cho Dương Hùng. Dương Hùng tiếp nhận điện thoại, phát hiện điện thoại là thông, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi đối phương là làm sao bây giờ sự, liền nghe điện thoại kia đầu vang lên một trận trách cứ thanh, họ Dương, ngươi chơi ta đâu?
Ta lúc ấy cho ngươi lấy tới kỹ thuật hình thức ban đầu, hiện tại ngươi liền đem như vậy kết quả cho ta. Các ngươi Vĩnh Phong cuộc họp báo ta nhìn, ngươi nhi tử bị trảo, kỹ thuật tiết lộ đúng không? Chuyện này, ngươi nếu không cho ta cái công đạo, chính ngươi suy xét hậu quả. Trong điện thoại người, căn bản không đợi Dương Hùng đáp lời, liền đem điện thoại cắt đứt. Dương Hùng nghe trong điện thoại vội âm thanh, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lúc ấy hắn cố ý tìm tới phóng viên, nói Dương Hải Phong bị bắt cóc sự, mục đích chính là đem người khác lực chú ý đều phóng tới Tiêu Thị mặt trên, làm cho chính mình có thể an tâm nghiên cứu. Nhưng kế hoạch trước sau không đuổi kịp biến hóa, Trương Huyền vì Tiêu Sơn tìm tới những người này, hoàn toàn quấy rầy Dương Hùng toàn bộ tính toán. Dương Hùng mời đến những phóng viên này, triệu khai những phóng viên này cuộc họp báo, kết quả là tương đương là mua dây buộc mình. Tiêu Sơn bên kia, đăng ký độc quyền chờ một loạt sự, Trương Huyền cũng không hiểu, dù sao nơi này sự tình đã kết thúc, hắn liền chuẩn bị hồi Ngân Châu. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn đứng ở viện nghiên cứu cổng lớn, vừa mới chuẩn bị cấp Tiêu Sơn nói chính mình phải đi về sự đâu, một chiếc màu vàng Porsche 718 liền ngừng ở Trương Huyền trước mặt. Cửa sổ xe diêu khai. Ngồi ở chủ điều khiển, đúng là Milan. Họ Trương, lên xe. Milan hướng Trương Huyền hô. Gì sự, Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Ít nói nhảm, lên xe lại cho ngươi nói. Milan lắc lắc đầu. Trương Huyền vô ngữ, kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Porsche 718 mang theo một trận tiếng gầm rú, nhanh chóng xử lý. Trương Huyền dựa vào trên ghế phụ, làm gì đi a, ta tính toán hồi Ngân Châu đâu. Ngày mai lại hồi. Ta ba giao cho ta cái nhiệm vụ, ta chính mình đi quá nhàm chán, đem ngươi kêu thượng. Milan hướng Trương Huyền ngồi địa phương chu chu môi, ngươi chân phía trước có cái túi sách, cho ngươi tuyển quần áo, ngươi thay. Trương Huyền mở ra túi sách vừa thấy, rõ ràng là một thân Âu phục. Ta xuyên cái này làm gì? Sẽ không có gì tụ hội đi, Trương Huyền suy đoán nói. Vô nghĩa, trừ bỏ tụ hội, còn có gì sự sẽ như vậy nhàm chán? Milan trợn trắng mắt. Dương Hải Phong kia hóa phỏng chừng cũng ở, người giúp ta bãi bình hắn. Trương Huyền một trận vô ngữ, hợp lại chính mình chính là đương tấm mộc A. Tụ hội thời gian là giữa trưa, địa điểm ở một cái đại hình tư nhân hội sở bên trong, Milan nói cho Trương Huyền, lần này tụ hội, đều là trẻ tuổi, nàng tham gia lần này tụ hội mục đích, chính là muốn cùng Dụ Nguyên Phong đầu người thừa kế thượng phát lấy được liên hệ, hiện tại Tiêu Thị nghiên cứu ra tới như vậy một cái đại hạng mục. Tất nhiên đến tìm được một ít đại đầu tư nhân tài hành, nếu không Tiêu Thị những cái đó tài sản, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đem loại này kỹ thuật phạm vi lớn vận dụng. Hàng thị Long Sơn hội sở, chiếm địa thượng vạn bình phương, hội sở nội có sơn có thủy, hoàn cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Thượng phát chán đến chết đãi tại đây hội sở, hôm nay hắn kỳ thật là một chút đều không nghĩ tới, nhưng khiêng không được chính mình lão tử mọi cách điện thoại oanh tạc, lúc này mới lại đây. Hiện tại thượng phát. Một lòng chỉ nghĩ hảo hảo ở phòng làm việc đợi, cái gì kế thừa công ty những việc này, hắn căn bản không có hứng thú, hắn nhất muốn làm, là tăng lên thực lực của chính mình, sau đó giống lão sư như vậy, có thể tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ. Trước kia, thượng phát giác đến, chính mình có được hết thảy, chỉ cần có tiền, nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì, nhưng ở tiếp xúc chính mình lão sư sau, thượng phát mới hiểu được, những cái đó cái gì thân gia trăm ngàn trăm triệu lão tổng, ở lão sư cái loại này người trong mắt. Cùng người thường không có khác nhau, nếu nguyện ý, hắn có thể làm bất luận cái gì một người không thấy được mặt trời của ngày mai, tiền tài, trước sau là vật ngoài thân, chỉ có cá nhân thực lực cường đại, mới là cùng với chính mình. Lần này tụ hội thuộc về trẻ tuổi, thân là hàng thị Long đầu xí nghiệp Dũ Nguyên Phong đầu duy nhất người thừa kế, thượng phát có thể nói là lần này tụ hội giữa thân phận tối cao một người, phàm là tới này tụ hội, không có một cái không nghĩ cùng thượng phát lấy lòng quan hệ. Có chút người biết thượng phát gần nhất thích một ít võ thuật vật lộn loại đồ vật, chuyên môn tìm tới một ít vật lộn tán đánh cao thủ cùng thượng phát so chiêu, tổ kiến chuyên môn vật lộn lôi đài. Nguyên bản, này đó vật lộn tán đánh cao thủ còn nghĩ làm thượng phát hai chiêu, nhưng chờ thật đánh lên tới sau, bọn họ mới phát hiện, cái này Dũ Nguyên Phong đầu thái tử ra, thực lực căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Cùng những người này đánh, thượng phát cũng cảm giác rất nhàm chán, này căn bản là không ở cùng cái trục hoành thượng sao. Hiện tại hắn tưởng, không phải đem người khác đánh bại, thu hoạch vinh dự cảm, mà là muốn biến cường, chỉ có cùng so với chính mình cường người so chiêu, mới có thể làm chính mình trưởng thành. Một chiếc Porsche 718 ngừng ở Long Sơn hội sở trước, này chiếc 70 nhiều vạn xe thể thao, giờ phút này cùng hội sở bãi đỗ xe thượng khác siêu xe so sánh với,
có vẻ thường thường vô kỳ, thậm chí có thể nói có chút giá rẻ. Thân xuyên màu đen Âu phục Trương Huyền từ trên ghế phụ xuống dưới. Chủ điều khiển cửa xe mở ra, Milan ăn mặc một thân thiên lam sắc váy dài, sóng vai tóc ngắn vì nàng mang đến một loại khác thường khí chất, anh khí giữa, lại mang theo một tia gợi cảm, như vậy nữ nhân, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên, liền có một loại muốn đi chinh phục dục vọng. Dẫm lên một đôi màu trắng gạo dày cao gót, Milan cả người đều có vẻ cao gầy tú lệ, cái kia bao trùm ở trên người váy dài, làm Milan S hình dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới. Chương 293, so chiêu. Trương Huyền cùng Milan đi vào hội sở chung, hấp dẫn không ít ánh mắt. Bởi vì Milan hàng năm ở nước ngoài nguyên nhân, rất ít có người biết Tiêu thị cái này công chúa. Milan xuất hiện, dẫn tới không ít người đều lại đây chủ động đưa lên danh thiếp, rốt cuộc mỹ nữ mặc kệ ở chỗ nào, đều là tương đối nổi tiếng. Loại này tụ hội ứng phó trường hợp, Trương Huyền không thế nào thích, tìm một cơ hội, liền mượn cơ hội trốn đi, lưu Milan ở kia cùng người khác tán gẫu. Ha ha, này không phải đại anh hùng sao? Một đạo cười khẽ thanh, ở Trương Huyền bên tai vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy đơn trang chính chiều chính mình đi tới. Như thế nào, đại anh hùng, người này đây cái gì thân phận tới nơi này? Ta nhớ rõ lần này tụ hội, giống như không có người thỉnh ngươi đi. Đơn trang đi đến Trương Huyền trước mặt. Lần trước sự, đơn trang là bách với cảnh nhược thiến áp lực, mới không có khó xử Trương Huyền, lần này lại gặp được, đơn trang cũng sẽ không buông tha một cái có thể nhục nhã Trương Huyền cơ hội. Đơn công tử nhận thức người này, lại một đạo thanh âm vang lên. Liền thấy Dương Hải Phong đã đi tới, ở Dương Hải Phong tay phải thượng, còn cột lấy một vòng băng gạc. Lúc này đây, Dương Hải Phong là nhận được Dương Hùng an bài, riêng tới cái này tụ hội thượng, cấp Tiêu thị nan kham. Tiêu thị đăng ký độc quyền, tất nhiên tìm đầu tư người, Vĩnh Phong thực nghiệp hiện tại muốn làm, chính là ở bên trong này làm dối. Vĩnh Phong thực nghiệp ở Hàng Thị, vẫn là rất có nội tình, đây là một cái ở Hàng Thị cắm rễ mấy chục năm xí nghiệp, ở nhân tế Internet phương diện, phi Tiêu thị có thể so. Như thế nào, Dương huynh đệ cũng nhận thức hắn, đơn trang hỏi một tiếng. Nhận thức. Đương nhiên nhận thức, Dương Hải Phong một đôi mắt âm ngoan ở Trương Huyền trên người đánh giá, ta hận không thể đem người này, rút gân bái cốt. Dương Hải Phong nâng một chút chính mình tay phải, nếu lúc trước không phải người này, chính mình sao có thể đem kia ba gã bảo tiêu khai, nếu kia ba gã bảo tiêu ở, chính mình lại sao có thể chịu này tội. Dương Hải Phong hiện tại, đem sở hữu sai lầm đều áp đặt đến Trương Huyền trên người. Nghe Dương Hải Phong nói, đơn trang cười ha ha một tiếng, Dương huynh đệ. Hai ta tưởng thật đúng là giống nhau, ta cũng tưởng đem tiểu tử này rút gân bái cốt đâu. Đơn trang cùng Dương Hải Phong hai người, làm cho Trương Huyền mặt, không chút nào kiêng kỵ nói ra này đó. Đối với hai người kia, phía trước Lâm Thanh Hạm ở thời điểm, Trương Huyền lựa chọn ẩn nhẫn, sợ hãi có một số việc liên lụy đến Lâm Thanh Hạm trên người. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Hạm đã hồi Ngân Châu, Trương Huyền nếu lại có thể nhẫn, vậy không phải hắn. Trương Huyền đi đến Dương Hải Phong trước người. Bắt lấy Dương Hải Phong kia bọc băng gạc tay, tấm tắc, Dương thiếu gia, người đây là, đầu ngón tay cho người ta cắt. Dương Hải Phong hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị bắt tay rút về tới, liền cảm giác một cổ mạnh mẽ từ trên tay đánh úp lại, kia cổ mạnh mẽ đè ép chính mình bàn tay thượng miệng vết thương. Trương Huyền khóe môi treo lên mỉm cười, Dương thiếu gia, loại cảm giác này cũng không tệ lắm đi. Có thể nhìn thấy, Dương Hải Phong một khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo lên. Trương Huyền không ngừng ấn Dương Hải Phong trên tay miệng vết thương, nguyên bản mới vừa khép lại một chút thương, bởi vì Trương Huyền động tác, dẫn tới miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ, máu tươi trào ra, đem Dương Hải Phong trên tay băng gạc đều cấp nhiễm hồng. Dương Hải Phong gắt gao cắn răng, hít hà một hơi, tùng. Buông ra, người cấp lão tử buông ra. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, buông ra Dương Hải Phong tay. Ở Trương Huyền buông tay nháy mắt. Dương Hải Phong liên tục lui về phía sau vài bước, đầy mặt thống khổ nhìn chính mình tay phải, từng đợt xuyên tim đau, từ bàn tay thượng truyền đến. Trương Huyền này một động tác, ngay cả đơn trang cũng chưa nghĩ đến. Trương Huyền khóe miệng tiếp tục liệt khai, Dương thiếu gia, muốn ăn khổ nói, liền tiếp tục, ta không ngại nhiều làm ngươi hưởng thụ hưởng thụ. Dương Hải Phong vẻ mặt âm ngoan, nhưng đích xác không dám nói cái gì nữa, chỉ là ở hắn trong lòng, hận không thể đem Trương Huyền thiên đao vạn quả. Người cũng tại đây, một đạo hơi mang kinh hỉ giọng nữ, ở Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy,
liền thấy một cái dáng người cao gầy tóc dài mỹ nữ chiều chính mình đi tới, đúng là Cảnh Nhược Thiến. Cảnh Nhược Thiến đi tới sau, ánh mắt trực tiếp tỏa định ở Đơn Trang trên người, cảnh cáo nói, họ Đan, đừng làm cho ta thấy ngươi làm một ít nhận không ra người sự, minh bạch sao. Đơn Trang cười, ta chỉ là tới tham gia cái tụ hội, này hẳn là không xem như cái gì nhận không ra người sự đi. Hy vọng là như thế này. Cảnh Nhược Thiến trong mắt có chứa cảnh cáo ý vị hướng Đơn Trang gật gật đầu, theo sau đối Trương Huyền nói, muốn hay không đi bên cạnh uống một chén. Trương Huyền gật gật đầu, cũng hảo. Lần này tụ hội, chuẩn bị không ít lãnh cơm rượu ngon, Cảnh Nhược Thiến từ nhân viên tạp vụ trong tay lấy quá hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Trương Huyền một ly, còn không có tự giới thiệu quá, ta kêu Cảnh Nhược Thiến. Trương Huyền tiếp nhận chén rượu, cùng Cảnh Nhược Thiến nhẹ nhàng chạm cốc, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Hai người cơ hồ đồng thời phẩm một ngụm ly chung rượu ngon. Cảnh Nhược Thiến mắt đẹp đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, công phu của ngươi, từ nào học? Trương Huyền cười, tự học. Không tin, Cảnh Nhược Thiến lắc lắc đầu, ngươi nếu không tưởng nói còn chưa tính, bất quá ta muốn hôn tự thử xem. Ngươi tưởng như thế nào thí? Trương Huyền tò mò hỏi. Rất đơn giản, Cảnh Nhược Thiến đem trong tay chén rượu hướng bên cạnh một phóng, cái này hội sở, có chuyên môn lôi đài, hai ta đánh một trận. Trương Huyền cẩn thận quan sát đến trước mặt nữ nhân này, liền khí chất thượng mà nói, nữ nhân này trên người, càng có rất nhiều một loại phong độ trí thức, nếu không phải biết nữ nhân này, Trương Huyền thật đúng là nhìn không ra tới, đây là một cái bạo lực phần tử. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không thích cùng nữ nhân động thủ. Nhưng ta tưởng cùng ngươi động thủ. Cảnh Nhược Thiến tiếng nói vừa dứt, một chân chiều Trương Huyền trên người đá tới. Đối mặt Cảnh Nhược Thiến bất thình lình một chân, Trương Huyền chỉ là duỗi tay sườn chắn, liền dễ dàng đem này một chân chặn lại xuống dưới, hắn tay, vừa vặn che ở Cảnh Nhược Thiến chân cong. Chân dài bạch mỹ, dầu có co giãn. Cảnh Nhược Thiến động tác không ngừng, lại chém ra một quyền, đánh hướng Trương Huyền mặt, đồng dạng bị Trương Huyền sau phát tới, duỗi tay đánh vào Cảnh Nhược Thiến khuỷu tay. Làm Cảnh Nhược Thiến này một quyền phát huy không ra bất luận cái gì uy lực tới. Cảnh Nhược Thiến còn tưởng lại động thủ, kết quả bị Trương Huyền trước tiên nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này đây, liền huy quyền cơ hội đều không có. Từ đầu đến cuối, Trương Huyền trong tay đều cầm kia ly rượu vang đỏ, liền một chút cũng chưa sái ra tới, mà Trương Huyền bản nhân, cũng là đứng ở nơi đó, bước chân cũng chưa di động một chút. Trương Huyền ha hả cười, mỹ nữ, ta không đánh bái, lại đánh tiếp. Ta đã có thể muốn chiếm ngươi tiện nghi. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng câu một chút bị hắn nắm trong tay đôi bàn tay trắng như phấn. Cảnh Nhược Thiến sắc mặt đỏ lên, dùng sức bắt tay từ Trương Huyền trong tay rút ra, người này hoàn toàn chính là khi dễ người. Làm ơn mỹ nữ, nói chuyện cần phải giảng lương tâm, là ngươi trước đối ta động thủ a. Trương Huyền hướng Cảnh Nhược Thiến giơ lên chén rượu, đi nhanh chiều bên kia đi đến. Cảnh Nhược Thiến nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng, mắt đẹp trung nổi lên tia sáng kỳ dị. Đây là cái cao thủ a. Một cái trung niên nam nhân đi đến Cảnh Nhược Thiến phía sau, cảm thán nói. Chương 294, người dám nói thượng công tử. Lão sư, Cảnh Nhược Thiến xoay người, hướng trung niên nam nhân kêu một tiếng. Trung niên nam nhân vẫy vẫy tay, vừa mới hai người động thủ, ta đều xem ở trong mắt, nói thật, hắn sở biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng lực đạo. Đều cùng ngươi đối hắn ra tay thời điểm giống nhau như đúc, này thuyết minh người này đối tự thân cơ bắp đem khống trình độ đã tới một loại đỉnh, theo sau là hắn chiến đấu ý thức, ngươi vừa mới đánh ra ba chiêu, tất cả đều ở ra chiêu thời điểm đã bị hắn hiểu rõ, đánh vào ngươi nhất bạc nhược địa phương, nếu là sinh tử giao chiến nói, ngươi đá ra đệ nhất chân nháy mắt. Ngươi cũng đã bại. Cảnh Nhược Thiến há to miệng, có điểm không thể tin được, nàng tuy rằng biết chính mình không bằng Trương Huyền cường, nhưng vừa mới kia vài cái động thủ. Nàng theo lý thường hẳn là cho rằng là Trương Huyền tốc độ so với chính mình mau, lực lượng so với chính mình đại, nhưng nghe lão sư vừa nói, Trương Huyền dùng ra lực lượng cùng tốc độ, đều là cùng chính mình tương đồng. Nhà đầu, ta có thể dạy ngươi, đều giáo ngươi, người này xác thật lợi hại, chính là ta cùng hắn đánh, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trung niên nam nhân vỗ vỗ Cảnh Nhược Thiến bả vai, thế nào, muốn hay không suy xét đem này tiểu tử bắt lấy. Sư phụ, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta chính là đối hắn thân thủ cảm thấy tò mò mà thôi. Cảnh Nhược Thiến mặt đỏ lên. Ha ha, trung niên nam nhân cười to hai tiếng, nhà đầu, tốt nhất là như vậy, người này, nhưng không đơn giản a. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng,
lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Trương Huyền ở hội sở dạo qua một vòng, nhìn đến Milan đang bị ba cái tuổi trẻ nam nhân vây quanh. Có thể thấy được tới, Milan trên mặt đã có một tia không kiên nhẫn. Đương nhìn thấy Trương Huyền nháy mắt, Milan giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nói một tiếng ta bạn trai tới, sau đó bước đi đến Trương Huyền bên người, thoải mái hào phóng ôm Trương Huyền cánh tay. Nguyên bản cùng Milan nói chuyện phiếm ba gã thanh niên, đều hướng Trương Huyền đầu tới cửu thị ánh mắt. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi Milan, sự tình nói thế nào, có thể đi rồi sao? Không lý tưởng, Milan lắc lắc đầu, thở dài, Vĩnh Phong thực nghiệp người ở bên trong cắm vài đạo tử, ta hiện tại căn bản là không thấy được Dũ Nguyên Phong đầu người thừa kế, hắn trợ lý đã đem ta cự tuyệt. Không có khả năng đi, Trương Huyền có điểm kỳ quái, lần này hạng mục, Dũ Nguyên Phong đầu chỉ cần là có điểm đầu óc, nên sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nhưng cố tình cái kia Dũ Nguyên Phong đầu người thừa kế không đầu óc. Milan rất là bất đắc dĩ, cái kia thượng phát, tâm tư hoàn toàn liền không ở sinh ý mặt trên, chỉ biết cùng người khác đánh quyền, đối với đầu tư mấy thứ này, một chút đều không quan tâm. Trương Huyền cùng Milan còn chính trò chuyện đâu, liền nghe bên cạnh vài tên người trẻ tuổi phát ra nóng nảy thanh âm. Đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi a. Đi, qua đi đi xem một chút. Thượng công tử rất lợi hại a. Gọi tới nhiều như vậy luyện tán đánh, đều không phải đối thủ của hắn. Trương Huyền nghe thế thanh âm, cũng tới vài phần hứng thú, đi, qua đi đi xem một chút. Ở hội sở một cái đừng thính, chuyên môn chuẩn bị một cái lôi đài. Thượng Phát chính vẻ mặt nhàm chán đứng ở trên lôi đài, nhìn chính mình trước mặt đối thủ, này đó được xưng cái gì tán đánh quán quân người, đều xa xa không phải Thượng Phát đối thủ. Liên tục thắng lợi, làm Thượng Phát không có một chút kiêu ngạo. Thậm chí trong lòng còn nhiều ra vài phần kính sợ, đối đãi cái kia tổ chức kính sợ. Trước kia Thượng Phát, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, đua xe tán gái, thân mình đã sớm ngao hư, đừng nói đối này đó tán đánh cao thủ, chính là đối một ít hơi chút cường tráng điểm người thường, Thượng Phát đều không phải đối thủ. Đã có thể ở Thượng Phát nhận thức chính mình sư phụ ngắn ngủn 1.5 năm thời gian, hắn liền trưởng thành thành cái dạng này, hơn nữa Thượng Phát rất rõ ràng, chính mình hiện tại, còn không có sư phụ 1/3 trình độ. Phải đi lộ còn rất dài, cứ như vậy, chính mình đều có thể nghiền áp này đó tán đánh quán quân, kia sư phụ đâu. Còn có ở kia phía trên, làm sư phụ đều phải trịnh trọng đối đãi hành giả đại nhân, bọn họ lại có bao nhiêu lợi hại. Lại một người được xưng tỉnh tán đánh quán quân người, thua ở Thượng Phát nắm tay hạ. Thượng Phát nhàm chán quơ quơ đầu. Không thú vị, không thú vị, không đánh, đi rồi. Thượng Phát nói, liền chuẩn bị đi xuống lôi đài. Ta và ngươi đánh. Một người lạ mặt thanh niên, nhảy tới trên lôi đài, nhìn Thượng Phát. Tên này thanh niên, đúng là đêm qua xuất hiện ở viện nghiên cứu cửa, chém 10 tên giả địa ngục hành giả người. Ngươi, Thượng Phát nhìn đối phương liếc mắt một cái, có ý tứ, ngươi là học gì đó. Thanh niên khinh thường nhìn mắt Thượng Phát, ngươi không xứng biết. Một câu ngươi không xứng, xem như chọc giận Thượng Phát, hắn nhéo nhéo nắm tay, chờ ta đem ngươi đánh đến quỷ dạp trên mặt đất thời điểm, ta lại làm ngươi biết. Ta xứng không xứng. Trương Huyền cùng Milan đi vào cái này đừng thính, đừng đại sảnh đã đứng không ít người, đều là tới xem đánh lôi. Đương Milan nhìn đến trên lôi đài thanh niên khi, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, hắn như thế nào ở mặt trên. Ngươi nhận thức hắn, Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Milan gật gật đầu, hắn đi qua nhà ta vài lần, cùng hắn đánh lôi cái kia, chính là Thượng đã phát. Trương Huyền xem lôi đài ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra trên lôi đài người. Một cái là tối hôm qua tên kia thanh niên, đại biểu cho một cổ thần bí thế lực, một cái khác là hàng thị phòng làm việc tân người thừa kế. Này hai người đối chọi, làm Trương Huyền rất có hứng thú. Bên kia, Cảnh Nhược Thiến cùng nàng sư phụ cũng nhìn trên lôi đài. Trên lôi đài hai người đánh lôi, không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp đánh vào cùng nhau. Này hai người đối chọi, giống như là đánh võ phiến giống nhau, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, người xem cảnh đẹp ý vui. Dưới đài những cái đó người trẻ tuổi, càng là có vẻ phi thường kích động. Trương Huyền ánh mắt ở hai người trên người qua lại nhìn, mấy chiêu sau, hắn lắc lắc đầu, cái này Thượng Phát, quả thực chính là ngu xuẩn. Hảo hảo chiêu thức bị hắn vận dụng thành cái dạng này, thua định rồi. Lấy Trương Huyền thân phận nói lời này, liền cùng một cái xí nghiệp lão tổng ở trách cứ chính mình công nhân giống nhau, nhưng nghe ở người khác bên tai, liền không phải có chuyện như vậy. Ta nói ngươi ai a ngươi? Thượng công tử cũng là ngươi nói. Một người ăn mặc quyến rũ mỹ nữ mắt lé chừng mắt nhìn Trương Huyền một chút. Anh em,
ngươi lá gan không nhỏ a, liền thượng công tử đều dám nói. Ha ha, vị này họ Trương huynh đệ, luôn luôn thích nói mạnh miệng. Đơn Trang từ một bên đi tới. Vị này bằng hữu, ta hy vọng ngươi nói chuyện chú ý một chút. Thượng phát trợ lý cũng đã đi tới. Hôm nay đi vào cái này tụ hội người, đại bộ phận đều tưởng lấy lòng thượng phát, Trương Huyền này một câu phê phán nói, có thể nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tức khắc làm rất nhiều người đều chiều Trương Huyền xem ra, biểu đạt chính mình bất mãn, ở thượng phát trợ lý trước mặt, biểu hiện chính mình. Như thế nào, hắn đánh có vấn đề, ta nói hắn cùng các ngươi có quan hệ sao? Trương Huyền hỏi một tiếng. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi cần thiết đến cấp thượng công tử xin lỗi. Tên kia quyến rũ mỹ nữ biểu hiện phi thường kích động. Chương 295, còn ngại không đủ mất mặt. Thượng phát tại đây nhóm người chung địa vị, có thể nói là tương đương cao thượng, cơ hồ mỗi người đều nghĩ đến nên như thế nào lấy lòng hắn. Một ít nữ nhân, càng là dùng ra cả người thủ đoạn, muốn cho thượng công tử nhiều xem chính mình hai mắt. Đúng vậy, xin lỗi. Cấp thượng công tử xin lỗi. Cần thiết xin lỗi. Một đạo lại một đạo phụ họa tiếng vang lên. Tất cả đều ở lên án công khai Trương Huyền. Đối mặt này đó lên án công khai thanh, Trương Huyền ha hả cười, có sai liền phải nhận, bị đánh muốn nghiêm, cái này thượng phát chính mình phế vật, ta vì cái gì phải cho hắn xin lỗi. Ngươi dám nói thượng công tử, bảo an ở đâu đâu, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Một người trực tiếp múa may khởi cánh tay tới, kêu bảo an. Ai có quyền lực đuổi đi người, một bên Cảnh Nhược Thiến nghe được bên này động tĩnh, đã đi tới. Cảnh Nhược Thiến tuy rằng không phải thương vòng người, nhưng hàng thị cái này địa phương, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thượng tầng nổi danh người liền như vậy mấy cái, ai lại không quen biết Cảnh Nhược Thiến cái này thư ký ra con gái duy nhất. Tức khắc những cái đó vừa mới còn ở kêu gào người, đều ngậm miệng lại. Thượng phát bọn họ muốn lấy lòng, cái này đại tiểu thư, càng là không thể đắc tội a. Cảnh Nhược Thiến đứng ở Trương Huyền bên người, đôi tay ôm ngực, nhìn trên lôi đài, hướng Trương Huyền mở miệng nói. Trên đài hai người kia, ngươi thấy thế nào? Trương Huyền lắc lắc đầu, hai người đều có một cái cộng đồng khuyết tật, chính là chiến đấu ý thức quá mỏng yếu đi, hai người bọn họ ra chiêu thời điểm động tác quá lớn, gặp được một ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhiều nhất ba chiêu, là có thể muốn hai người bọn họ mệnh, đặc biệt là cái kia thượng phát, quả thực phế xài đến không được, hảo hảo chiêu thức, bị hắn vận dụng thành như vậy. Thượng phát sở học, sử dụng đồ vật, đều là lúc trước Trương Huyền mang theo Quang Minh đảo còn lại mấy cái vương giả cùng nhau nghiên cứu ra tới, có thể nói, Trương Huyền chính là này bộ công phu người sáng lập cũng không quá. Đối với chính mình sáng lập công phu, Trương Huyền rất rõ ràng này bộ công phu lực sát thương có bao nhiêu đại, tuy rằng thượng phát hiện ở còn không có luyện đến vị, nhưng cũng không nên như vậy nhược mới đúng, mắt thấy, hắn ở trên lôi đài, đã ở vào hoàn cảnh xấu. Trương Huyền đối trên đài hai người đánh giá, làm Cảnh Nhược Thiến cứng họng. Ở Cảnh Nhược Thiến xem ra, liền trên đài này hai người mà nói, đặt ở cùng tuổi giai đoạn giữa, đã xem như khó được cao thủ, nhưng không nghĩ tới ở cái này người trong miệng, lại là không đáng một đồng, thậm chí bị dùng phế xài hai chữ tới hình dung. Một người thật sự bất mãn Trương Huyền nói, bĩu môi, nhỏ giọng nói mạnh miệng ai chẳng biết a, thực sự có năng lực, chính mình đi lên đánh a. Ha ha, các vị cũng đừng coi khinh vị này Trương tiên sinh. Hắn cũng không phải một cái chỉ biết nói chuyện sẽ không động thủ người. Một đạo thanh âm vang lên, nghe đi lên hình như là vì Trương Huyền bênh vực kẻ yếu, nhưng câu nói kế tiếp, lại là làm mọi người cười vang một đường, mọi người xem ta này tay, vừa mới bị trọng thương, vừa mới cùng vị này Trương tiên sinh nói chuyện phiếm, không cẩn thận nói câu Trương tiên sinh không thích nghe, này không, Trương tiên sinh liền hướng ta động thủ, hoặc là nói, Trương tiên sinh hay là thực sự có bản lĩnh a. Nói lời này người, đúng là Dương Hải Phong. Hắn kia tay triển băng gạc tạo hình, mỗi một câu đều có thể nói là ở trào phúng Trương Huyền. Người chung quanh vừa nghe, lập tức phát ra tiếng cười, nhìn dáng vẻ, vị này Trương tiên sinh, vẫn là có lựa chọn tính nhằm vào đâu. Ai nói không phải, thấy Dương công tử tay bị thương, liền hướng Dương công tử động thủ, muốn ta nói, hắn đi tìm cái tiểu học thu bảo hộ phí, không phải càng tốt. Ai dám chọc hắn? Miệng cường vương giả, thật sự chính là cái miệng cường vương giả a. Từng đợt châm chọc thanh truyền đến, khiến cho một trận ồn ào cười to. Trên lôi đài, thượng phát cùng tên kia thanh niên đối chọi đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, ở thanh niên một quyền một dưới chân, thượng phát chỉ tới kịp né tránh. Thật là phế xài một cái gì cái gọi là cao thủ, đều bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Thanh niên miệng phun khinh thường.
Thượng Phát cắn chặt răng, không có ra tiếng, thực lực của đối phương vượt quá hắn tưởng tượng, cũng kích phát rồi hắn ý chí chiến đấu. Thượng Phát là một cái không cam lòng dễ dàng nhận thua người, nếu không hắn cũng sẽ không tha Hảo Hảo đại thiếu gia không làm, độc thân tiến vào này được rồi. Múa may khởi nắm tay, Thượng Phát mưu sức chân khí, liên tục tam quyền hướng đối phương đánh đi, kết quả bị thanh niên dễ như trở bàn tay hiện lên. Hai người đối chọi loại sự tình này, một khi làm đối phương lấy được ưu thế, khả năng kế tiếp chiến cuộc liền sẽ từ rằng co trở nên bẻ gãy nghiền nát. Tình huống hiện tại chính là như vậy, nguyên bản hai người còn đánh có tới có hồi, nhưng hiện tại, là thanh niên hoàn toàn ấn Thượng Phát ở đánh. Thanh niên né nhanh qua Thượng Phát đánh tới tam quyền sau, quay người rút ra một cái tiên chân, lần này lực động tác phi thường tấn mãnh, nước chảy mây trôi, lấy đai lưng động cả người sức lực, thật mạnh một chân đá vào Thượng Phát đùi ngoại sườn. Thượng Phát bị này một chân đá đến liên tục lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ chân đều ở tê dại, sử không ra lực tới. Thanh niên đắc thế không buông tha người, lại lần nữa công thượng, đánh Thượng Phát là kế tiếp bại lui, cuối cùng bị thanh niên một quyền đánh trúng bụng, còng eo nằm ở trên mặt đất, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Này một kết quả, làm những cái đó vây xem người phát ra một trận kinh hô. Thượng công tử ngươi thế nào? Ngươi là ai? Không được đánh nhà của chúng ta Thượng công tử. Một nữ nhân phát ra thét chói tai. Thanh niên một bước tiến lên trước, giẫm trụ Thượng Phát mờ u bàn tay, dùng sức nát một ngụm nước bọt, phi, rác rưởi. Có biết hay không, các ngươi loại này chiêu thức, giống như là không có khai hóa con khỉ giống nhau, thô, ghê tởm. Ngươi đánh giám, Thượng Phát phát ra một trận trầm thấp giống giận, ngươi mới là con khỉ, ta chẳng qua là nhất thời đại ý. Ha ha, nếu này không phải trên lôi đài. Người nhất thời đại ý, còn có thể tại này cùng ta nói chuyện. Thanh niên khinh thường nhìn mắt Thượng Phát, ở thanh niên trên mặt, toàn là kiêu ngạo, ta đã sớm nói, thời gian dài ẩn nhẫn, cho các người này đó man nhân, đều cảm thấy chính mình thực ghê gớm, kỳ thật, ở chúng ta trong mắt, các ngươi chính là một đám rác rưởi. Có bản lĩnh ngươi làm ta lên, hai ta một lần nữa đánh. Thượng Phát tưởng bắt tay từ thanh niên dưới lòng bàn chân rút ra, nhưng nề hà thanh niên dẫm quá chết, hắn căn bản vô pháp làm được. Một lần nữa đánh, dựa vào cái gì, thanh niên phảng phất xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Thượng Phát, ngươi cho rằng ta tại đây cùng ngươi quá mọi nhà đâu. Buông ra Thượng công tử, một lần nữa đánh. Chính là, ta xem ngươi chính là vận khí tốt, bằng không như thế nào không dám lại đến một lần. Dưới đài, vang lên một trận giúp Thượng Phát nói chuyện thanh âm. Thượng Phát trừng mắt thanh niên, ngươi dám không dám lại đến một lần, nếu mới vừa không phải ta đại ý, ngươi cùng không phải không có khả năng. Thượng lên tiếng còn chưa nói xong, đã bị dưới đài vang lên một trận hét lớn một tiếng cấp đánh gãy. Đủ rồi, còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao? Sinh tử tương bác, vốn là thắng ở nghĩ sai thì hỏng hết, thật tới rồi đua sinh tử thời điểm, đối thủ của ngươi còn có thể cho ngươi lại đến một lần cơ hội. Này thanh hét lớn, làm cho cả đường thính lâm vào một trận yên tĩnh giữa. Mọi người đều chiều người nói chuyện nhìn lại, muốn biết là ai như vậy không có mắt, dám đảm đương nhiều người như vậy mặt. Quát lớn Thượng Phát.